Đại quản gia là ma hoàng, chắc nhất phàm. Tập 86. Đương nhiên, nàng vốn cũng không phải là người, càng giống tinh linh, thế gian tình nghĩa chỗ ngưng tụ tinh linh. Bất quá mấy năm công phu, nàng cũng đã đạt tới thánh giai. Áo bào trắng nam cũng là trò chuyện lấy vui mừng, đồng thời trong lòng vô tình thiên đạo, lần nữa bị lây bệnh phát lên chân tình, đối nữ tử kia cũng có loại yên lặng quan tâm. Còn nữ kia tử, thì càng là đối với áo bào trắng nam tình nghĩa chậm rãi, thâm tình không quên. Một đôi kim đồng ngọc nữ, tựa hồ như vậy sinh ra, áo bào trắng nam cùng Minh Đế mấy cái hảo hữu kết giao, từ hắn đoạn tình tuyệt nghĩa về sau, cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Thấy tình cảnh này, Minh Đế cuối cùng lộ ra hài lòng nụ cười. Minh Đế thật là âm hiểm a. Đem tất cả mọi thứ nhìn ở trong mắt, Trác Phàm ngăn không được tắc lưỡi, hắn có phải sớm đã có cái này mưu đồ mưu, chuyên môn điều cái mỹ nữ để hắn rót vào chân tình. Chỉ là phong ấn vật chứa mà thôi, người trực tiếp làm cái dương không tốt sao? Nhếch miệng cười một tiếng, lão đầu kia nhìn về phía Trác Phàm, hiện tại không phải cũng thẳng được chứ, vị công tử kia rốt cục khôi phục. Cái gì khôi phục, người ta là muốn đột phá đế cảnh, Minh Đế đây không phải chậm trễ người ta à. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm sâu xa nói, hiện tại ta biết vì cái gì thập đế không có hắn, ha ha. Thản nhiên cười, lão giả lơ đễnh dao động cái đầu, hắn chưa thành đế, là bởi vì hắn đại đạo có khuyết điểm, cũng không phải là hắn tu có tình thiên đạo sai. Tại hắn đoạn tình tuyệt nghĩa về sau, không phải cũng không có đột phá à. Tiểu tử, ta hỏi ngươi. Có lòng người yêu sao? Có. Cái kia đế cảnh cùng âu yếm người, hai chọn một, ngươi làm sao tuyển? Trầm ngâm một chút, Trác Phàm lộ ra lạnh nhạt nụ cười, tuyển người yêu. Vì cái gì? Tâm hướng tới, theo tâm nguyện ta. Nhìn một chút trong hồ áo bào trắng nam tử, Trác Phàm không sai gật đầu, nếu là cùng tâm tướng tuân, liền đã định trước đột phá không đế cảnh. Vị này thiên đế đệ đệ tại tuyệt tình đoạn nghĩa trong tích tắc. Không phải cách đại đạo thêm gần, mà chính là càng xa. Nhẹ nhàng gật đầu, lão giả kia khen, xem ra trong lòng ngươi vẫn là minh bạch. Đúng vậy a, mà lại ta cùng hắn tựa hồ một dạng cảnh ngộ, ha ha ha. Quên nàng. Trác Phàm ngay tại cười khúc khích, một tiếng băng lãnh giận dữ mắng mỏ lại là bỗng dưng đem hắn dọa đến lắc một cái, lần nữa nhìn lại chỉ thấy hình ảnh biến đổi, thiên đế cái kia lạnh lùng khuôn mặt đã xuất hiện tại bên trong. Chăm chú nhìn áo bào trắng nam tử nói, ta vừa xuất quan, cho là ngươi có thể thành đế, kết quả ngươi lại trở về. Chẳng những tình nghĩa lại sinh, còn nhiều nữ nhân, cái này khiến ngươi như thế nào chấp trưởng thiên đạo. Thở sâu, áo bào trắng nam tử chối cho ý kiến, không quan trọng, bản tộc có đại ca một người, đủ để trấn nhiếp thiên hạ, ta cho dù không xưng đế lại như thế nào. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải quan tâm ngươi, ta cũng không quan tâm đem bản tộc phát dương quang đại. Ta chính là ta, thiên đế, không minh đại đạo trưởng khống giả. Trong mắt không có chút nào cảm tình, thiên đế lạnh như băng nói, ta một mực đốc xúc ngươi xưng đế, chỉ là một loại bản năng. Tựa như động vật nuôi con nhỏ một dạng, mọi người thường nói động vật có cảm tình, nhưng động vật cái nào có nhân loại phức tạp như vậy. Làm ra hết thảy, bất quá là vì tuân theo thiên đạo, sinh sôi sinh sống mà thôi. Ta cũng như thế, ngươi là đệ đệ ta. Cho nên ta hy vọng ngươi cùng ta cùng một chỗ chấp trưởng thiên đạo, đừng đem cái phàm nhân, chọc ta xót thương. Lông mày nhíu lại, áo bào trắng nam cười lạnh, xót thương. Đại ca ngươi đều vô tình vô nghĩa, nào có xót thương câu chuyện. Không tệ, xót thương là có chút cất nhắc ngươi, ta nói là, đừng để ta miệt thị ngươi, như đối con kiến hôi. Nhẹ liếc một cái hắn, thiên đế trong mắt lóe lên từng đạo sát ý, ngươi nếu không nguyện để xuống, ta thay ngươi quyết đoán. Giết nữ nhân kia. Ông, bình tĩnh mặt hồ, nổi lên từng đạo sóng ánh sáng gợn sóng, cái kia thượng cổ hình ảnh, đình trệ tại thiên đế cái kia lạnh lẽo ánh mắt bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trác Phàm hơi hơi thẳng tắp eo, thở dài một hơi, ngày này đế nhất chỉ độc thân cẩu, không thể gặp người nhà khi đi hai người khi về một đôi a, liền đệ đệ mình nhân duyên đều muốn can thiệp, còn nói mình vô tình, cái này rõ ràng là ghen ghét, đây không tính là tình sao. Chỉ bất quá phụ diện mà thôi, cắt. Ha ha ha, người đây thì sai, thiên đế tu là không minh đại đạo, từ trước tới giờ không đem ngoại vật quanh quẩn trong lòng. Hắn chỉ là ấn hắn đạo tâm hành sự thôi, thiên tôn địa ti, hắn cảm thấy đệ đệ của hắn liền nên cùng hắn cùng một chỗ chấp trưởng thiên đạo, phàm là trở ngại hắn cái này nhất định thì, đều sẽ bị coi là chướng ngại tiêu trừ, chỉ thế thôi.
nhếch miệng cười một tiếng, lão giả kia tựa hồ đối với nội tình tương đối quen thuộc, nhẹ nhàng điểm một cái mặt hồ, một phen khác cảnh tượng lần nữa hiển hiện, nói vớ vẩn nói ít, chúng ta tiếp tục nhìn xuống. Gật gật đầu, Trác Phàm lần nữa mèo eo nhìn lại, đã thấy cái kia trong mặt hồ tràng cảnh lại đổi một phen. Vẫn là cái kia quen thuộc địa phương, người áo bào trắng kia phong ấn tình nghĩa cửa sơn động, vẫn là hai người kia, một nam một nữ, chỉ bất quá bầu không khí đã trở nên vạn phần trở nên nặng nề. Áo bào trắng nam tử nhìn lấy nữ tử kia, ánh mắt băng lãnh, không có chút nào nhiệt độ, trầm giọng nói, từ nay về sau, chúng ta không có cái gì liên quan, ân đoạn nghĩa tuyệt, không gặp lại mặt. Vì sao, nữ tử kia tựa hồ không hiểu, trong mắt chớp động lên vội vàng. Mí mắt buông xuống, áo bào trắng công tử thản nhiên nói, ta muốn ngưng tụ đế đạo, ngươi quá vướng bận. Thiên đạo vô tình, ta tuyệt sẽ không lại theo ngươi có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi nói không có là không có sao. Đừng quên, ta là ngươi chân tình biến thành, tập hợp thiên hạ chí tình vào một thân. Trong lòng ngươi phải chăng hữu tình, ta sẽ cảm giác không thấy. Đúng. Ta biết ngươi bản sự, cho nên mới cố ý đến đây, cùng ngươi ngay mặt làm đoạn. Không có liếc nhìn nàng một cái, áo bào trắng nam tử thở sâu, tại nữ nhân kia chấn kinh ánh mắt bên trong, bỗng nhiên thân thể lắc một cái, một đạo ngũ thải hà quang nhất thời nhẹ nhàng rời đi bên ngoài cơ thể. Trác Phàm thấy một lần, chưa phát giác kêu to, chưa thành hình đế cảnh đại đạo. Thế nhưng là còn không đợi hắn tiếng nói kết thúc, đụng một tiếng. Cái kia ngũ thải hà quang bên trong lại là một tiếng bạo hưởng. Ngay sau đó, ánh sáng tiêu tán, trở nên ảm đạm vô thần, chỉ còn lại một tầng u ám sương mù đoàn, lại rơi vào trong cơ thể hắn. Phốc! Một miệng đỏ thẫm máu tươi phun ra, cái kia áo bào trắng nam tử sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt cũng biến thành ảm đạm vô quang lên, thậm chí ngay cả toàn thân sức sống, đều tiêu tán không thấy. Giống như cái xác không hồn giống như, không có nhìn nữ tử kia liếc một chút. Phí thời gian lấy tốc độ, quay người rời đi. Mà theo hắn từng bước một hành tẩu, hắn trên thân cũng tản mát ra một cỗ khó nói lên lời tĩnh mịch chi khí, khuếch tán hướng chung quanh, chỉ là trong nháy mắt, lúc trước còn một mảnh vui vẻ phồn vinh rừng cây, trong nháy mắt thì trở nên mất đi sinh sống, đầy đất thi hài, cây cỏ khô héo, liền phi điểu côn trùng đều biến thành khô quắt thi thể. Nơi này, lại không có nửa phần sinh khí. Không có để ý những thứ này. Nữ tử kia chỉ là trong mắt ngậm lấy yêu kiều lệ quang, bình tĩnh nhìn chăm chú, bờ môi ngăn không được địa run rẩy. Ngươi thật là ác độc. Khỏa khỏa nước mắt lấy xuống, nữ tử kia song quyền nắm chặt, hàm răng cắn chặt, thậm chí ngay cả chính mình tình căn đều chặt đứt, đến cùng ta tuyệt nứt. Thế nhưng là ngươi không phải nói đây là vì ngưng tụ đế đạo sao? Chặt đứt tình căn, ngươi đã là không được đầy đủ người, chỗ nào còn có thể ngưng tụ đế cảnh đại đạo? Không nói gì. Áo bào trắng nam tử mặt không biểu tình, một đường kéo lấy mỏi mệt bóng người rời đi, từ đầu đến cuối không quay đầu nhìn phía trên liếc một chút. Nhìn lấy tình cảnh này, Trác Phàm nội tâm không hiểu phát lên một cỗ bi thương, nhưng cũng kỳ quái, không khỏi nhìn về phía lão giả kia nói, tiền bối, tình này căn là cái gì? Vì sao chặt đứt tình căn, liền không khả năng ngưng tụ đại đạo đâu? Tình căn, chính là người căn bản, mỗi người trời sinh tất cả. Nhẹ nhàng an ủi dâu dài, lão giả kia cũng là một mặt buồn vô cớ, người có tam cương, trung hiếu đế, ngũ thường, nhân trí lễ nghi tin, đây là nhân loại xử sự căn bản. Nhân loại tu giả, càng là coi đây là ngộ đạo tu luyện gốc rễ, cũng là người đạo chi cơ, được xưng là nhân đạo chính đồ. Bất quá những thứ này cũng không phải là trọng yếu nhất, người căn bản, còn tại một cái chữ tình, chính là tình căn, đây là còn lại chủng loại tu giả, giống linh thú bọn họ không có được đồ vật. Vô luận thiện hay ác, nhân loại tu giả đều chạy không khỏi một cái chữ tình, cho dù là ma đạo tu giả, cũng là lĩnh hội oán hận ghen ghét những thứ này phụ diện chi tình, mà thiên đế, thì là đem hết thảy chạy không, bao quát tình căn, cho nên mới xưng vô tình. Nếu là liền tình căn đều không có, liền ngay cả vô tình đều không được xưng. Nhưng hắn vừa mới đem tình căn chặt đứt, liền tương đương nam nhân không có tiểu đinh đinh, cùng thái giám không khác, không phải người hoàn mỹ thân thể. Liền cũng không có khả năng ngưng tụ đại đạo. Dù sao đại đạo yêu cầu tu giả tại nào đó một đạo phía trên đạt đến hoàn mỹ lĩnh ngộ, hiện tại hắn liền người hoàn mỹ cũng không tính, làm sao có thể đầy đủ lại thành hoàn mỹ đại đạo. Nếu không mà nói, dùng cái này có thể thành vô tình, thiên đế đã sớm cắt. Không sai gật đầu, Trác Phàm trong lòng rõ ràng, lại nhìn về phía trong mặt hồ cái kia cao ngạo bóng người, không khỏi bất đắc dĩ thở dài một tiếng,
xem ra hắn là tự giác khó có thể dứt bỏ đoạn này thâm tình, liền tới cái hung ác, chảm thảo trừ căn, vì chỉ là không cho thiên đế hướng nàng này ra tay. Rõ ràng là vì chí tình, mới chịu làm đến vô tình, cái này vô tình nhưng cũng thật chí tình. À, cái tràng diện này làm sao quen thuộc như vậy? Lệnh ta cảm khái như thế, thật giống như ta trước kia cũng đụng phải. Há, phải không, cái kia chờ ngươi luân hồi thời điểm, cũng đem chính mình trí nhớ tất cả đều lưu tại nơi này, lão phu từ từ xem, trò chuyện lấy đánh ra thời gian, ha ha ha. Bật cười một tiếng, lão giả kia lộ ra một bộ trêu chọc khuôn mặt. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, tiếp tục chú ý cái kia thượng cổ bí văn, nhưng trong mắt lại là càng ngày càng giật mình lo lắng, tựa hồ cảm động lây giống như. Nữ tử đưa mắt nhìn áo bào trắng công tử rời đi, cũng đã thương tâm gần chết, trở lại sơn động, khuôn mặt cứng ngắc, trong mắt tuyệt vọng, liên tiếp mấy tháng, ngốc ngồi ở chỗ đó, không nói một lời. Lúc này, một đạo đã lâu tiếng chim hót bên ngoài vang lên, khiến trong mắt xuất hiện một tia gợn sóng. Đứng dậy ra ngoài, chính gặp một con chim nhỏ chính đối khô héo mặt đất, một cái khô quắt điểu thi kêu rên. Nữ tử kia trong lòng hơi động, đem cái kia điểu thi giữ trong tay, một đạo hào quang màu phấn hồng lóe qua về sau, cái kia điểu thi thế mà như kỳ tích khôi phục sinh cơ. Kết quả là, hai con chim nhi líu díu lại giao nhau cùng một chỗ, vui sướng bay tới bay lui. Nhìn lấy đây hết thảy, nữ tử kia tư có điều ngộ ra, lần nữa hồi động bế quan. Sau một tháng, nhưng gặp một đạo mây ngũ sắc ngút trời, một vệt hào quang màu phấn hồng một được từ bên trong hang núi kia tràn ngập ra, trải rộng toàn bộ sơn lâm, làm đến cái này một mảnh chỗ chết, cũng nhiễm phải từng đạo ôn nhu. Chỉ một thoáng, kỳ tích phát sinh, đã bảo trì mấy tháng chỗ chết, lần nữa khôi phục sinh cơ, kết bè kết đội phi điểu côn trùng kêu vang, bắt đầu ở giữa rừng núi vui sướng lao vụt. Nữ tử kia chậm rãi đi ra cửa động, đã khí thế phóng đại. Khóe miệng mang theo một tia ôn nhu ý cười, nhìn lấy tình cảnh này, khóe mắt lại là bỗng dưng trượt xuống một óng ánh nước mắt, rơi trên tay. Đây là ta một lần cuối cùng vì ngươi một người chảy nước mắt, sau này ta muốn trưởng thiên hạ tình đạo, tạm biệt. Hy vọng ngươi tình căn, còn có cứu vãn cơ hội. Tiếng nói kết thúc, nữ tử kia vung tay lên, đem lệ kia châu ném không trung, biến mất không thấy gì nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn đến đây, Trác Phàm cảm thấy hết thảy không sai, nữ tử này cũng là tình đế. Cái kia nàng chỗ tại cái này địa phương, chính là nàng đạo tràng, tơ tình động. Không tệ, nam tử kia dùng chính mình chí tình làm nền cơ, trong lúc vô tình sáng tạo tình đế. Nhưng tình đế là vì thiên hạ chí tình sinh linh mà sinh, tại nàng thành đế khi đó, liền đã để xuống nam nữ tiểu ái. Nàng sau cùng lệ kia, trên thực tế chính là người kia lúc trước chỗ rót vào tại trong cơ thể nàng chí tình. Chỉ bất quá cái này thời điểm, nàng không cần đến. Đạm mạc gật gật đầu, lão giả một mặt nghiêm túc nói, vốn là cái này chân tình nước mắt có thể trợ nam tử kia đúc lại tình căn, đáng tiếc. Cảm thấy run lên, Trác Phàm lại định thần nhìn lại chính gặp lệ kia vừa bay ngàn dặm, chỉ là trong chớp mắt, liền tới đến một gian rộng rãi trong sân, sau đó đụng một tiếng, nện vào một gian mật thất. Mà chỗ đó, đang ngồi lấy một cái quen thuộc nam tử, chính là cái kia áo bào trắng nam nhân. Chỉ là giờ này khắc này, hắn toàn thân cao thấp lại là có chút kỳ quái, từng đạo hắc khí cuồn cuộn ứa ra, khuôn mặt âm u đáng sợ, toàn thân cao thấp đều là tĩnh mịch chi khí. Hoàn toàn không có ý thức đến giờ này khắc này nam nhân này nguy hiểm, lệ kia siêu một tiếng, liền hướng hắn phóng đi. Tựa hồ muốn lấy cái này đã từng chí tình, khôi phục hắn tình căn. Thế nhưng là, còn không đợi nó động một cái, đụng một tiếng, một đạo hắc khí bay qua, toàn bộ nước mắt liền tất cả đều bị đánh nát thành cặn bã, hóa thành một mảnh phấn hồng sắc mê vụ, bao phủ tại cái kia gió nhẹ quét bên trong, nghênh phong mà tán. Đó là vật gì? Đúng lúc đi vào mật thất trước, thiên đế nhìn lên bầu trời cái kia một mảnh phấn sắc mê vụ, dần dần phi thượng cửu thiên, trong mắt lóe lên một tia mê hoặc, sau đó vừa nhìn về phía mật thất kia, lẩm bẩm nói, ta người đệ đệ kia đều bế quan mấy tháng, lại còn không có ngưng tụ ra đế cảnh đại đạo, ngược lại là nữ nhân kia thu hoạch được sau cùng một vị. Hừ hừ, thật sự là sỉ nhục, kiếm tâm, vào xem hắn, mấy tháng này đều tại bế cái gì quan. Vâng, một chút đầu, kiếm đế sải bước mà tiến lên, đẩy tay, liền oanh một tiếng, đem cái kia toàn bộ cự môn cho đẩy ra. Thế nhưng là hắn cái này không đẩy còn tốt, đẩy phía dưới.
bên trong hắc khí phảng phất ong vàng đồng dạng bỗng nhiên hướng hắn mặt đánh tới. Chưa phát giác kinh hãi, kiếm đế vội vàng vung tay lên, hai đạo sắc bén kiếm mang, đột nhiên bắn ra. Thế nhưng là kia kiếm quang vừa tiếp xúc đến hắc khí kia, tựa như băng tuyết ném tới trong biển lửa siêu 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 địa liền tan rã. Làm sao có thể? Trong mắt ngăn không được co rụt lại, kiếm đế quá sợ hãi. Thiên đế cũng là sững sờ, không rõ ràng cho lắm, cho ta trấn trụ hắn, ta muốn nhìn hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vâng, kiếm đế lần nữa hét lớn một tiếng, bỗng nhiên tế ra bản thân đế cảnh đại đạo. Chỉ một thoáng, từng đạo thất thải hào quang tràn ngập, đem hắc khí kia một trận đi đến ép đi. Thế nhưng là, để hai người vạn phần sợ hãi sự tình phát sinh, hắc khí kia thế mà đem mây ngũ sắc từng bước một tan rã. Phảng phất là hỏa diễm tại bị bỏng trang giấy lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại ăn mòn. Hai người gặp này, một trận mộng vòng, không biết vì sao, nhưng Trác Phàm lại là nhìn không được kêu to cái này. Cùng ta diệt thế lôi viêm, giống như a. Đương nhiên giống, bởi vì đây cơ hồ là đồng cấp năng lượng. Mí mắt lắc một cái, lão giả kia tựa hồ biết tất cả mọi chuyện giống như, mặt sắc mặt ngưng trọng địa thở dài nói, chỉ là. Thế gian này còn không có một người có thể chân chính nắm giữ cùng vận dụng những năng lượng này thôi, bao quát thiên đế cũng giống vậy. Khủng bố hắc khí, dường như nhắm người mà phệ hung thú, liền đế cảnh đại đạo đều khó mà trấn áp, làm cho kiếm đế từng bước chặt lui. Thiên đế gặp, trong mắt cũng ít có lộ ra kinh hãi, nhưng lại cũng không bối rối, thập đế mạnh nhất danh hào, không phải nói không. Ông, một đạo vô hình ba động đột ngột đến phát ra, toàn bộ bầu trời chợt biến thành một cái to lớn đôi mắt. Chớp động lên vầng sáng màu vàng óng, thiên đế trong mắt cũng giống vậy, kim quang rạng rỡ, thâm thúy mà thần bí. Sau một khắc, nhưng nghe lại là một đạo ba động vang lên, toàn bộ mật thất bỗng dưng bị cái gì vô hình đồ vật bao vây lại. Những hắc khí kia càng không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào, lại là làm sao cũng không vọt ra được. Không minh thần đồng, không vực. Nhếch miệng lên, thiên đế cảm thấy thì thào, mang theo thất kinh kiếm đế đi thẳng về phía trước. Ngăn cách một tầng vô hình màng mỏng, lại chính gặp tại hắc khí kia lượn lờ bên trong, cái kia áo bào trắng nam tử chính toàn thân co rút địa ngồi ngay ngắn đài luyện công phía trên, sắc mặt thống khổ không chịu nổi. Mà đỉnh đầu hắn, một cỗ hắc mang chính đang phát tán ra tà mị ánh sáng. Chỉ là nhìn liếc một chút, kiếm đế liền sợ mất mật, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Thập đế đã tề tự, hắn còn có thể ngưng tụ đại đạo sao? Vậy thì có cái gì? Dù sao có nhất đế sinh. Tất có nhất đế vong, vẫn lạc nhất đế là được. Dù sao ta hôm nay đến mục đích, cũng là muốn nói cho hắn biết, ta sẽ giúp hắn giết chết nhất đế, hư không chỗ ngồi đi ra. Bất quá bây giờ xem ra, ta không dùng ra tay. Khóe miệng xẹt qua tà dị, thiên đế nhìn lấy cái này đệ đệ, hài lòng gật đầu. Kiếm đế nghe đến, lại nhìn về phía cái này khủng bố uy thế, cũng là ngăn không được tán thưởng, đúng vậy a, còn chưa ngưng tụ đế cảnh, chỉ là khí thế kia. Thì liền ta đế đạo cũng đỡ không nổi, hắn lĩnh hội đến tột cùng là cái gì đại đạo đâu. Đúng vậy a, cái gì đại đạo lực lượng đáng sợ như thế. Nghe được lời này, thiên đế cũng là có chút kỳ quái, lại cẩn thận nhìn lên một cái, lại càng là kỳ dị a, hắn đem chính mình tình căn đoạn. Cái gì, tình căn đoạn, cái kia còn như thế nào ngưng tụ đại đạo. Ta cũng kỳ quái, tình căn đoạn, chẳng những có thể ngưng tụ đế đạo, còn lợi hại như vậy. Liền sớm đã ngưng tụ đế cảnh đại đạo cũng không sánh bằng. Trong mắt chớp động lên mê hoặc, thiên đế cảm thấy cũng là rất nhiều hồ nghi. Phanh phanh phanh. Bỗng nhiên, liên tiếp chấn động vang lên, bốn phía không gian đều tại không ở rung động, tựa hồ tùy thời sụp đổ bộ dáng. Những hắc khí kia càng thêm mãnh liệt địa đập tứ phương kết giới, phảng phất trong lồng mãnh thú, muốn xông ra đến cắn xé giống như. Thấy tình cảnh này, thiên đế càng thêm lớn kinh hãi. Ra mặt ngăn không được hung hăng co rút lấy, nói đùa sao, ngay cả ta không minh đại đạo cũng ngăn không được. Cái này sao có thể, coi như cùng là thiên đạo, hắn đại đạo chưa thành, ta làm sao có thể ngăn không được hắn ngưng tụ đại đạo lúc khí thế. Trừ phi cái gì, trừ phi hắn ngưng tụ căn bản không phải đế cảnh đại đạo. Thanh âm đều có chút run rẩy, thiên đế trên mặt tràn đầy vẻ kích động, kiếm đế nghe, vạn phần không hiểu. Không phải đế cảnh đại đạo, đó là cái gì? Hắn bây giờ không phải là chuẩn đế sao? Khóe miệng xẹt qua hưng phấn, thiên đế thở sâu, bình tĩnh nói, kiếm tâm, ta lúc trước không phải đề cập với ngươi sao? Ta gần nhất bỗng nhiên có chút minh ngộ,
cảm thấy đế cảnh phía trên, tựa hồ còn có một tầng càng huyền diệu cảnh giới, vô thượng thiên cảnh. Ta đã sờ đến một chút cánh cửa, lại là không đạt được đột phá, nhưng đệ đệ hắn. Cái này sao có thể, hắn liền đế cảnh đều không đột phá, trực tiếp đạp vào vô thượng. Cái này có cái gì không có khả năng, cá nhân gặp gỡ khác biệt, cái gì đều có thể. Trong mắt đã đỏ thấm, hưng phấn mà thẳng phát run, thiên đế nhếch miệng cười cười nói, đệ đệ bản thân hắn tu là hữu tình thiên đạo, một mực khó có thể viên mãn. Nhưng bây giờ, hắn đem chính mình tình căn chặt đứt, hữu tình biến tuyệt đối tuyệt tình, hắn mất đi tình căn, do thiên đạo bổ sung, ngược lại trở thành vượt qua đế đạo, viên mãn vô thượng đại đạo. Cái này kêu là khổ tận cam lai, thiên ý mặc dù. Mà lại, đây là chỉ thuộc về hắn một người gặp gỡ. Giống chúng ta cũng không phải là hữu tình thiên đạo, cho dù chặt đứt tình căn, cũng không đạt được dạng này tuyệt đối nghịch chuyển đốn ngộ, cực âm sinh cực dương. Cho nên, đây là chỉ thuộc về hắn nói, không phải ta nhóm đi tới. Không sai gật đầu, kiếm đế trong lòng minh ngộ, thì ra là thế, cực âm chi địa, sinh cực dương chi vật, mới chính là thiên địa âm dương thăng bằng. Cái này hữu tình thiên đạo, đoạn tình về sau, chính là vô tình cực hạn, ngược lại vượt qua đế đạo, thẳng lên vô thượng. Như vậy từ nay về sau, thập đế phía trên, lại có vô thượng chí tôn. Hừ, thập đế. Khinh thường bĩu môi, thiên đế không để bụng, cùng vô thượng cảnh so ra, đế cảnh lại tính được cái gì? Ta có thể đàng hoàng nói cho ngươi, theo ta cảm giác được tới nói, đế cảnh chỉ là thiên địa đại đạo chấp trưởng giả, nắm giữ trưởng khống thiên địa pháp tắc lực lượng. Nhưng vô thượng lại là chấp trưởng thiên địa, nhất niệm diệt thế, nhất niệm sáng thế. Nói cách khác, đế quân tại vô thượng chí tôn trong mắt, bất quá con kiến hôi mà thôi. Quyền sinh sát trong tay, chỉ ở nhất niệm thôi. Đế cảnh, lại chỗ nào có thể cùng vô thượng so? Thân thể hung hăng chấn động, kiếm đế quá sợ hãi, một trái tim bỗng dưng nặng một chút. Trong truyền thuyết chí cao vô thượng thần, chỉ là bình thường người trong lòng một cái hư huyễn suy nghĩ, nhưng bây giờ, muốn thành thật. Nghĩ như vậy, kiếm đế quay đầu thật sâu nhìn cái kia áo bào trắng nam tử liếc một chút. Trong mắt lại là ngột đến có loại thật sâu kiêng kỵ. Đụng, chợt, một tiếng bạo liệt vang lên, cái kia không minh thần đồng kết giới cuối cùng lại khó vây khốn đáng sợ hắc khí, nhất thời vỡ ra. Mãnh liệt hắc mang, giống như mấy chục ngàn con mãng xà, cấp tốc lui hướng lên trời đế bọn họ, như là muốn đem hai người hoàn toàn thôn phệ giống như. Hai người thất kinh, không được lui lại, nhưng thiên đế lại là một mực tại cười, mà lại cười rất hưng phấn. Hắn cái này đệ đệ rốt cục muốn chấp trưởng thiên đạo, tuy nhiên siêu việt hắn, nhưng hắn cũng rất hưng phấn. Bởi vì hắn tin tưởng, cũng có ngày, hắn cũng rất nhanh có thể đột phá vô thượng cảnh. Đến lúc đó, huynh đệ hai người cùng trưởng vô thượng đại đạo, đây mới thực sự là thiên đạo pháp tắc, bọn họ cùng phàm nhân khác nhau. Bạch! Thế mà, ngay tại hắc khí kia từng bước ép sát lấy bọn hắn lúc, lại là chợt một chút, trong nháy mắt biến mất. Không khỏi sững sờ. Hai người nghi hoặc, lại nhìn về phía trước, lại chính gặp chẳng biết lúc nào, cái kia áo bào trắng nam tử trên đầu hắc mang đã biến mất không thấy gì nữa, đồng thời thân thể run rẩy ho khan, toàn thân cao thấp đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nhíu mày, thiên đế vội vàng cất bước tiến lên, nghiêm túc nói, đệ đệ, chuyện gì xảy ra, đột phá gặp phải cái gì cửa ải khó sao? Vì sao ngươi vô thượng đại đạo biến mất? Cái này nói, không thể ngưng tụ, từng ngụm địa thở phì phò. Áo bào trắng nam trong mắt tản ra ngưng trọng cùng hoảng sợ. Không khỏi sững sờ, kiếm đế ngạc nhiên nói, vì cái gì? Nghe thiên đế nói, đạo này tụ họp một chút, liền có thể thành vô thượng đại đạo, đây chính là thập đế đều không đạt được cảnh giới A, vì sao không thể tụ? Bởi vì đạo này chính là tịch diệt thiên đạo, một khi tụ thành, chính là diệt thế ngày. Chưa phát giác kinh hãi, kiếm đế cảm thấy hoảng hốt, nhưng thiên đế lại lạnh lùng nhìn lấy hắn. Xem thường thì tính sao? Ngươi đã chặt đứt tình căn, thế giới lưu diệt, liên quan gì đến ngươi? Dù sao cái này vẫn đục thế gian, đã không có dùng, không bằng diệt thế trọng sinh, lại sáng chế mới thế tốt. Đến lúc đó đợi đại ca đột phá vô thượng, ta liền sáng thế, một cái thái cổ tinh khiết thế giới, không có nhân loại vẫn đục thế giới. Đúng, diệt thế thời điểm, đế quân không biết tiêu vong đi. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Áo bào trắng nam sâu xa nói, diệt thế chi đạo, chuyên diệt tu la địa ngục, thuộc thiên đạo trừng phạt. Thiên đạo đế quân không ngại, nhưng nhân đạo hội hoàn toàn tiêu vong. Vậy là tốt rồi,
ta còn sợ không có cơ hội triển lãm sáng thế chi năng đây. Không sai gật đầu, thiên đế vỗ vỗ hắn đầu vai, lạnh lùng nói, ngươi tiếp tục a, cái thế giới này nên tịnh thế thời điểm. Nhưng bây giờ nhân đạo vừa lên, chưa tới tận thế, nói thế nào diệt thế. Dù sao sớm muộn sự tình, nhân đạo phân thiện ác, mà không theo thiên đạo pháp tắc, vốn là chọc mà không rõ, thiên địa không dung. Liền linh thú đơn thuần như vậy sinh vật, tại đến người nói nhuộm dần về sau, cũng biến thành gian xảo lên. Không thể nói được ngày sau, liền thuần phát nhất linh thú, cũng cùng nhân loại đồng dạng trở nên thiện ác chi phân, phức tạp nhiều đầu. Chờ ác áp đảo thiện, chính là tu la địa ngục. Tóm lại, nhân đạo không nên lưu giữ, hiện tại diệt thế tốt nhất. Muốn diệt ngươi diệt a, ta không phụng bồi. Oán hận vẫy vẫy tay áo, áo bào trắng nam bỗng nhiên đứng lên, một mặt âm trầm đi ra ngoài. Nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, kiếm đế khẽ cau mày, vừa nhìn về phía thiên đế, lệnh đệ tựa hổ biến, trước kia hắn sẽ không như vậy đối ngươi. Huynh trưởng như cha, trước kia hắn tu có tình thiên đạo, cùng người đạo giao tạp cùng một chỗ, rất giảng nhân đạo quy củ, tự nhiên khách khí với ta điểm. Nhưng bây giờ hắn tình căn đã trừ, cùng người nói bên kia triệt để tuyệt nứt, thái độ biến cũng cần phải, ta rất vui mừng, ha ha ha. Khẽ cười một tiếng, thiên đế nhìn về phía kiếm đế nói, vừa mới hắn nói muốn diệt để chính chúng ta diệt, hắn không nhúng tay vào. Như thế nào, chúng ta động thủ đi. Không khỏi sững sờ, kiếm đế ngạc nhiên nói, người muốn động thủ. Có thể diệt thế là vô thượng chí tôn lực lượng, cho dù ngươi sờ đến cánh cửa, muốn thật đột phá, cũng là xa xa vô tuyệt kỳ a. Nếu như nói trước kia ta muốn đột phá, còn sờ không tới phương pháp, hiện tại đây không phải rõ ràng ví dụ a. Ngươi nói là, không tệ. Bình tĩnh gật gật đầu, thiên đế trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, không phải vô thượng cảnh tu giả phải diệt thế, mà chính là diệt thế sáng tạo vô thượng cảnh cao thủ. Bên trong thiên địa, sự tình gì đều là có ngày ý. Đã liền thiên địa đều không quen nhìn nhân đạo ngang dọc, nhiễu loạn thế gian, sáng tạo ra tịch diệt thiên đạo tu giả, cái kia chính nói rõ diệt thế tiến hành, thuận theo thiên ý. Chúng ta cứ dựa theo diệt thế con đường đi, nhất định có thể lĩnh ngộ vô thượng đại đạo chân lý. Trầm ngâm một chút, kiếm đế hơi hơi gật gật đầu, như vậy chúng ta muốn thế nào diệt thế, khu trục nhân đạo. Vừa mới hắn tản mát ra lực lượng nhìn thấy sao? Đương nhiên, 10 phần cường hãn. Đó là chưa thành vô thượng cảnh lực lượng. Trong mắt lóe lên một đạo thâm thúy, thiên đế vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước, sâu xa nói, tại trước mắt trên cái thế giới này, không có người có dạng này lực lượng, cũng không người nào biết như thế nào thu hoạch. Cho dù là ta cái kia đệ đệ, cũng chỉ bất quá gà mờ mà thôi, vẫn chưa tránh thức hình thành. Nếu như nói có loại lực lượng nào có biện pháp sánh ngang vô thượng cảnh lời nói, cũng chỉ có bọn họ. Người nào? Ngũ đại thánh thú. Bọn họ. Đúng, bọn họ là theo thượng cổ thiên địa sinh ra, mang theo viễn cổ thiên địa chi lực. Vừa ra thân thể, liền tương đương với đế cảnh, mà lại tương sinh tương khắc bình thường loại này lực lượng, liền muốn ngũ hành tương sinh một dạng, có dung hợp khả năng. Người có thể suy nghĩ một chút, năm loại tương sinh đế cảnh lực lượng dung hợp, sẽ sinh thành cái gì? Vô thượng cảnh lực lượng. Không tệ, kiếm tâm, người đi cho ta thu thập những cái kia xúc sinh lực lượng, không nên bị bọn họ phát hiện chúng ta ý đồ. Ta muốn làm khảo nghiệm, có thể hay không sinh ra tránh thức diệt thế chi lực. Trong mắt chỗ sâu lóe qua một đạo hung ác mang, thiên đế cười lạnh liên tục. Ông, nương theo lấy thiên đế tà dị khuôn mặt. Hồ quang lần nữa một trận chập trùng gợn sóng, tất cả hình ảnh liền sạch sành xanh biến mất. Nhìn lấy đây hết thảy, Trác Phàm cũng cuối cùng minh bạch tất cả, không sai gật đầu, khó trách thiên đế một mực có khuynh hướng diệt thế, thì ra là theo đệ đệ của hắn trên thân được đến linh cảm, vô thượng đại đạo cũng là diệt thế đại đạo. Có thể nói như vậy, nhưng nghiên cứu nguyên nhân, vẫn là thiên đế bản thân tín ngưỡng. Tín ngưỡng? Không tệ, hắn một mực tin tưởng vững chắc thiên đạo chí thượng lý niệm. Đối với người đạo nhất hướng đều chướng mắt, tựa như một cái ngạo kiều hoàng tộc, chướng mắt bần dân một dạng. Đạm mạc gật gật đầu, lão giả kia thở dài một tiếng, nhưng dù vậy, trước kia hắn cũng chưa từng có diệt thế suy nghĩ. Dù sao ngươi lại chán ghét một người, không cừu không oán, ngươi thì muốn giết hắn sao? Thiên đế cũng không phải là người điên, thế nhưng là từ khi kiến thức đến đệ cảnh ngộ về sau, hắn liền dường như được đến dụ kỳ một dạng, cảm thấy hưng thiên đạo. Diệt nhân đạo mới là chính đồ. Bởi vậy viên này không biết là chính là tà hạt giống, liền vùi sâu vào đáy lòng của hắn,
cho nên tại ủ thành về sau đại họa. Mi mắt lắc một cái, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, ngạc nhiên nói, là chính là tà. Tiền bối, theo ý của ngươi, diệt thế có lẽ là chính đồ sao? Ta đây không rõ ràng, nhưng ta biết, diệt thế sớm muộn sẽ đến, cho dù không có thiên đế, về sau cũng sẽ có người khác tới làm. Nếu không mà nói, thế gian như thế nào ra diệt thế đại đạo đâu? Trác Phàm, ngươi cảm thấy diệt thế là ác, là bởi vì ngươi là thế gian sinh linh, cũng là loài người. Nhưng làm đại đạo trưởng đạo người, dứt bỏ nhân loại thân phận không nói, ngươi cảm thấy cái thế giới này, phải chăng bởi vì nhân loại mà trở nên đục ngầu đâu? Nhẹ giọng cười một tiếng, lão giả kia nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt chỗ sâu tản ra thâm thúy ánh sáng. Thân thể chấn động, Trác Phàm chau mày, cúi đầu do dự, trầm ngâm rất lâu, vừa rồi bình tĩnh gật đầu, không tệ, ta tu nhân ở giữa ma đạo, tự biết nhân tâm sinh ma, đến cỡ nào đục không chịu nổi. Diệt thế với cái thế giới này có lẽ là chính đồ, mà không phải đường tà đạo. Thiên đế chỉ là thuận thiên mà làm, còn lại mấy vị đế quân như bởi vậy ngăn cản hắn, có lẽ mới thật sự là nghịch thiên người. Trầm mặc, lão giả kia không nói gì, chỉ là thẳng cúi đầu, trên mặt nặng nề, tựa hồ cũng là tại làm lấy cái gì dãy giụa. Tiền bối. Lúc này, Trác Phàm chân thành tha thiết nhìn về phía lão giả kia, ta muốn tiếp tục xem tiếp, riêng là thiên đế đệ đệ, đến tột cùng lựa chọn ra sao. Đạm mạc gật gật đầu, lão giả một mặt nghiêm túc, cần phải, dù sao ngươi chính là vì thế mà đến. Nói, lão giả vung tay lên, mặt hồ lần nữa ba động, đã là xuất hiện một bộ tân hội họa. Lão giả chỉ cái kia lưu động hình ảnh, thản nhiên nói, từ khi đệ đệ từ bỏ ngưng tụ tịch diệt đại đạo về sau, tựa hồ trong lòng cũng có xoắn suýt, liền ra ngoài tu hành, tìm đáp án. Cái này vừa đi cũng là 50 năm, trong lúc đó bước chân hắn khắp thánh vực các nơi, mặc dù không phải đế quân, không nắm giữ đế đạo, nhưng đã từng chạm đến qua vô thượng cảnh cánh cửa hắn, thực lực không thể so với bất kỳ một cái nào đế quân yếu, thậm chí so với đồng đế hàng ngũ, còn hơn, sau đó thế gian gọi hắn là vô miện đế quân, càng xưng huynh đệ bọn họ hai người vì thiên đạo song tôn, nhất thời danh tiếng không hai. Đại ca, các ngươi đang làm gì? Đệ đệ lần nữa về đến trong nhà, không thấy thiên đế bóng dáng, chỉ là cảm thấy phía sau núi kết giới khác thường, liền chạy tới, nhẹ nhàng vạch một cái, kết giới liền nhất thời phá vỡ, lại chính gặp bên trong ánh lửa ngút trời, từng đạo khủng bố năng lượng không ngừng hướng ra phía ngoài bắn ra, khiến một trận kinh hãi. Thiên đế liếc mắt liếc một cái hắn, mặt không biểu tình, mặc dù không có tu thành vô thượng đại đạo, nhưng phần này diệt thế chi lực ngược lại là giữ lại một số. Kiếm tâm bố trí xuống cái này tuyệt kiếm kết giới, thế mà dễ dàng như vậy liền bị ngươi phá vỡ, coi là thật. Chỉ là đáng tiếc, ngươi khi đó nếu là có thể thành đạo tốt biết bao nhiêu. Ta đang hỏi ngươi nhóm, đến tột cùng đang làm gì? Không để ý đến hắn chế nhạo, áo bào trắng nam chỉ là lạnh như băng nhìn lấy cái này có chút quen thuộc lực lượng, chất vấn, lôi hoàng hồng mông tử lôi, côn bằng hỗn độn thanh viêm. Vì sao ngũ đại thánh thú lực lượng tập kết ở đây? Thản nhiên cười, thiên đế từ chối cho ý kiến, chỉ là chuyên chú nhìn lấy cái kia năng lượng bạo dạp chi địa. Kiếm đế cũng là không có rảnh trả lời, một mực tại kết động lên ấn quyết, sắc mặt dữ tợn, trung gian năng lượng năm màu, bị một khối như nước chảy sắt dịch bao khỏa, không ngừng luyện hóa giao dung. Hô! Đột nhiên, một đạo màu đen liệt diễm đột ngột được từ cái kia năng lượng năm màu bên trong sinh ra, khí tức khủng bố. Nhất thời làm đến thiên đế cùng cái kia áo bào trắng nam tử đều có chút kiêng kỵ. Diệt thế lôi viêm. Trong mắt ngăn không được co rụt lại, Trác Phàm cảm thấy kêu sợ hãi, cái kia áo bào trắng nam cũng là không khỏi cả kinh nói, diệt thế chi lực. Khóe miệng hưng phấn mà càng ngày càng liệt lên, thiên đế trong mắt hiện ra vẻ kích động. Quả nhiên, cái này năm cái xúc sinh lực lượng, có thể sinh ra vô thượng diệt thế chi lực. Đem loại này lực lượng luyện hóa bản thân. Cần phải có trợ giúp lĩnh hội diệt thế đại đạo, đem cái này vẩn đục thế giới, diệt thế trọng sinh a, ha ha ha. Đục. Thế nhưng là hắn nụ cười còn không có tiếp tục bao lâu, một tiếng bạo hưởng đã là ngột đến nổ bể ra tới. Trung gian ngọn lửa màu đen chợt tiêu tán, năm đạo quang mang như bay mũi tên đồng dạng bốn bắn đi ra, bang một tiếng, đâm vào một bên trên vách núi đá, kiếm đế cũng là phốc một tiếng, phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, trong nháy mắt uể oải đi xuống. Chờ hết thảy lắng lại, lại định thần nhìn lại, lại chính gặp năm thanh tản ra các sắc quang mang lục phẩm thánh binh, chiếu sáng rạng rỡ. Đây chính là trấn áp phàm giai năm thanh kiếm thần. Nhìn đến đây,
Trác Phàm thở dài một hơi, gật gật đầu, nguyên lai cái này năm thanh kiếm, là thiên đế dùng đến dung hợp năm loại năng lượng thất bại phẩm A. Thiên đế sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống một cái, tựa hồ có chút thất lạc. Kiếm đế ngẩng đầu nhìn về phía hắn, tràn ngập áy náy, thiên đế, ta đã hết sức, nhưng là cái này năm loại năng lượng thực sự khó có thể dung hợp, xin lỗi. Không, đã vừa mới dung hợp, chỉ là bọn họ tương khắc chi lực, lớn hơn dung hợp. Nếu là thời gian có phương pháp có thể tăng cường bọn họ tương sinh chi lực liền tốt, ai? Thở phào một hơi, thiên đế nhìn về phía nơi xa, hai mắt châu loạn chuyển, tựa hồ đang tìm giải quyết con đường. Áo bào trắng nam tử gặp, đã cái gì đều rõ ràng, nguyên lai các người muốn diệt thế chi lực. Đúng vậy a, người lúc đó không phải nói, muốn động thủ, chính chúng ta động sao? Liếc xéo hắn liếc một chút, thiên đế thản nhiên nói, làm là thiên đạo trưởng đạo người, liền nên thay thiên hình phạt. Ngươi không nguyện ý làm diệt thế giả, không muốn giày theo thiên đạo tu giả chức trách, vậy thì do để ta làm. Kiếm tâm, mấy chục năm qua, vì thu thập ngũ đại thánh thú lực lượng, người cùng bọn hắn chỗ không tệ, người nào có thể lợi dụng một chút, nói nghe một chút. Phong Thiên Hải ngao tính tình đơn thuần, lần này cũng là nó giúp ta siêu tập còn lại 4 cái lực lượng. Không được, đơn thuần người làm không những thứ này, ta cũng không phải là muốn hắn một đầu lực lượng, mà chính là tất cả. Cái gì, người muốn hấp thu bọn họ lực lượng, thân thể chưa phát giác chấn động, kiếm đế cả kinh nói. Khẽ gật đầu, thiên đế bình tĩnh lên tiếng, những lực lượng này đến từ thánh thú thể nội, vừa mới ngươi dùng kiếm để dung hợp, chỉ sợ không ổn, dù sao đó là tử vật. Như vậy ta thì đem bọn hắn lực lượng hút nhập thể nội, lấy tự thân công lực luyện hóa. Cái kia vạn vạn không ổn, như không cách nào luyện hóa, bọn họ lực lượng sẽ đem ngươi phản phệ đến chết. Không quan trọng, hết thảy là thiên đạo đại nghiệp, huống hồ, ta không biết như vậy lỗ máng, một hơi hấp thu bọn họ, hội có chừng mực. Nhếch miệng cười một tiếng, thiên đế vừa nhìn về phía kiếm đế hỏi thăm, kiếm tâm, trừ hải ngao ngươi còn có người chọn sao? Do dự một chút, kiếm đế gật đầu nói, kỳ lân tính bạo, long tổ tâm như liệt hỏa, chỉ có kình thiên côn bằng sớm đã nhiễm lên nhân loại thế tục, khéo đưa đẩy gian trá, hám lợi. Thì hắn, vô luận là cửu u lĩnh hội ma đạo, vẫn là bổn tọa không minh đại đạo, đều hiểu một ý, người càng đơn thuần, càng phù hợp thiên đạo thư thái, càng không dễ dàng sinh đại hỏa. Nhân tâm sinh ma, mới có thể nhiễu loạn thế gian. Cái này dân chuyên nghiệp tự cho là thông minh, càng dễ dàng cho sử dụng, hắn sẽ đem ngũ đại thánh thú đều hố chết, hừ hừ hừ. Phát ra tà dị tiếu dung, thiên đế ngược lại vừa nhìn về phía đệ đệ của hắn nói, ngươi sẽ không phải cho ta gây trở ngại đi. Lờ đánh bĩu môi, áo bào trắng nam xoay người rời đi, chỉ là cái kia lạnh lùng thanh âm, lại là truyền nhân hai người trong tai, ta đã sớm nói. Các ngươi làm không quan hệ với ta, ta không sẽ quản. Xem ra lệnh đệ chân tình căn chặt đứt, mảy may không hỏi thế gian ân oán, nếu không mà nói, trước kia hắn nhất định sẽ cùng ta tranh chấp đến cùng, cho dù hắn không phải hữu tình thiên đạo, chỉ là một người bình thường, cũng sẽ không ngồi nhìn diệt thế phát sinh. Chỉ tiếc hắn tình căn vừa đứt, liền không còn là người, đối thế gian hết thảy đều vô ý sở hướng. Ha ha ha! Khóe miệng xẹt qua hài lòng đường cong, thiên đế mỉm cười lên tiếng, bất quá như vậy cũng tốt, hắn sẽ không tới làm dối, ta cũng có thể hoàn toàn tin vào hắn. Kiếm tâm, đi mời côn bằng đại nhân đi. Mãnh liệt gật đầu một cái, kiếm đế quay người rời đi, đi cùng côn bằng phòng bị đi. Về sau thiên đế cùng côn bằng gặp mặt, thiên đế để giúp hắn trở thành thần thú làm điều kiện, để hắn đem thánh thú dần dần lừa gạt đến chu sát. Côn bằng nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Liền làm theo. Cái thứ nhất ngộ hại, cũng là không rõ chân tướng Phách Thiên Lôi Hoàng. Đem nàng lừa gạt nhập một cái trong hạp cốc, tại hai đế một thánh thú vây công dưới, nàng căn bản không có bất luận cái gì lực phản kích, như vậy vẫn lạc, cái kia khủng bố tử lôi, cũng biến thành thiên đế một cái thần đồng lực lượng. Kế hoạch tiến hành cực kỳ thuận lợi, Côn Bằng cũng dự định tiếp tục nữa, nhưng là không biết sao, Côn Bằng mưu hại Lôi Hoàng sự tình cũng là bị người truyền đi. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Côn Bằng nhất thời bị Long Tổ Tam Đại Thánh Thú vây công. Thiên đế gặp Côn Bằng vô dụng, liền dự định giết người diệt khẩu, trước tiên đem hắn lực lượng hút lại nói. Thế nhưng là ngay tại hắn động thủ lúc, lại là trùng hợp tình đế cùng minh đế bọn người đuổi tới, lúc này đánh gãy hắn. Mà Côn Bằng gặp tình thế bại lộ, cũng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem thiên đế tính toán toàn bộ đỡ ra.
Từ đó, diệt thế kế hoạch phơi trần cho thiên hạ, còn lại mấy vị đế quân kinh hãi. Nhân đạo cùng thiên đạo tuyệt nứt, thượng cổ đại chiến hết sức căng thẳng. Vốn là muốn bí mật hành động thiên đế, đến cái này thời điểm, cũng không cần che giấu, nhất thời vạch mặt, hướng còn lại tám đế ước chiến. Lấy thập đế chi chiến, đến vỡ định thiên hạ tồn vong. Là thiên đạo lưu giữ, nhân đạo diệt, vẫn là nhân đạo hưng, thiên đạo suy, như vậy quyết thắng. Đến mức còn thừa tứ đại thánh thú, bởi vì liên quan đến thiên hạ vấn đề lập trường, cũng cùng nhân đạo tám đế đồng minh, cùng chống chọi với thiên đế. Mà Côn Bằng làm là phản đồ, vốn không vì người chỗ tin, nhưng bởi vì địch nhân chung, còn có Minh đế cùng Tình đế người bảo đảm, đại cục làm trọng dưới, Côn Bằng vẫn như cũ là chủ chiến lực tồn tại. Hết thảy tựa hồ cũng cùng trong lịch sử ghi chép sát nhập thành một quỹ, nhưng là chi tiết lại thật to khác biệt. Đụng! Một chân đạp mở cửa phòng, thiên đế nổi giận đùng đùng đi vào, lại chỉ thấy đệ đệ chính khép kín hai con ngươi, tĩnh tâm tĩnh tỏa. Nghe đến động tĩnh về sau, vừa rồi thăm thẳm mở ra hai con ngươi, nhưng nhìn về phía thiên đế ánh mắt, lại vẫn như cũ bình tĩnh, thế nào, vì sao bất chợt tới xông ta luyện công mật thất. Ngươi tỉnh căn, không có khôi phục, thật sâu nhìn lấy hắn, thiên đế đôi mắt suýt híp mắt một chút, nghi ngờ nói. Cười lạnh, áo bào trắng nam từ chối cho ý kiến, đại ca ngươi là thiên đế, chẳng lẽ không biết tỉnh căn vừa đứt, vĩnh thế không còn, nào có dễ dàng như vậy khôi phục. Coi như luân hồi chuyển thế. Nặng bổ thần hồn, cũng chưa chắc có thể phục hồi như cũ đi. Nói cũng đúng. Đạm mạc gật gật đầu, thiên đế vẫn như cũ không thả, như vậy nói như vậy, bản đế kế hoạch, không phải ngươi hướng ra phía ngoài lộ ra. Mặt mũi tràn đầy chế nhạo địa liếc hắn một cái, áo bào trắng nam vẫn như cũ nguyên thoại dâng lên, các ngươi sự tình, không thuộc quyền quản lý của ta, nếu là không có việc gì lời nói, ra ngoài đi, ta muốn đánh ngồi. Vừa dứt lời. Đệ đệ lần nữa nhắm đôi mắt lại. Thiên đế, xem ra lệnh đệ đã vạn vật không oanh tại hoài, thế gian như thế nào đều không có quan hệ gì với hắn, hẳn không phải là hắn nhiều chuyện. Lúc này, kiếm đế tiến lên, xem ra áo bào trắng nam liếc một chút, vừa nhìn về phía thiên đế nói. Suy nghĩ một chút, thiên đế khẽ gật đầu, nhưng trong lòng nghi hoặc vẫn như cũ. Sự kiện này như thế bí ẩn, biết người không nhiều, nếu không phải hắn nói ra lời nói. Lại có ai sẽ nói ra đâu? Chẳng lẽ nói? Quay đầu chăm chú nhìn chăm chú về phía kiếm đế mê mang khuôn mặt, thiên đế cười lạnh nói, kiếm tâm, ngươi là ta tín nhiệm nhất người, mấy chục năm qua vì thu hoạch được cái kia năm cái xúc sinh lực lượng, vất vả ngươi, nghe nói ngươi cùng hải ngao lăn lộn không tệ a. Thiên đế, ngươi cái này có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta? Ha ha ha, chỗ nào, người khác nhạy cảm, ta làm sao có thể hoài nghi ngươi? Lần này để lộ bí mật, đại khái là Côn Bằng chỗ đó xảy ra vấn đề gì, linh thú người nhiều miệng tạp, hắn làm linh thú chi vương, khó tránh khỏi bên người sẽ không ra mấy cái miệng không tốn sức đổ vật, không có gì đáng ngại. Vỗ nhẹ nhẹ đập kiếm đế đầu vai, thiên đế khóe miệng nhẹ vểnh lên, nhưng là trong mắt lại là chớp động lên đạm mạc hàn mang, bất quá tuy nhiên đây không phải cái đại sự gì, ta cũng không quan tâm, không phải liền là mấy cái xúc sinh cùng mấy người đạo đế quân sao. Có cái gì nếu không? Chỉ bất quá, ngươi đừng nói, có cái xúc sinh ta vẫn có chút kiêng kỵ, ngươi đi cho ta đem đầu hắn lấy ra, để phòng bất chắc. Trong lòng chưa phát giác lắc một cái, kiếm đế thận trọng nói, người nào? Phong Thiên Hải Ngao. Cái gì, là hắn? Đúng vậy a, ta không minh thần đồng năm đó duy nhất bị hắn phong ấn qua một lần, không thể không phòng. Nếu là ta tại cùng những cao thủ kia lúc giao thủ, lại đến như vậy một chút. Hậu quả kia thì không chịu nổi thiết lập muốn. Vội vã khoát khoát tay, kiếm đế chặn lại nói, thiên đế ngài chớ có tự coi nhẹ mình, sự kiện kia đều là 1000 năm trước, ngài vẫn là cái chuẩn đế đây. Hiện tại ngài đã là sờ đến vô thượng cảnh cánh cửa đế quân, hắn lại không là ngài đối thủ. Kiếm tâm, vì phòng ngừa vạn nhất. Lạnh lùng liếc một cái hắn, thiên đế ngữ khí không thể nghi ngờ, lần này liên quan đến thiên đạo tôn nghiêm, tuyệt không thể bại bởi nhân đạo cái kia mấy lão già. Ngươi chưa bao giờ vi phạm qua ta mệnh lệnh, lần này chậm chạp không quyết, là không dám, vẫn là không muốn. Mi mắt lắc một cái, kiếm đế nhìn qua tựa hồ có chút dãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, cắn răng không lưu loát nói, đúng, ta đi. Nói, đã là quay người lại, không thấy bóng dáng. Thiên đế lộ ra hài lòng nụ cười, áo bào trắng nam tử mở ra hai con ngươi,
lại là thở dài một tiếng, kiếm đế theo ngươi thời gian không ngắn, làm gì làm khó hắn đâu. Ta không phải làm khó hắn, chỉ là để hắn chảm trừ cùng tên xúc sinh kia tình nghĩa. Đại chiến sắp đến, ta không cho phép bên cạnh ta, lại bất luận cái gì đột nhiên xảy ra dị biến. Dù sao minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, riêng là những người kia đạo đế quân, lớn nhất người lương thiện tâm giảo quyệt, trời mới biết bọn họ hội chơi cái gì âm, hừ. Đúng vậy a, đại ca tuy nhiên mạnh, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, người ta người đông thế mạnh, mà lại quỷ kế đa đoan, không thể nói được ngươi lần này liền muốn thua, cũng không nhất định, ha ha ha. Thế nào, ngươi tới giúp ta sao? Không, ngoại giới hết thảy việc vặt vãnh không liên quan gì tới ta, bao quát ngươi. Chậm rãi lắc đầu, áo bào trắng nam tiếp tục nhắm mắt tu luyện, chỉ là trong miệng còn đang không ngừng lầm bầm, chỉ là ngươi nếu không hạnh chết thảm, thiên đạo vẫn lạc, không minh đại đạo xem như thất truyền. Bất quá cũng không ngại, dù sao chúng ta thiên đạo tu giả, đối chính mình tộc nhân, cũng không có như vậy lo lắng, bất quá một bầy kiến hôi mà thôi, hừ hừ. Ánh mắt hơi hơi suýt híp mắt một chút, thiên đế trầm ngâm một chút, quay người rời đi, đúng vậy a, một bầy kiến hôi thêm một cái đoạn tình tuyệt nghĩa đệ đệ, thật sự là một cái đều dựa vào không lên. Bất quá ta cũng không tiếc dựa vào người nào, ta thế nhưng là thiên đế, hừ hừ. Một bên cười lạnh, thiên đế bóng người dần dần biến mất, chỉ là hắn không biết là, tại hắn biến mất trong tích tắc, áo bào trắng nam khóe miệng lại là xẹt qua một nụ cười quỷ dị. Một tháng sau, kiếm đế trở về, toàn thân máu me đầm đìa, mất đi một cánh tay trái. Đồng thời linh thú chỗ đó cũng truyền tới tin tức, Phong Thiên Hải Ngao bị kiếm đế đâm bị thương một cái mắt trái, thương thế nghiêm trọng. Đến tận đây, toàn bộ linh thú giới cùng thiên đế một phương, càng thêm thù sâu như biển. Thiên đế, ta giết không hắn, chỉ có thể phế hắn một con mắt. Hắn phong thiên chi lực, cũng không còn lúc trước, cũng sẽ không cho ngươi mang đến uy hiếp. Từng ngụm thở hổn hển, kiếm đế đầy mặt trắng bệch chi sắc nhìn về phía thiên đế cái kia hài lòng nụ cười, ha ha ha. Làm được tốt, thực mặc kệ ngươi có hay không phế hắn liếc một chút, hắn đều mang không cho ta nhiều ít phiền phức. Thật tốt dưỡng thương, sau 3 tháng, đi với ta phó đánh đi. Vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai hắn, thiên đế hào khí vượt mây, nhìn lên bầu trời, tựa hồ đã trưởng khống hết thảy. Nhìn đến đây, Trác Phàm không khỏi cảm khái, kiếm này đế coi là thật trung dũng, biết rõ cái này bất quá thiên đế thăm dò chi pháp, còn như thế liều, ném chính mình một tay. Mà lại ta cũng cuối cùng biết, Hải Ngao cái kia con mắt là bởi vì gì không có, chỉ vì thiên đế đối kiếm đế nghi ngờ, ai. Kiếm đế tu là kiếm đạo, kiếm chính là binh bên trong vương giả, từ trước đến nay là quân vương trưởng chi, coi trọng cũng là một cái chung chữ. Tán đồng địa gật gật đầu, lão giả kia giải thích, lúc trước lão phu không phải đề cập qua, nhân đạo chính đồ có tam cương, trung hiếu đế, kiếm đạo, chính là cái này tam cương đứng đầu. Không sai gật đầu, Trác Phàm lại ngạc nhiên nói như vậy, hắn cũng là nhân đạo. Một nửa đi. Làm sao một nửa? Bởi vì kiếm đạo là nhân đạo, nhưng thân kiếm lại không phải người, nếu không thiên đế cũng không có khả năng đem hắn mang theo trên người, như thế tín nhiệm. Khẽ cười một tiếng, lão giả chỉ cái kia mặt hồ, tiếp tục xem đi. Sắc mặt nghiêm túc, Trác Phàm tiếp tục quan sát, đã thấy thời gian cực nhanh, từ kiếm đế trở về, đã là tháng 3 nháy mắt đã qua. Thiên đế cùng kiếm đế xuất phát phó chiến ước, thế nhưng là còn chưa đi ra bao xa, liền nghe ầm ầm tiếng vang không ngừng. Sau lưng hang ổ đã sớm bị san thành bình địa, không ít tộc nhân thương vong thảm trọng. Vội vàng trở về xem, phóng tầm mắt nhìn tới, không có bóng người, liền đệ đệ của hắn đều không tại, mà phòng của hắn phía dưới trong một gian mật thất, hắn trước sớm sắp đặt hồi ảnh thạch, đã hư không tiêu thất. Thân thể ngăn không được giật lên đến, thiên đế hận đến nghiến răng nghiến lợi, đáng chết mật thám, thế mà có thể biết ta đã lưu lại bí kỹ hồi ảnh thạch, thừa dịp ta không tại, trộm đi. Thiên đế, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Kiếm đế không hiểu, hỏi. Bờ môi khẽ run, thiên đế song đồng phát hồng, ta để phòng bất chắc, đem ta không minh thần đồng cùng tử lôi kim nhãn tu luyện phương pháp, đều ghi lại xuống tới. Để tránh ta như bị thua, còn có hậu nhân có thể kế thừa ta y bát, truyền ta thiên đạo. Không nghĩ tới. Thiên đế, ngươi làm sao lại đột nhiên nhớ tới lưu y bát đâu? Ngươi không phải đối trận chiến này rất tự tin sao? Cái này không giống ngươi tác phong a. Đây còn không phải là. Nghe đến kiếm đế hỏi thăm, thiên đế thuận miệng trả lời, lại là bỗng dưng khẽ giật mình,
dường như minh bạch cái gì, mắc lừa, thằng danh kia, hắn tình căn không phải chặt đứt a, cần phải tuyệt tình tuyệt nghĩa, không còn để ý thế gian sinh diệt, làm sao còn hội trăm phương ngàn kế âm ta. Thiên đế, ngươi nói là lệnh đệ. Không tệ, nếu không phải cái kia ngày nói với ta một đống lớn lung ta lung tung đổ vật, ta làm sao lại tâm huyết dâng trào, nghĩ đến để đường rút lui. Đây rõ ràng cũng là hắn cố ý ám chỉ ta làm như vậy. Ánh mắt suýt híp lại, thiên đế hận đến nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ nói hắn hữu tình thiên đạo lại khôi phục, gặp ta phải diệt thế, lại muốn cùng ta đối đầu sao? Ngày đó đế, chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia hồi ảnh thạch, tuyệt không thể rơi trên tay bọn họ, bằng không bọn hắn hiểu thấu đáo ta không minh thần đồng tuyệt kỹ, ta nhất định sẽ bị khắp nơi thiết kế, vậy liền khó thắng, hừ. Song quyền chăm chú nắm lại, thiên đế mắt bên trong vầng sáng màu vàng óng bỗng dưng sáng lên, hoa một tiếng, không trung to lớn đôi mắt cũng là đột ngột đến hướng bốn phía di tản mát, vừa bay ngàn dặm. Rất nhanh, ba cái thánh thú phi hành bóng người, liền thu vào cái kia to lớn trong đôi mắt. Tìm tới, cười lạnh, thiên đế lôi kéo kiếm đế một cái cất bước, chớp mắt ngoài vạn dặm, nhất thời xuất hiện tại kỳ lân phi hành trên đường, cản ở trước mặt hắn, đáng chết xúc sinh. Nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Không minh đại đạo, thuấn không 10.000 dặm. Chưa phát giác quá sợ hãi, kỳ lân cái kia to lớn thân hình đuổi vội vàng xoay người, kiếm đế thì là vung tay lên, một đạo màu đỏ kiếm mang đột ngột hướng hắn phát ra. Thân thể chấn động, cảm thụ lấy cái kia khí tức khủng bố, kỳ lân quay đầu hoảng hốt, đây là cái gì kiếm? Trùng thiên kiếm, kiếm đế trong mắt, chớp động lên lạnh lùng, đây là từ ngươi ngút trời chi lực sinh tương khắc kiếm đạo. Người đánh không lại. Bạch. A. À. Máu tươi biểu tung tóe, kỳ lân cái kia cứng rắn hậu giáp, đúng là mảy may ngăn không được lấy sắc bén kiếm mang, nhất thời liền bị đánh xuyên kỳ lân thối, một cái lảo đảo, nương theo lấy rú thảm liên tục, phù phù một tiếng, té xuống địa đi. Thiên đế khóe miệng một phát, không minh thần đồng cùng tử lôi kim nhãn đều mở, nhưng gặp một đạo tử sắc cái lồng hướng rơi xuống, ầm ầm nổ vang phía dưới, toàn bộ khu vực, mấy ngàn dặm xa. Tiêu tán không thấy. Hừ, thức thời thì cho bổn tọa đem hồi ảnh thạch giao ra, nếu không thì cho ta chết ở chỗ này đi. Vừa mới nói xong, thiên đế lôi kéo kiếm đế lại quay đầu, liền bỗng dưng biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ngăn ở Long Tổ trước mặt. Chưa phát giác kinh hãi, Long Tổ cũng là vội vàng thả ra phần thiên kim viêm, nhưng là tại đốt thiên kiếm phía dưới, những cái kia hỏa diễm đều bị thần kiếm hấp thu, Long Tổ cũng là trong chớp mắt bị kích thương rơi xuống. Một cái tràn ngập tử sắc lôi mang cái lồng trục xuống, đem hắn vây khốn. Thế nhưng là thì tại thiên đế lần nữa quay đầu muốn đi bắt côn bằng lúc, lại là chợt trì trệ, a, lão gia hỏa kia làm sao không thấy, trốn đi. Thiên đế, cái kia dân chuyên nghiệp bay rất nhanh, chúng ta mất dấu, thì cũng tìm không được nữa. Hắn bay lại nhanh, có thể có ta thiên đạo chi nhãn nhanh sao? Sắc mặt âm trầm. Thiên đế phải đồng tử bên trong rốt cục tản mát ra 12 đạo ánh sáng màu vàng, kình thiên côn bằng, mặc kệ ngươi bay đến đâu bên trong, trốn đến nơi nào. Chỉ cần ngươi dám thò đầu ra, thì tuyệt chạy không khỏi bổn tọa thiên nhãn truy tung. Không minh thần đồng đệ thập nhị trọng, thật thế giới. Ông, trên trời cái kia to lớn trong mắt màu vàng óng, bỗng nhiên phát ra quỷ dị ánh sáng, sau đó liền tại một đạo thần bí bị chấn động cấp tốc khuếch trương, 10.000 dặm, 100.000 dặm. 1.000.000 giảm, 1.000.000 giảm, 1.000.000 giảm. Sau cùng hoa một chút, nghiêm chỉnh mảnh minh mông biên giới theo thánh vực khu vực phía trên biến mất không thấy gì nữa. Đến tận đây, kết giới ra, phàm giai sinh, trốn ở vạn thú sơn mạch kình thiên côn bằng, cảm thụ lấy đỉnh đầu cái kia vô tận uy áp, đã giật mình vừa sợ, đây chính là thiên đế thực lực a, quả nhiên, lớn nhất giải hắn, còn là đệ đệ hắn, cho dù chúng ta liên thủ, cũng vạn không có đánh bại hắn khả năng. Thiên đế, cái này hắn bị vây ở trong kết giới, tính toán chạy không? Không cần để ý, chỉ cần bổn tọa không minh đại đạo không có dẫn ra ngoài, thì tạm thời không tạo thành uy hiếp. Chậm rãi khoát khoát tay, thiên đế nhìn một bên kiếm đế liếc một chút, lại là sắc mặt âm trầm, lạnh lùng lên tiếng nói, hiện tại chúng ta đi trước phó chiến, cùng người nói đám kia lão quỷ làm kết lại nói, thuận tiện nhìn xem nấu cái kia vô tình đệ đệ. Hừ, vừa mới nói xong, thiên đế quay người lại. Nhất thời biến mất không thấy gì nữa, kiếm đế vội vàng đuổi theo. Nửa canh giờ về sau, một tòa trống rỗng đồng bằng phía trên, mênh mông, 10.000 dặm không người, chỉ có 10 đạo quen thuộc bóng người, sớm đã đứng lặng đã lâu.
Chợt, một nói không gian ba động phát ra, thiên đế hai người tới, dương mắt nhìn lên, lại là không có nhìn hắn người, chỉ là chặt nhìn chăm chú ở một cái áo bào trắng nam tử trước người, cười ta nói, đệ đệ, ta cho là ngươi tình căn đoạn, liền không biết tham dự việc này. Làm sao, đối với người ở giữa dư tình vị sao? Tình mặc dù đoạn, nhưng tâm còn tại, cảm giác vẫn còn. Hít một hơi thật sâu, áo bào trắng nam một mặt buồn vô cớ, tuy nhiên ta hiện tại ngăn cách thế gian bất luận cái gì chí tình yêu mến, có lẽ đã từng là hữu tình thiên đạo duyên cớ a, muốn phải bỏ qua phiến thiên địa này, cũng là vạn vạn không đành lòng. Đây chính là ngươi khi đó, không có ngưng tụ tịch diệt đại đạo nguyên nhân. Khả năng đi, mí mắt khẽ run, áo bào trắng nam khẽ gật đầu. Nhếch miệng cười một tiếng, thiên đế ngăn không được dao động cái đầu, ai, tính sai. Ta vẫn cho là ngươi đã thanh tâm quả dục, vạn vật không oanh tại hoài, liền không đi phản ứng. Không nghĩ tới ngươi với cái thế giới này, còn có một phần mong nhớ, càng không có nghĩ tới ngươi chừng nào thì tâm cơ sâu như thế, thế mà một chút thanh sắc đều bất động, để cho ta đều đem ngươi xem nhẹ. Coi ta nghe nói ngươi kế hoạch lúc, ta vốn định khuyên can, nhưng rất nhanh ta liền bỏ ý niệm này đi. Bởi vì ta quá giải ngươi, ngươi quyết định sự tình, vô luận như thế nào đều cải biến không. Cùng sớm bại lộ ta lập trường, còn không bằng trong bóng tối ngăn cản, càng có hiệu quả. Cho nên ngươi liền cố ý đem ta kế hoạch tiết lộ cho mấy lão già này, hơn nữa còn ám chỉ ta lưu lại không minh đại đạo tu luyện phương pháp, lại câu kết mấy cái kia xúc sinh đi trộm, muốn tìm ra ta thần thông sơ hở, đúng không? Khóe miệng nhẹ nhàng run run, thiên đế trong mắt chớp động lên vẻ giận dữ, bất quá đáng tiếc, cái kia ba cái xúc sinh đã bị ta giam lại, các ngươi muốn dò xét ta hư thực. Không dễ dàng như vậy. Đợi bổn tọa đem mấy người các ngươi thu thập hết, lại thăm dò diệt thế chi đạo cũng không muộn, hừ. Sắc mặt đại biến, còn lại mấy cái đế nhìn chăm chú liếc một chút, một trái tim cũng bất giác trầm xuống. Dễ dàng như thế liền đem tam đại thánh thú đuổi bắt, thiên đế thực lực, coi là thật thâm bất khả chắc, phải cẩn thận đối đãi. Chỉ có một cái độc nhãn nam tử, bỗng dưng đứng ra, tràn đầy tức giận quát to, thiên đế ngươi quá cản rỡ, đừng quên. Người không minh thần đồng đã từng thua ở lão phu thủ hạ. U, đây không phải phong thiên hải ngao sao? Không có cùng côn bằng bọn họ đi trộm đồ, ngược lại chạy đến nơi đây đến trợ trận, chẳng lẽ là muốn lại phong ấn bổn tọa song đồng sao? Liếc mắt liếc một cái, thiên đế không khỏi suy cười ra tiếng, cái gọi là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, ngàn năm trước sự tình, ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang. Hiện tại ngươi, ngay cả mình ánh mắt đều không gánh nổi. Còn tới phong ta thần đồng. Ha ha, chuyện cười. Nghe được lời này, hải ngao trên mặt càng giận, ngược lại hung hăng trừng mắt về phía kiếm đế bên kia, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thiết kiếm tâm, mấy chục năm qua, uổng ta đối đãi ngươi như bạn thân thiết, ngươi muốn luyện kiếm, lão phu còn giúp ngươi siêu tập cần thiết, ngươi nhưng vì sao trở mặt vô tình, hướng lão phu đao binh đối mặt. Không nói gì, thậm chí cũng không dám nhìn hắn liếc một chút, kiếm đế chỉ là buông xuống đầu. Mặt hổ thẹn sắc. Đụng. Thế mà, ngay tại lúc này, một đạo tiếng vang mãnh liệt phát ra, phong thiên hải ngao còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã là bỗng dưng một cái run rẩy, nhất thời toàn thân nổ tung, lôi mang cuồn cuộn, bị đánh bay ra ngoài. Còn trên không trung, liền ngăn không được phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi. Đối diện thiên đế, phải đồng tử bên trong hai đạo màu vàng vầng sáng, mắt trái bên trong tử lôi nổ vang. Khóe miệng xẹt qua hưng phấn đường cong, cái này hồng mông tử lôi quả nhiên lợi hại, cùng ta cái này không minh thần đồng thật sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ha ha ha, cuồng lôi phá không. Liên miên tử lôi không ngừng tàn phá bừa bãi lấy hải ngao thân thể, trên không trung một trận dẫy giụa. Lôi ngâm địa vực, thế giới thật. Lúc này, thiên đế phải đồng tử lại biến thập nhị trọng. Nhưng nghe ầm ầm tiếng vang không ngớt, nương theo lấy tử mang lớn tiếng, lóe lên liền biến mất. Hải ngao thân thể đúng là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thấy tình cảnh này, mọi người tại đây cùng nhau kinh hãi, một vị hắc chịu già người lúc này đứng ra, kêu lên, thiên đế, ngươi đem hải ngao thế nào? Mí mắt lắc một cái, mặt hồ bên cạnh Trác Phàm, nghi ngờ quay đầu nhìn một chút một bên lão giả, lại nhìn một chút trong mặt hồ bóng người, cái này chẳng phải là cùng một người sao? Nguyên lai lúc đó hắn cũng ở tại chỗ. Thế nhưng là sau đó thiên đế nói, lại là để Trác Phàm lần nữa quá sợ hãi, liền trong mắt đều nhanh lồi ra tới. Cửu U, ta bất quá tiễn hắn đi một cái nên đi địa phương, đợi đem các ngươi những thứ này lão tạp chủng giải quyết về sau,
lại đi thu thập những cái kia lũ súc sinh. Cười quỷ dị cười, thiên đế đối xử lạnh nhạt quét lấy tại chỗ tất cả mọi người, mỉa mai liên tục, thế nào, thiếu một đầu súc sinh, các ngươi thì không có sức sao? Nguyên lai nhân đạo đế quân, đều dựa vào súc sinh lớn mạnh uy danh nha. Sắc mặt một cái so một cái nặng nề, mọi người sắc mặt biến đến có chút cho tàn, nếu là lúc trước trong lòng mọi người không chắc, hiện tại thì là có chút tuyệt vọng. Chỉ là trong nháy mắt, bọn họ đều phản ứng không kịp sát cái kia công phu, thiên đế liền đem thánh thú phong thiên hải ngao xử lý, phần này cường hãn, coi là thật không phải bọn họ đi tới. Thiên đạo mạnh, quả nhiên tại người trên đường A. Bất quá, ngay tại cái này sĩ khí giảm nhiều thời điểm, áo bào trắng nam tử lại là nhẹ nhàng dậm chân trước một bước, khuôn mặt bình tĩnh thản nhiên nói, hôm nay chúng ta đứng ở chỗ này, căn bản không quyết định bởi với trời đế mạnh bao nhiêu, chỉ ở chúng ta không biết vi phạm trong lòng nói, chỉ thế thôi. Thân thể bỗng dưng chấn động, cửu u các loại đế nhìn về phía áo bào trắng nam, như có điều suy nghĩ, sắc mặt cũng dần dần trở nên kiên định, thấy chết không sờn. Không tệ, với tư cách nhân đạo trưởng đạo người, há lại cho nhân đạo tịch diệt, mà ngồi yên không để ý đến. Đó căn bản cùng nhiều địch nhân mạnh không quan hệ, chỉ ở tại bọn hắn phải đi làm. Đây chính là ngươi nhất định muốn cùng ta đối đầu lý do. Chặt nhìn mình chằm chằm đệ đệ không thả, thiên đế trước đó chưa từng có nghiêm túc, cho dù đoạn tình căn, ngươi vẫn tại đi hữu tình thiên đạo, từ đó cự tuyệt tịch diệt đại đạo vô thượng vinh diệu. Trầm ngâm một chút, áo bào trắng nam 10 phần khẳng định gật đầu, tuy nhiên ta giống như bị thiên địa chọn chúng, làm tịch diệt thiên đạo trưởng đạo người. Nhưng ta tin tưởng, chính mình đạo là từ tự đi ra ngoài, ta tâm quyết định ta nói, không phải diệt thế. Tựa như tình đế chặt đứt thư tình, lĩnh ngộ thiên địa chí tình ta đoạn tình căn, thế gian đối với ta lại không cái gì sắc thái có thể nói, ta cũng cảm giác không thấy bất luận cái gì tình yêu. Có thể nguyên nhân chính là như thế, ta mới càng phát giác, tình chi đáng ngưỡng mộ. Cho nên ta quyết định, nghịch thiên mà đi, nhân định thắng thiên. Tốt, đã ngươi ý đã quyết, cái kia thì không có gì để nói nhiều. Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, liên quan tới đạo thống xông lên bất chợt tới, cho dù thân huynh đệ, cũng không có gì tốt thương lượng. Cảm thấy than nhẹ một tiếng, thiên đế trong mắt đột nhiên thả ra khiếp người ánh sáng, một bước bước, bỗng nhiên hướng mọi người phóng đi, đã thiên ý diệt thế, ta liền đại thiên hành phạt, nhân đạo đế quân nhóm, biến mất đi. Cái thế giới này, không thuộc về các ngươi. Hiu hiu hiu, mấy vị đế quân gặp này, cũng là cùng nhau phi thân đối kháng, trên mặt mỗi người đều tràn ngập kiên định, mặc kệ thiên ý như thế nào, nhân đạo đều muốn chống lại đến cùng. Thiên đế, muốn phải diệt thế trọng sinh, trước qua chúng ta cửa này. Rầm rầm rầm, từng tiếng bạo hưởng liên tiếp, chấn động đến toàn bộ thiên địa run không ngừng, sơn băng địa liệt. Thập đế chi tranh, liền thiên địa đều hoảng sợ, không dám khinh thị phong, toàn bộ không gian, đều xuất hiện đen nhánh hang động, liên tiếp tháng 3, kéo dài mấy ngàn tỷ dặm, không có một ngọn cỏ. Chờ nổ đùng dừng lại, toàn bộ thiên địa đã không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có bóng đêm vô tận, bao phủ nhân gian. Lại chính là cái kia chấn vỡ vết nứt không gian pháp tắc cũng không kịp tu bổ gây nên. Kiếm đế cùng nhân đạo chư đế, đều đã vết thương chồng chất, thở hồng hộc, vô cùng suy yếu. Liền cái kia áo bào trắng nam cũng không nhìn được quỳ rạp xuống đất, từng ngụm địa phun ra máu tươi. Chỉ có thiên đế một người, tuy nhiên cũng là mệt mỏi không chịu nổi, nhưng trong ánh mắt lại không có nửa phần suy yếu, nhìn về phía trong mắt mọi người, tràn đầy kích động cùng khinh miệt. Xem ra thắng bại đã phân, quả nhiên thiên ý như thế, nhân đạo chung diệt, ha ha ha. Cười to một tiếng, thiên đế trong mắt bỗng dưng phát lên 11 nói vầng sáng màu vàng óng tịnh thế. Ông, đen nhánh trên vòng trời, chợt xuất hiện một cái to lớn trong mắt màu vàng óng, tản ra cực kỳ khủng bố năng lượng. Mọi người thấy một lần, nhất thời sợ đến từng cái sắc mặt như cho tàn, đồng đế càng là ngăn không được cười khổ ai, kết quả là vẫn là thiên ý khó vi phạm a, chúng ta thua. Soạt, một cỗ vô hình ba động bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, phảng phất sóng xung kích giống như, theo các bên người thân xẹt qua, các đế thân tử nhất thời phân mảnh, tiêu tán nhân gian. Chỉ có đạo đạo mây ngũ sắc, quấn lấy bọn hắn thần hồn, trên không trung không ngừng du đãng, tựa hồ vẫn tại cảm thán, thế gian hủy diệt ngày không xa đau thương. Hô! Bỗng nhiên, một đạo gió nhẹ xẹt qua, mọi người thần hồn còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra lúc, đã là nương theo lấy cái kia thất thải hào quang, tất cả đều hướng một cái phương hướng bay đi,
bao phủ tại áo bào trắng bên người nam tử, bảo vệ lấy hắn không cho cái kia tình thế chi lực thương tổn. Thậm chí, theo trọng thương kiếm đế thể nội, cũng bay ra cái kia đế cảnh đại đạo, đi vào bên cạnh hắn. Chuyện gì xảy ra? Mi mắt lắc một cái, thiên đế một mặt kỳ quái nhìn về phía kiếm đế, nhưng là kiếm đế cũng là rất là kỳ lạ địa dao động cái đầu, ta không biết ha, ta đế đạo, dường như không bị khống chế. Đại ca, lúc này, cái kia áo bào trắng nam nói chuyện, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, người ta đều là sợ đến vô thượng cảnh cánh cửa người, nhưng ta không có đế cảnh đại đạo, thủy chung kém ngươi một bậc. Bất quá may mắn, tại tịch diệt thiên đạo môn hạm trước, ta đốn ngộ tịch diệt hai tầng hàm nghĩa. Một là trên thế gian biến thành tu la địa ngục trước, diệt thế trọng sinh, còn thế gian thanh bình, hai chính là trưởng đạo người tỏa hóa bản thân, lại cho thế gian một cơ hội. Mà ta thủy chung tin tưởng, thiên địa dựng dục ngàn vạn sinh linh, không thực sự chính tuyệt tình đến tận đây. Tiếng nói kết thúc, áo bào trắng nam toàn thân một đến tản mát ra cuồn cuộn hắc khí, quấn quanh không ngừng, hắn thân thể cũng tại thời khắc này không ngừng ăn mòn, tiêu tán không thấy. Thế nhưng là trong tay hắn chín đạo đế cảnh đại đạo, lại là đang không ngừng dung hợp, cuối cùng hình thành một đạo bàn tay lớn bảy màu, bỗng nhiên hướng cái kia chín ngày thần đồng đánh tới. Đụng! Bảy màu trưởng ấn hung hăng nện ngày hôm đó trên mắt, nhất thời đưa nó đánh đến vỡ nát. Thiên đế thân thể một cái lảo đảo, phốc một tiếng, phun ra một miệng đỏ thẫm máu dịch, đã là trọng thương. Chờ hắn lần nữa nâng lên đầu, đã là sắc mặt trắng bệch, chăm chú nhìn chăm chú về phía cái kia ở trong hắc khí dần dần biến mất bóng người, hai con ngươi run run một hồi lấy, thế mà tỏa hóa tự thân, được đến trong nháy mắt vô thượng cảnh lực lượng. Hừ hừ, tốt, đệ đệ a, lần này tính ngươi thắng. Bất quá cuối cùng tới nói, vẫn là ngươi thua. Trên đời này sờ đến vô thượng cánh cửa, chỉ có hai người chúng ta. Lần này ngươi có thể sử dụng vô thượng thần thông trọng kích ta một lần, đợi ta thương thế phục hồi như cũ, lần sau ai còn có thể ngăn trở ta. Ngươi chỉ là đem nhân gian diệt thế thời gian, hướng về sau chỉ hoãn thôi. Sau cùng người thắng, vẫn là ta, hừ hừ hừ. Nghĩ hay lắm. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu vang lên, một cái thất thải hào quang bên trong, chợt bắn ra một đạo phấn hồng sắc ám tiễn, thẳng hướng lên trời đế thân vào tới trước tới. Nhếch miệng cười một tiếng, thiên đế từ chối cho ý kiến, tình đế, coi như bổn tọa hiện tại trọng thương tại thân, cũng không tới phiên ngươi đánh lén ám toán. Không minh thần đồng, không gian bình chướng. Bá bá bá. Liên tiếp 12 đạo vô hình bình chướng, nhất thời bày tại thiên đế trước người, đem cái kia màu đỏ mũi tên ngăn cản ở ngoài. Thiên đế đắc ý đến hiên ngang đầu, khinh thường bĩu môi, tràn đầy mỉa mai. Ba ba ba. Thế nhưng là đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, thiên đế mắt trái bỗng nhiên phát ra cuồng bạo sấm sét, cái kia vô hình bình chướng nhất thời đùng đùng sao không dứt địa vỡ vụn ra. Cái kia phấn hồng mũi tên, không trở ngại chút nào địa bắn vào thiên đế thể nội, khiến thân thể lắc một cái, nhất thời ngã xuống đất co rút lên, hai cái trong ánh mắt cũng dần dần nhiễm lên phấn hồng. Ha ha ha, thiên đế, ngươi không phải vô tình đại đạo à, không minh vô ý sao? Bản cô nương tình này cổ đánh vào trên thân người khác không quan trọng, nhưng đối ngươi mà nói, lại là chí mạng. Không thể nói được, liền ngươi không minh đại đạo đều muốn phế, ngươi còn như thế nào diệt thế? Hừ hừ, cái này, không có khả năng. Cổ nín đến đỏ bừng, thiên đế chăm chú nhìn nàng, giọng căm hận nói, ta tử lôi kim nhãn tại sao lại bạo động, ngươi đã dám ra tay đánh lén, thì khẳng định sớm có sở liệu, vì cái gì? Thải sắc hà quang lóe lên, xuất hiện một đạo hư huyễn bóng người, lại chính là tình đế nguyên thần, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Sớm tại ngươi tìm tới côn bằng trước, hắn liền đã tìm tới cửa. Ngươi diệt thế kế hoạch, không có người hội chống đỡ, nhưng lại sợ hãi ngươi không minh thần đồng lợi hại. Cho nên hắn liền cùng côn bằng thiết kế khổ nhục kế, lôi hoàng càng là tự mình hy sinh, lấy một tia tàn niệm lưu tại tử lôi bên trong, thời điểm then chốt phá ngươi thần thông, giúp ta đem tình cổ trồng tại thân ngươi, hiện tại ngươi minh bạch đi, thiên hạ đệ nhất thiên đế. Đệ đệ, nghĩ không ra, lần này sau cùng người thắng, lại là ngươi. Song quyền chăm chú nắm nắm, thiên đế một mặt thống khổ nhìn lấy cái kia quy thiên đệ đệ bóng người, lại là lộ ra tà mị nụ cười, làm tốt lắm. Tuy nhiên từ nhỏ đến lớn, ta một mực tại ngươi phía trên, nhưng lần này không thể không thừa nhận, là ngươi thắng. Chẳng qua hiện nay, mấy cái kia đế quân chỉ còn đại đạo hộ thân, lại không cái gì năng lực. Mà bổn tọa mặc dù bên trong tình cổ,
nhưng chỉ cần có một đường sinh cơ, sẽ còn ngóc đầu trở lại. Thời gian, chính là ta tốt nhất trợ thủ, sau cùng bên thắng, vẫn như cũ là ta. Bỗng dưng chuyển một cái bài, đi vào kiếm đế bên người, mạnh kéo lấy thân thể bị trọng thương, hai người liền muốn rời khỏi. Còn lại đế quân suy yếu, cũng không làm gì được bọn họ. Thế mà, ngay tại lúc này, đã như muốn biến thành cho bụi đệ đệ, lại là chợt mở ra hai con ngươi, lộ ra một tia lạnh nhạt nụ cười, nhẹ giọng nỉ non, đại ca, nếu là có kiếp sau, ta sẽ còn ngăn trở ngươi. Tốt! Thân thể trì trệ, thiên đế chưa có trở về thân thể, chỉ là trầm ngâm một chút về sau, bình tĩnh gật gật đầu, cắn răng nói, hãy đợi đấy, ta chờ ngươi. Soạt! Vừa dứt lời, thiên đế mang lấy kiếm đế một bước bước, biến mất không thấy gì nữa. Đệ đệ cũng là tại nồng đậm trong hắc khí, triệt để biến thành cho bụi. Trên mặt hồ hình ảnh cứ thế biến mất, chỉ có nhìn lấy đây hết thảy Trác Phàm, cảm thấy cảm thán. Những thứ này đế quân chiến tranh, huynh đệ bất hòa, chỉ ở tại nó chi khác biệt, lại không phải tư nhân ân oán. Có thể nói, dạng này ân oán, là hắn trước đây chưa từng gặp, bởi vì đây là hoàn toàn siêu thoát tâm ma tranh phong. Mà vô ý ma, liền không có thể sử dụng chỗ. Khó trách năm đó thiên đế nói qua, chính thức cao tầng nhân tướng đấu, đều là bày ở ngoài sáng bố cục, bởi vì âm mưu quỷ kế tại bọn họ cấp độ này, đã có thể bỏ qua không tính. Tuy nói thiên đế cuối cùng vẫn là bị đệ đệ của hắn âm. Như thế nào? Trác Phàm khuôn mặt giật mình lo lắng, hắn bên tai lại là vang lên một đạo thanh âm già nua, quay đầu nhìn lại, đã thấy chính là lão giả kia, nhất thời giật mình. Vội vàng bái hạ, vãn bối không biết tiền bối cũng là cửu U Ma Đế, vừa mới có nhiều mạo phạm, mong rằng thứ tội. Mỉm cười lấy khoát khoát tay, cửu U không để bụng, phàm phu tục lễ, không cần câu thúc, ta thì hỏi ngươi nhìn cái này thượng cổ ân oán, cảm thụ như thế nào? Cảm thụ a? Mi mắt sâu nhăn, Trác Phàm suy nghĩ một chút, cẩn thận từng ly từng tí liếc hắn một cái, lẩm bẩm nói, hiện tại ta biết ngài, vì sao có thể viết ra cửu U bí lục dạng này thông thiên mãnh liệt. Ồ, hình ảnh này bên trong nhân vật chính cũng không phải là ta, người có thể nhìn ra ta kinh lịch. Đương nhiên, mà lại không là thông qua hồ này mặt nhìn, chỉ là vừa mới cùng tiền bối sướng trò chuyện một chút, ta liền phát hiện, tiền bối ngài thật sự là yêu bát quái. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có thể thám thính đến thánh vực nhiều như vậy bí mật cùng bí thuật, biên soạn thành cái này thâu tóm thiên hạ kỳ văn cửu U bí lục, thật sự là bội phục bội phục. Về sau ta cũng không dám nữa xem nhẹ những cái kia suốt ngày bên trong nói này nói kia bà tám, hắc hắc hắc. Khụ khụ. Vội ho một tiếng, cửu U không khỏi sờ sờ ria mép, biểu lộ ra khá là xấu hổ, người cũng biết, ta là ma đạo trưởng đạo người, mà ma do tâm sinh. Muốn giải ma, liền phải thường xuyên thám thính người khác tiếng lòng, dần ra, liền có chút bệnh nghề nghiệp, người không cần tỉ mỉ nghiên cứu. Ta chỉ hỏi ngươi nhìn trời đế đệ đệ có gì cảm xúc? Sắc mặt khẽ giật mình, Trác Phàm trầm mặc xuống, suy nghĩ rất lâu, mới lẩm bẩm, ta là ma đạo xuất thân, chí tư chi đạo, cho dù hy sinh, cũng là vì người bên cạnh, mà không phải vì thiên hạ thương sinh, ta không có lớn như vậy yêu. Thiên đế đệ đệ thế mà có thể vì thế gian thương sinh, tình nguyện vô thượng đại đạo đều không ngưng tụ, ta tự hỏi khó có thể chống đỡ cái kia dụ hoặc, dù sao cũng là như là thần cảnh giới, trưởng khống thiên địa a còn hắn tình căn không, lễ tạ thần tuân theo trong lòng nói. Vì thiên hạ phụng hiến, thì càng đáng quý, ta cảm thấy không bằng. Người có thể nghĩ như vậy, cũng hợp tình hợp lý, thế nhưng là... Đạm mạc gật đầu, cửu U lại là chợt ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn hắn, chân thành tha thiết nói, nếu như ta nói, hắn cũng là ngươi tin không? Thân thể chấn động, Trác Phàm thật sâu nhìn lấy hắn, lẩm bẩm nói, hắn là ta, càng xác thực nói, là ngươi tiền thân. Lúc này... Lại một tiếng thanh âm già nua vang lên, một cái quen thuộc lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Trác Phàm tập trung nhìn vào, lúc này nhận ra, người không phải liền là Minh Hải người đưa đò kia à, làm sao? Ta đến giới thiệu, hắn là nơi này chủ nhân, luân hồi đại đế, trưởng thế nhân kiếp trước kiếp này. Mỉm cười, cửu U nhấc tay chỉ lão giả kia nói. Lão giả kia cũng là cười khẽ gật đầu, giải thích, người tại Minh Hải nhìn thấy, là lão phu tàn niệm phân thân. Đáng tiếc hiện tại đã bị thiên đế hủy. Bây giờ đưa ngươi dẫn độ đến luân hồi thiên trì, cũng là nhìn xem ngươi, phải chăng đạt tới, kế thừa kiếp trước vô thượng thiên đạo tư cách. Vô thượng thiên đạo. Không khỏi giật mình,
Trác Phàm càng thêm mê mang, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia thiên đế đệ đệ là ta kiếp trước, hắn không phải đã tọa hóa sao? Lại không có đế cảnh đại đạo, cho dù tàn hồn cũng sẽ tiêu tán, chẳng lẽ ở chỗ này luân hồi? Điều đó không có khả năng a, hắn biến thành cho bụi a. Nhìn lẫn nhau, hai người cùng nhau cười to lên, tiếp lấy Cửu U nhìn về phía hắn nói, đã biến thành cho bụi, ngươi lại là như thế nào trọng sinh đây, Trác Phàm? Không phải ngươi Cửu U bí lục bên trong ghi chép, ý niệm lại sinh pháp. Chỉ dựa vào ý niệm, dựa vào người khác linh hồn trọng sinh, người bình thường có thể làm được sao? Hoặc là nói, người lúc đó tự bảo, thần hồn căn bản không có hoàn toàn biến mất, có một bộ phận bị bảo lưu lại đến, liền chính người đều tổn thương không? Bộ phận này linh hồn, lại là dựa vào cái gì bảo vệ dưới đến đâu? Mí mắt nhẹ nhàng run rẩy, Trác Phàm bừng tỉnh đại ngộ, đế cảnh đại đạo. Không tệ, là lão phu đế cảnh đại đạo, một mực tại che chở người thần hồn. Bất tử bất diệt. Cười nhẹ gật đầu, Cửu U thở sâu, đạm mạc lên tiếng, lúc trước thiên đế đệ đệ bỏ mình, lão phu liền quyết định thật nhanh, đem chính mình đế cảnh đại đạo cho hắn, giữ được hắn một luồng tàn hồn, khiến chuyển thế trùng sinh còn lão phu chính mình, cũng chuyển sinh, chỉ bất quá đi làm người bình thường, lại không là cái gì đế quân chuyển thế. Hơi hơi sững sờ, Trác Phàm cả kinh nói, ngươi cũng chuyển sinh, vậy ngươi bây giờ là một tia trí nhớ hình ảnh mà thôi. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, luân hồi đại đế giải thích nói, hoặc là nói, là một tia chấp niệm. Ngươi hẳn phải biết, ở ta nơi này luân hồi thiên trì chuyển sinh người, đều sẽ đem chính mình cuộc đời trí nhớ, cảm thụ các loại hết thảy lưu lại, Cửu U cũng là lưu lại cái này một phần tưởng niệm luân hồi. Vì, cũng là có thể tận mắt thấy, ngươi có thể trở lại, theo kế hoạch kế thừa lúc trước thiên đạo, cũng coi như đến chết được nhắm mắt. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Trác Phàm lại thật sâu nhìn Cửu U liếc một chút, hình ảnh. Đúng vậy a, liền thần hồn cũng không tính là, chỉ là cái chấp niệm hình ảnh. Chào đón qua ngươi về sau, chấp niệm biến mất, liền sẽ tán. Khóe miệng xẹt qua hiền lành nụ cười, Cửu U vỗ nhẹ nhẹ đập Trác Phàm đầu vai, hiện tại ngươi có một lựa chọn, kế thừa lúc trước hữu tình thiên đạo, cầm lại lúc trước lực lượng, tuân thủ lúc trước lời hứa, tiếp tục ngăn cản thiên đế diệt thế. Hoặc là không cần làm cái gì, yên tĩnh chờ chết. Ta muốn thiên đế cũng nhanh đến nơi đây, cướp đoạt luân hồi thiên nói. Mi mắt chấn động, Trác Phàm kêu lên, đây là lựa chọn sao? Ai nguyện ý chờ chết a? Đương nhiên là lựa chọn, ở chỗ chính ngươi tâm lựa chọn. Mỉm cười, Cửu U nghiêm túc nói, ngươi cũng nói, ngươi là chí tư ma đạo, nhưng ngươi kiếp trước là hữu tình thiên đạo, các ngươi tâm khác biệt, liền kế thừa chẳng nhiều phần lực lượng, mặc dù nói các ngươi là cùng một người. Mí mắt nhẹ rung. Trác Phàm một mặt do dự địa cúi thấp đầu, cái thế giới này, cái gì đều có thể là giả, nhưng chỉ có chính mình tâm, vĩnh viễn giả không. Ta tại ma đạo trà trộn nhiều năm như vậy, làm sao có thể thay đổi bất thường, trở thành đại ái chi đạo đâu. Lại nói, ta năm đó vì cái gì tuyển đến là ma đạo a? Bởi vì, trong cơ thể ngươi một mực là ta ma đạo đế cảnh, cho nên bất luận ngươi chuyển sinh thành hàng người, sinh ra ở chỗ nào, đều sẽ mất tự nhiên khuynh hướng lựa chọn ma đạo. Cho dù ngươi là chính đạo liên minh nhi tử cũng giống vậy. Ây, ta thế nào cảm giác các ngươi tại hố ta? Thân thể lắc một cái, Trác Phàm khóe miệng chưa phát giác ngoan quất quất, đã như vậy, vì sao ngay từ đầu không cho ta một cái chính đạo đế cảnh, là bọn họ không bỏ được sao? Chỉ có Cửu U sư phụ một người nguyện ý vì ta hy sinh. Ta thế nhưng là hy sinh tự mình, cứu vãn khắp thiên hạ, thì cái này đãi ngộ. Yên lặng cười cười, Cửu U hai người liếc nhìn nhau. Từ chối cho ý kiến. Cuối cùng vẫn là từ Cửu U chính chính nhan sắc, giải thích nói, người đây thì trách oan cái kia mấy lão già, đối với người tự mình hy sinh, cứu vãn thương sinh tiến hành, tất cả mọi người cảm niệm trong ngực, đế quân liền sinh tử đều không để ý, nơi nào sẽ không nỡ cứu người đây. Chỉ là vì để ngươi có thể thuận lợi tu luyện Cửu U bí lục, chỉ có để lão phu để dẫn dắt ngươi. Cửu U bí lục. Đúng vậy a, lúc đó ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi tại tiếp cận nhất vô thượng cảnh lực lượng thời khắc, cũng là ngươi đem chín đạo quy nhất thời điểm. Khi đó, thậm chí ngay cả trọng thương kiếm đế, cũng khống chế không nổi chính mình đế đạo, bị ngươi hấp dẫn tới. Trong mắt lóe lên nói đạo tinh mang, Cửu U chăm chú nhìn hắn không thả, lão phu khẳng định, ngươi hữu tình thiên đạo, đạp vào vô thượng cảnh đường lối, cũng là nhân đạo đế quân chín đạo quy nhất. Thiên địa pháp tắc, cửu tử nhất sinh, cho dù là diệt thế đại đạo xuất thế,
cũng sẽ lưu lại cùng chống lại đại đạo. Mà cái này đạo, cũng là ngươi hữu tình thiên đạo. Hoặc là nói, năm đó ngươi đế đạo chậm chạp không thể ngưng tụ, chỉ là đang đợi một cơ hội, mười đạo quy nhất. Không minh đại đạo thêm cửu đại nhân đạo, liền có thể giúp ngươi ngưng tụ vô thượng đại đạo, thành thiên địa chúa tể. Như vậy nói cách khác, cái kia thiên đế đệ đệ, không phải ngưng tụ không ra đế đạo, mà chính là hắn đã được tuyển chọn, trưởng quản mười đạo người. Thiên ý cũng không phải là phải diệt thế, chỉ là hắn tình căn đoạn, mới rơi vào diệt thế chi đạo. Hẳn là dạng này, bất quá thiên ý khó dò, chúng ta cũng bất quá lấy chính mình chi tâm độ chi, ai ngờ đại đạo chân lý đâu. Cho dù là đế cảnh, cũng không dám nói chính mình là thiên địa đại biểu, thậm chí vô thượng cảnh, hoặc là cũng không phải. Hai con người chấp động lên thâm thúy, cửu u lầm bầm, lại là lại lắc đầu, tính toán, mặc kệ như thế nào, những thứ này đều không phải chúng ta có thể giải, chúng ta có thể làm, chỉ là tuân theo chúng ta đạo, cứu thương sinh tại nguy nan ở giữa, chỉ thế thôi. Cho nên, người có cái này tư chất, ta lại vừa vặn sáng tạo thiên ma đại hóa quyết, hải nạp bách xuyên, liền muốn nhân cơ hội thử một chút, dùng công pháp này giúp người đem mười đạo thông hiểu đạo lý. Đối đãi người chấp trưởng vô thượng, tựa như thiên địa chỉ có thập đế một dạng, vô thượng cần phải chỉ có một người, liền không biết ra lại diệt thế vô thượng. Cho dù ra, người cũng có chống cự chi pháp, thương sinh may mắn. Không sai gật đầu, Trác Phàm trong lòng minh bạch, vì ngăn ngừa thiên đế được đến diệt thế chi đạo, các ngươi trước đoạt đến trưởng quản thiên địa vị trí lại nói. Chỉ là, các ngươi không sợ thiên đế từ đó cản trở. Thân người cố đế cảnh đại đạo, mệnh vận quý tích bị ẩn tàng, người nào cũng không tìm tới. Chỉ có lão phu đế đạo tại thân, chỉ dẫn ngươi đi thăm dò ma đạo. Có điều, nhập ma dễ dàng, mà ra nỗi dằn vặt. Ma đạo to nhất chỗ khó, chính là tại các loại dục vọng ở giữa thăm dò bồi hồi, sau cùng lại có thể nhảy ra tâm ma, đạt tới thông hiểu thế gian nhân tâm đại đạo chi cảnh, vô dục vô cầu. Lời nói này dễ dàng, nhưng làm lại khó càng thêm khó. Có bao nhiêu tu người chính đạo, đều khó thoát tâm ma trưởng khống, càng không nói đến thân ở ma bên trong đâu. Ngăn không được gật đầu, Trác Phàm lớn nhất cảm khái, cửu u sư phụ nói không tệ, ta cũng từng hãm sâu tiểu ma chi đạo, thật lâu bồi hồi không tiến lên, gặp qua muôn hình muôn vẻ ma đạo người, có càng là hất lên chính đạo áo ngoài ma đạo, muốn từ đó nhảy ra, coi là thật rất khó. May mắn ta coi như so sánh hiểu ra, tư chất không tệ, đi cho tới hôm nay, bằng không thì cũng là một cái giết người phóng hỏa kẻ xấu chi đồ đi. Ai, xem ra ta tu ma vẫn là có ngày phần, ha ha ha. Thiên phú cộng lông, da mặt ngăn không được lắc một cái, cửu u không còn gì để nói, ngươi có biết hay không, lão phu vì, chờ ngươi tới đây, các loại bao nhiêu năm? Cần phải hơn 5.000 năm đi. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Trác Phàm vạch lên đầu ngón tay tính toán, ta tại thánh vực tu luyện, phí tổn mấy trăm năm quang cảnh, chuyển thế trùng sinh, đi qua 5.000 năm, lại tu luyện trăm năm, ngộ đạo tiểu có thành quả, cũng coi như nhanh đến mức đi, đúng không? Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, cửu u không nói, luân hồi đại đế lại là cười ha ha một tiếng, ngươi là một thế này hơn 5.000 năm. Ngươi có ý tứ gì? Ta có rất nhiều thế sao? Từ thượng cổ vẫn lạc, hết thảy 32 thế, đại đa số đều là liền cửu u bí lục đều không nắm bắt tới tay thì treo, lãng phí không ít thời gian a. Cái gì, 32 thế? Nhiều như vậy, chưa phát giác kinh hãi, Trác Phàm quả thực không thể tin được. Mình đã luân hồi nhiều lần như vậy. Cửu U khẽ liếc hắn liếc một chút, sâu xa nói, thiên ma đại hóa quyết là muốn đem hết thảy đạo pháp dung hợp, cho nên nhất định phải bảo trì mỗi một thế chính mình cũng giống giấy trắng một dạng không minh, nói cách khác trước kia đạo thống toàn bộ phế bỏ. Bởi vậy người mỗi chuyển sinh cả đời, đều sẽ bị tiêu trừ một lần trí nhớ. Đợi cầm tới cửu U bí lục tình huống, cũng cứ như vậy 4-5 lần mà thôi, may mắn cái này lần thành công. Giống mấy lần trước. Hừ hừ, muốn không phải vậy cũng là dọa đến không dám luyện, muốn không phải vậy cũng là theo ngươi đồ đệ kia một dạng, cũng không nguyện tự phế tu vi, lại muốn đầu cơ trục lợi, thì cứng rắn luyện, sau cùng tẩu hỏa nhập ma treo. Trong miệng ngươi những cái kia tiểu ma phạm qua sai lầm, ngươi cái này mấy đời một dạng không ít phạm, còn tư chất, ha ha. Ây, cái này sao có thể? Không khỏi sững sờ, Trác Phàm kinh ngạc nói, thế nhưng là ta cửu u bí lục. Là theo ngài trong ma cung tìm tới. Nếu như lúc trước đã có người tìm tới, người nào lại trả về? Nhìn lẫn nhau, hai người chăm miệng một lời, thiên đế đi. Người kinh ngạc cọng lông a, 32 thế,
Thiên đế nhìn chằm chằm vào chúng ta cử động, cũng nhìn chằm chằm vào thánh vực không thả, ta ma đế cửu u bí lục hiện thế, hắn hội không chú ý sao? Nói như vậy, hắn đã sớm biết. Đương nhiên. Vậy hắn vì sao không ngăn cản? Vì cái gì ngăn cản? Hơi hơi nhún nhún vai, cửu u ma đế khẽ cười nói, từ khi hắn phát hiện cửu u bí lục về sau, ngươi lại chuyển thế nhiều lần như vậy, lấy hắn thông minh tài trí, đại khái thì đoán ra kế hoạch chúng ta. Thế nhưng là kế hoạch này, đối với hắn cũng có lợi. Đầu tiên hắn thân chúng tình đế tình cổ, chính mình khu trừ không, cũng vô pháp đặt chân tình đế kết giới, thế nhưng là ước gì ngươi đem tình đế đại đạo cầm đưa cho hắn giải cổ. Sau đó hắn đột phá vô thượng cảnh, vốn không biết rõ năm nào tháng nào mới có thể đạt tới, bây giờ thân chúng tình cổ, không minh đại đạo bị hao tổn, liền càng thêm không đạt được. Có thể 10 đạo quy nhất, trợ hắn thành sự, hắn cớ sao mà không làm. Lại giả thuyết, hắn không minh đại đạo tuyệt đối có thể chứa đựng vạn vật, bao quát đế quân đại đạo cũng giống vậy. Nhưng là muốn dung hợp đế cảnh đại đạo, lại không phải hắn có khả năng. Bây giờ nhìn đến lão phu thiên ma đại hóa quyết, đoán chừng cười răng đều nhanh bay ra ngoài a, như thế nào lại ngăn cản đâu? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, hắn một mực tại trợ giúp kế hoạch này sao? Mi mắt thật sâu nhăn lại, Trác Phàm suy nghĩ một chút, trong mắt nghi hoặc vẫn như cũ, thế nhưng là hắn muốn thiên ma đại hóa quyết, chính mình đoạt không là được sao? Còn phải lại trả về, từng lần một để cho ta xuất ra. Thiên ma đại hóa quyết câu đầu tiên là cái gì? Muốn luyện thần công, tất trước tự phế tu vi. Không chỉ như này, đối với đế cảnh, liền đại đạo cũng muốn phế. Cười lạnh, cửu u nhấc nhấc mi mắt, đối với như thế một cái là thật là giả cũng không biết thần thông. Thiên đế một cái đều nhanh sờ đến vô thượng cảnh mạnh nhất đế quân, hội ngốc phế tất cả tu vi, liền không minh đại đạo đều không muốn, lại tu ma đạo sao? Chúng gió hiểm, không thể tính theo lẽ thường, huống hồ còn có thể là bẫy dập. Ngươi là thiên đế, muốn lựa chọn như thế nào? Gãi đầu một cái, Trác Phàm không khỏi thở dài một hơi, tán đồng nói, cũng đúng, công thành danh toại người, làm gì lại tay trắng khởi ra đâu. Tuy nhiên cùng cao lớn hơn đạo hữu quan, nhưng mạo hiểm vẫn như cũ lớn. Cho dù là đế quân, cũng không có cái này dũng khí a. Đúng vậy a, hắn không có cái này dũng khí, người khác tu luyện, tư chất quá kém, hắn cũng không có không ôm hy vọng. Chỉ có người cái này đệ đệ, hắn giống như chúng ta, đối người tràn ngập lòng tin. Đáng tiếc a, 32 thế luân hồi, tựa hồ người đối ma đạo không có thiên phú gì. Thực sự nhìn không được hắn, một thế này rốt cục xuất thủ, chuyên môn chỉ điểm ngươi. Quả nhiên, hiệu quả cũng là không như vậy, gọi tên nhà đề điểm, ngươi lập tức khai khiếu, ha ha ha. Da mặt ngăn không được co rúm, Trác Phàm nhất thời im lặng, làm sao hiện tại xem ra, các ngươi cùng thiên đế không giống kẻ thù, giống như là một đám, liền lấy ta trêu đùa. Ngươi nói đúng, cao thủ so chiêu, tất cả mọi thứ đều là thẳng thắn, ngươi là chúng ta cộng đồng quân cờ, tuy nhiên mục đích khác biệt, nhưng trong thời gian ngắn, chúng ta lợi ích là nhất trí. Như vậy nói như vậy, các ngươi cũng làm chuẩn bị, dẫn đạo ta đi. Đương nhiên, chúng ta trên thế gian các nơi, đều làm chuẩn bị, ngay tại ngươi tu luyện thiên ma đại hóa quyết một khắc này, bắt đầu chỉ dẫn. Bình tĩnh gật gật đầu, cửu u khẽ cười nói, thánh vực là từ minh đế bọn họ bố trí, lưu rất nhiều tàn niệm phân thân tại khác biệt khu vực, vân đế cố ý mang theo đế cảnh đại đạo, thông qua thiên địa phong huyệt, chui vào phàm giai, cùng côn bằng truyền đạt kế hoạch chúng ta. Yên lặng chờ đại giá ngươi. Làm một tên tu giả, miễn không mạo hiểm, tại phàm giai vạn thú sơn mạch là mỗi cái tu giả tất đi chi địa, ngươi như rơi vào phàm giai, hẳn là cũng hội đi đâu đi. Thế nhưng là ta như không có đi đâu. Cái kia giai đoạn thứ nhất, chúng ta dẫn đạo không ngươi, liền chờ ngươi giai đoạn thứ hai phát sinh. Giai đoạn thứ hai phát sinh. Đúng, ngươi nguyện ý đem chính mình đế cảnh đại đạo đưa ra ngoài thời điểm. Trong mắt nhất định. Cửu u lộ ra vui vẻ nụ cười, ma đạo chí tư, ngươi nếu thật nguyện ý vì người khác mà phụng hiến ra bản thân đại đạo, nói rõ ngươi đã nhảy ra tâm ma, dựa vào thiên ma đại hóa quyết đem ma đạo lĩnh ngộ được chí cao cảnh giới. Lúc này ngươi mệnh vận quý thích hội ở trên trời hiển hiện, vân đế thì sẽ phái người tìm ngươi, dẫn ngươi đi tiếp thu các đế truyền thừa, đạt tới trong kế hoạch hải nạp bách xuyên. Thì ra là thế. Hết thảy đều rõ ràng, Trác Phàm thở dài một hơi, hai con ngươi giật mình lo lắng. Nguyên lai mình cả đời đều bị những cường giả này xác định một cái quỹ tích vận hành, đạt tới một trình độ nào đó, liền tăng lên tới giai đoạn tiếp theo. Không đạt được, thì tầm thường cả đời,
kiếp sau tái chiến, vòng đi vòng lại, vì cũng là đạt thành mỗi người bọn họ lợi ích. Ta thế nào cảm giác chính mình giống các ngươi đồ chơi a? Không, đồ chơi là mặc cho người định đoạt, chúng ta chỉ là dẫn đạo, cũng không thể hoàn toàn hai bên ngươi quyết định. Chậm rãi lắc đầu, Cửu U sắc mặt nghiêm một chút, thì giống bây giờ, ngươi tâm hướng tới, chúng ta quyết định không, ngươi lựa chọn, chúng ta cũng hai bên không, hết thảy đều tại ngươi trong tay mình, bao quát chúng ta hy vọng, cùng thiên hạ thương sinh tánh mạng. Nghe được lời này, Trác Phàm dương mắt tại hai người cái kia thật chí trên khuôn mặt băn khoăn một chút, bình tĩnh gật gật đầu, vậy thì tốt, bắt đầu đi, ta tiếp nhận kiếp trước truyền thừa. Há, thì ra là thế. Lạc gia trong phòng khách, ba thánh thú ngồi vây quanh một bàn, đem tiền căn hậu quả giải thông thấu, Long Tổ càng là ngăn không được cảm thán, nói như vậy, thiên đế cùng Trác Phàm, quả nhiên là số mệnh. Cùng là thiên đạo, nhưng lại đi hướng hai cực, tương ái tương sát huynh đệ. Khẽ gật đầu, Côn Bằng quay đầu nhìn về phía còn lại người chúng, như hôm nay đế cùng Trác Phàm đều tại luyện hóa 10 đạo, chỉ bất quá một cái là được đến 10 đạo chi quả, một cái là kinh lịch 10 đạo cảm ngộ, người nào trước hết ngộ đến vô thượng đại đạo, người nào liền chấp trưởng thiên địa, bao quát ngàn vạn sinh linh. Mi mắt sâu nhăn, Hải Ngao trầm ngâm nói, như vậy chúng ta bây giờ muốn làm là quấy nhiễu thiên đế tu luyện, vì Trác Phàm tranh thủ thời gian. Trong mắt lóe lên một đạo cơ trí tinh mang, Côn Bằng đầy mặt nghiêm túc, sự kiện này cần rất nhiều cao thủ, Kỳ Lân cùng Tước Nhi, các ngươi theo ta cùng Lão Long đến, chúng ta tập kết tất cả tộc nhân, giúp đỡ bọn ngươi hoàn thành cuối cùng thánh thú thể. Nhìn lẫn nhau, hai người cùng nhau gật đầu. Đón lấy, Hải Ngao vừa nhìn về phía một bên kiếm đồng, ngươi cũng cùng Lão Phu đến, năm đó kiếm đế thành đạo chỗ, nghĩ đến đối ngươi có trợ giúp. Làm Trác Phàm ma kiếm, đối thủ của ngươi. Cũng là thiên đế bội kiếm, kiếm đế. Tốt. Song đồng ngưng tụ, kiếm đồng quyền đầu cũng là chăm chú nắm nắm, trong mắt đều là hừng hực chiến hỏa. Có thể lên chút tác dụng nhân đại khái chỉ có những thứ này, ba cái thánh thú việc này không nên chậm trễ, lập tức mang lấy bọn hắn rời đi nơi này, mỗi người trước đi tu luyện, chỉ để lại Lạc gia một đám, tựa hồ cũng không có cái gì an bài. Lạc Vân Hải suy nghĩ một chút, trong mắt cũng là có ý chết, quát to các vị. Nguyện ý cùng ta chịu chết, đi theo ta. Vân Hải, cảm thấy siết chặt, Lạc Vân Thường lập tức kêu to. Tựa hồ biết hắn muốn làm gì giống như, trong mắt tràn ngập xoắn xuýt. Thản nhiên cười, Lạc Vân Hải thở sâu, thở dài, tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Thiên địa như diệt, người nào đều khó thoát ăn cướp. Chúng ta tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng tựa như lúc trước vây công bất bại kiếm tôn một dạng, nhân số chúng ta vẫn là chiếm ưu. Cho dù chiêu này uy hiếp không được đế quân, có thể trì hoãn hắn thời gian, cũng là vô cùng tốt, không phải sao? Nói, Lạc Vân Hải đã là sải bước địa rời đi nơi này. Bọn người người nhìn thấy, cũng là một tên cũng không để lại đuổi theo, trên mặt tất cả đều là ý chết, không có chút nào do dự chi sắc. Lần này, Lạc Vân Thường không lại ngăn cản, chỉ là tĩnh tâm nhắm mắt, cầu nguyện thượng thiên, Trác Phàm có thể tận nhanh xuất quan, lại cứu Vân Hải một lần. Ba ngày sau, Lạc Vân Hải xuất lĩnh toàn bộ hoàng vực chiến lực, đi vào kính nguyệt tiểu trúc chỗ, nhìn qua khí thế kia rồi rào khu vực, không có nửa phần do dự vung tay lên, nương theo lấy từng trận tiếng gào thét lên, Lệ Kinh Thiên bọn họ liền mang theo các lộ đại quân, cùng nhau hướng cái kia tiểu trúc phóng đi. Thế nhưng là bọn họ vừa vào tới tiểu trúc biên giới bên ngoài, liền đụng địa một tiếng vang thật lớn, bị đánh bay ra ngoài, trên không trung liền tứ tán nát thành năm mảnh, hóa làm huyết nhục vẩy ra. Trong chớp mắt, liền mấy trăm người bỏ mình. Mọi người gặp này, trong lòng lo sợ, có chút vừa mới quy thuận Lạc gia hoàng vực cao thủ, nơi nào thấy qua thảm như vậy giống như, hai chân sớm đã như nhũn ra. Thế nhưng là ban đầu Lạc gia bản bộ người, lại là không có một người khiếp đảm, quân ngũ xuất thân bọn họ, đã sớm đem sinh tử không để ý, minh bạch quân nhân thiên chức là cái gì. Trước kia bọn họ là vì bảo vệ một cái tam lưu tiểu đế nước bách tính. Hiện tại thì là bảo vệ toàn bộ thiên hạ thương sinh tánh mạng, bởi vì ở trong đó, có bọn họ lớn nhất chí ái người. Vì bọn họ, cho dù biết rõ con đường phía trước là chết, thậm chí không có một chút tác dụng nào, bọn họ cũng sẽ hung hãn không sợ chết vào tới trước, dù sao đây là, bọn họ duy nhất có thể vì chính mình thân nhân làm ra sự tình. Kết quả là, tại Lạc gia bản bộ nhân mã chỉ huy dưới, từng lớp vang vọng thánh vực cao thủ, lấy chính mình thân thể máu thịt va đập vào kết giới. Hơn ngàn, hơn vạn, mấy trăm ngàn, to lớn tiếng nổ vang, vang vọng giữa cả thiên địa.
Thế mà, đối với thiên đế chỗ bố trí kết giới, bọn họ cho dù tổn thất lại nhiều người, cũng là không có nửa phần tác dụng. Bất quá, cái này tạp âm nhưng thật ra vô cùng lớn, có lẽ là chịu không được bọn họ ồn ào, bát đại chuẩn đế rốt cục hiện thân. Hiu hiu hiu, từng đạo hắc ảnh lóe qua, nương theo lấy kiếm khí tung hoành liên miên, đợi muốn xông lên trước mấy chục ngàn cao thủ, trong khoảnh khắc hóa thành bụi phấn. Một cái mặt mũi tràn đầy tóc đỏ đỏ nói bừa nam nhân, thẳng tiến lên hét lớn, một bầy kiến hôi, muốn chết lời nói chính mình tìm khỏa lệch ra cái cổ trên cây treo đi, ở chỗ này nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Quấy rầy chủ nhân nhà ta thanh tu. Thật sao, vậy quá tốt, chúng ta chính là vì lần này đến. Khóe miệng xẹt qua đột nhiên nụ cười, Lạc Vân Hải sâu xa nói, nếu là có thể quấy rầy đến hắn lời nói, chúng ta mệnh cũng không tính uổng phí. Mí mắt nhẹ rung, tóc đỏ nam nhìn về phía hắn, lạnh lùng quát hỏi, cầm nhiều người như vậy mệnh, thì vì quấy rầy một chút chủ nhân nhà ta, đáng giá không? Đáng giá. Ánh mắt nhất định, Lạc Vân Hải lần nữa phất tay, Cửu Viêm Hải phu phụ hai người liền lập tức lại chỉ huy một đám cao thủ hướng trước, hung hãn không sợ chết, khí thế cường đại. Từng đạo hoàng ấn, đột nhiên hướng tám người đập tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tám người ngón tay cùng vung, cái kia vọt tới người liền tất cả đều biến thành cho bụi, bao quát Lạc Gia Thành lập lúc đầu xương cánh tay, cũng dạng này không có. Nhưng là Lạc Vân Hải đối với cái này, lại là liền mí mắt đều không nháy một chút, trong lòng không có chút nào dao động, vẫn như cũ vung tay lên, thiên địa song tôn mang đám người tiếp tục không muốn sống vọt tới trước. Đúng là không có chút nào bởi vì vừa mới cảnh tượng thê thảm, chịu ảnh hưởng. Hai con người hơi hơi suýt híp mắt một chút, tóc đỏ nam thật sâu nhìn mọi người liếc một chút, trong mắt chỗ sâu lóe qua một đạo mê hoặc. Làm sao, những người này thật đều không sợ chết? Hừ, lão phu cũng không tin, bắt giặc phải bắt vua trước. Nghĩ như vậy, cái kia tóc đỏ nam lóe lên một cái, đã đi vào Lạc Vân Hải trước mặt, không ai có thể ngăn cản hắn. Chỉ là một chiêu. Liền tóm lấy Lạc Vân Hải cổ họng, cười lạnh liên tục, rắn không đầu không được, ngươi là bọn họ người chỉ huy đi. Ngươi chết, bọn họ cũng là năm bè bảy mảng. Các ngươi dạng này con kiến hôi, liền cái cường giả đều không có, là lớn nhất tốt đối phó, hừ hừ. Thật sao, vậy liền thử một chút xem sao. Xùy cười một tiếng, Lạc Vân Hải không có một tia e ngại, thậm chí sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, cho dù ta chết, bọn họ vẫn như cũ không biết lùi bước. Bởi vì tất cả chúng ta, đều hiểu rõ một chút. Nơi này lùi bước, diệt thế thì sẽ phát sinh, ai cũng trốn không. Vậy cũng có sớm chết cùng chết muộn khác nhau, có thể sống một ngày tính toán một ngày a. Người đây thì sai, người nghĩ rằng chúng ta là vì chính mình mệnh mà liều mạng sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Mỉm cười lấy lắc đầu, Lạc Vân Hải nhất thời mỉa mai cười ra tiếng, ta nghe nói qua thiên đế năm đó sự tình, các ngươi cùng thiên đế quá lâu. Đã quên nhân đạo mạnh nhất một mặt. Có lẽ bình thường, tám vị chuẩn đế hội hù dọa chúng ta, nhưng bây giờ sẽ không. Bởi vì chúng ta sau lưng, có chúng ta nhất định phải bảo vệ người. Lạc Vân Hải thanh âm, tại toàn bộ bầu trời dập dờn, cũng truyền đến tại chỗ tất cả mọi người trong tai. Những cái kia hoàng vực cường giả, vốn có tránh lui chi tâm, nhưng nghe được lời này đi, lại là bỗng dưng trì trệ, ngốc một chút, trong mắt lại không có cái gì chần chờ. Nổi giận gầm lên một tiếng, kết bè kết đội địa về phía trước trùng phong. Đụng! Nhất trưởng đánh ra, Lạc Vân Hải bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, rơi tại mặt đất, đã không có sinh sống. Cái kia tóc đỏ nam cười lạnh, khinh miệt liếc nhìn những người kia chảy, lại là bỗng dưng khẽ giật mình. Bởi vì hắn phát hiện, người cầm đầu này chết, những người kia tựa hồ thờ ơ, căn bản không có chần chờ cùng lùi bước, thậm chí ngay cả kiêng kỵ đều không có. Quả thật như Lạc Vân Hải vừa mới sở thuyết hiện tại bọn hắn không cần có người đi đầu, liền biết mình muốn làm gì, mà lại hội một làm đến cùng. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Cảm thấy cười lạnh, tám vị chuẩn đế lúc này xông ra, như sói nhập bầy cừu giống như, một trận đại sát tứ phương, máu tươi bưu bay, nhuộm đỏ cả mảnh trời hư không. Thế nhưng là quỷ dị là, cái này vô tận chém giết, lại không có truyền ra một đạo rú thảm tới. Kiếm đế đứng tại cửa sân trước. Nhìn lấy tràng cảnh này, không hề nói gì, thẳng xoay người lại. Đi vào thiên đế trước phòng, ngừng chân bất động, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Chờ một lúc, trong phòng mới truyền ra thiên đế hỏi thăm, bên ngoài tiếng giống vẫn như cũ, còn không có đuổi đi sao. Thiên đế, bọn họ cũng là đến nhiễu ngươi thanh tu, nghĩ đến đuổi không đi. Hừ hừ,
một đám ngu muội đồ vật, lấy bổn tọa tâm cảnh, há có thể bởi vì một số tạp âm lọt vào tai, thì ảnh hưởng tu luyện. Đúng vậy a, thế nhân ngu dốt, căn bản không biết chính mình tại làm chuyện vô ích, bất quá ta nghĩ bọn hắn cho dù biết, cũng sẽ tiếp tục đi. Khóe miệng xẹt qua một đạo buồn vô cớ nụ cười, kiếm đế ngăn không được thở dài, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, một bầy kiến hôi nhìn thấy chuẩn đế, còn dám chém giết. Chẳng lẽ bọn họ coi là, nhân số tại chuẩn đế trước mặt, có thể chiếm ưu sao? Không nói gì, thiên đế trầm mặc không nói, kiếm đế hơi hơi gật gật đầu, quay người rời đi. Bên ngoài chém giết không có đình chỉ, mà lại nhất chiến cũng là tháng 3 có thừa, dòng máu đã nhuộm đỏ toàn bộ khắp nơi, không thể đếm hết thi thể, phủ đầy kính nguyệt tiểu trúc bên ngoài các ngõ ngách. Tám vị chuẩn đế cản tại mọi người trước người, nhìn lấy cái kia dường như dùng huyết nhục đúc thành thành tường, còn đang không ngừng đẩy mạnh, trong lòng cũng là nhất trận lẫm nhiên. Bọn họ cũng là duyệt khắp thiên hạ nhân vật, nhìn qua muôn hình muôn vẻ nhân loại, nhưng người như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Càng là một đám một đám. Chẳng lẽ là trước khi chết sau cùng dẫy giụa? Ha ha, dĩ nhiên không phải, điên cuồng như vậy bọn họ thấy qua vô số, lại không có một cái nào có dạng này ánh mắt. Dường như giờ khắc này, tất cả nhân loại đều hóa thành một loại người, trong truyền thuyết hung hãn không sợ chết anh hùng. Đương nhiên, đây chẳng qua là một loại lý tưởng truyền thuyết, chính thức người là làm không được dạng này. Nhưng bây giờ, đám người này làm đến. Nếu như là tại bình thường, ta thả các ngươi một ngựa. Bạch, một nói bóng người to lớn hiển hiện, tóc đỏ nam nhất thời cho thấy chính mình thánh thân, một thanh đỏ thẫm lưỡi kiếm xa xa chỉ hướng đối diện, đáng tiếc hiện tại, các ngươi còn dám tiến lên, lão phu chỉ có thể hạ thủ vô tình. Tựa như hoàn toàn không có nghe được hắn lời nói giống như, tất cả mọi người thờ ơ. Cái kia tóc đỏ nam cười lạnh, gật gật đầu, rất tốt, lão phu kính trọng các ngươi. Đi chết đi. Hưu, một đạo kiếm mang bỗng nhiên vẽ hướng mọi người, tản ra tử vong khí tức. Đối mặt đây hết thảy, chúng người ánh mắt vẫn như cũ kiên định, phảng phất giống như thường nhân. Đụng, thế nhưng là, cái kia lạnh lẽo kiếm mang còn chưa tới đến mọi người trước người, đã ầm vang kịch nát, một đạo ấu bóng người nhỏ bé ngột đến rơi xuống ba người trước mặt, ngửa đầu lớn lên giống kiếm đế. Hô, cuồng bạo gió lốc bao phủ cửu thiên. Tám vị chuẩn đế bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, một trận hoảng hốt. Đứng yên tại tiểu trúc hậu viện kiếm đế càng là thân thể lắc một cái, đầy mặt kinh dị nhìn về phía ngoài viện, kinh ngạc nói, đế quân khí tức. Tiểu tử kia, thành đạo. Phanh phanh phanh. Từng đạo tiếng vang liên tiếp, Côn Bằng năm người ngay sau đó cũng tất cả đều rơi vào tám người trước người, cái kia cuồn cuộn khí thế cường hãn, dẫn tới tám người cảm thấy trì trệ, ào 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 liên tiếp giòn vang. Toàn bộ thánh thân lại là hoàn toàn nứt toác ra, vỡ thành cặn bã. Cảm thấy hoảng hốt, tám người ngăn không được hướng về sau liền lùi lại, sắc mặt bỗng dưng ngưng trọng lên. Ngũ đại thánh thú, tương đương với ngũ đế, bọn họ thế mà có thể chỉ bình khí thế, thì phế bọn họ thánh thân, thực lực sai biệt, coi là thật không thể tính theo lẽ thường. Chuẩn đế tuy nhiên sờ đến đế cảnh ở mép, nhưng cùng chính thức đế quân, vẫn là một trời một vực. Vân Hải, Lệ Lão, Cửu Lão. Dương mắt quét mắt bốn phía chồng chất như núi thi thể, Cổ Tam Thông rất nhanh liền nhìn thấy mấy cái quen thuộc bóng người, nhất thời trong mắt chừng một cái, song quyền chăm chú địa nắm lại tới. Côn Bằng gặp này, cũng là liếc nhìn bốn phía thi hài liếc một chút, nhìn không được lắc đầu thở dài, ngu dốt a, các ngươi làm như vậy có làm được cái gì? Lúc trước lão phu thì nói ít đi một câu, để cho các ngươi yên lặng nhìn biến, các ngươi thì... Ai? Có lẽ đây chính là nhân loại, cũng là nhân đạo. Thở sâu, Hải Ngao chỉ có một con mắt khẽ run, ngược lại vừa nhìn về phía tiểu trúc bên trong, hét lớn, kiếm đế, ngươi ra ngoài cho lão phu, nhìn xem những thứ này chết tại ngươi cửa nhà nhân loại, không phải liền là ngươi đã từng hướng tới nhân đạo sao? Thân thể chấn động, kiếm đế liếc mắt một cái ngoài viện, sắc mặt hơi nặng nề xuống tới, trong mắt chỗ sâu tựa hồ có thật nhiều xoắn suýt chỗ. Lúc này, trong phòng thiên đế âm thanh vang lên, kiếm tâm, lão gia hỏa kia tại gọi ngươi, ra ngoài làm đoạn A, theo ngươi đã từng nhân đạo chi kiếm. Hưu, tiếng xé gió lên, một đạo thất thải hào quang đột ngột đến rơi vào kiếm đế trong thân thể. Kiếm đế thân thể lắc một cái, khí thế đột nhiên phóng đại, thiên đế, ngươi đem đế đạo đưa ta. Ngươi là ta thiên kiếm, ngươi chính là ta, tựa như ta muốn luyện hóa 10 đạo, bên trong tự nhiên bao quát ngươi kiếm đạo. Ngươi cũng không có gì dị nghị.
bây giờ ngoại địch xâm phạm, ta tu luyện tới thời khắc mấu chốt, có thể nể trọng chỉ có ngươi. Đi thôi, chỉ huy cái kia tám một phế nhân, ngăn trở những cái kia lũ súc sinh. Siêu siêu siêu. Nói, từng đạo thất thải hào quang liền chợt theo trời đế trong phòng bay ra, ngược lại vượt qua tiểu viện, bay thẳng đến cái kia tám cái tại thánh thú trước mặt bị ép tới thối đều đứng không thẳng chuẩn đế thể nội. Chỉ một thoáng, tám người thân thể chấn động, dường như chợt có vô cùng lực lượng, khí thế tăng lên đột ngột, cuồng bạo khí thế, làm cho toàn bộ thiên địa đều đang chấn động. Cái này, đây là, đế cảnh lực lượng. Trong mắt lóe kích động ánh sáng, tóc đỏ nam nhân nhìn không được cười to lên, ha ha ha. Thiên đế đại nhân quả nhiên không có gạt chúng ta, đợi hắn đoạt được hắn đế quân đại đạo, liền sẽ ban cho chúng ta, giúp ta các loại đột phá đế cảnh, hoàn thành suốt đời mong muốn. Hắn bảy người nghe đến, cảm thụ lấy cái kia phồn vinh mạnh mẽ chi lực, cũng là không khỏi hưng phấn không hiểu, cười to liên tục. Chỉ có Côn Bằng bọn người, lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, thờ ơ. Hiu. Một đạo hắc ảnh lóe qua, kiếm đế bóng người xuất hiện, đi vào trước mắt mọi người, trong tay cầm một thanh trắng sáng trường kiếm, kiếm phong sắc bén, trực chỉ đối diện sáu người. Hải Ngao gặp, chỉ có một con mắt nhẹ nhàng lấy, hận mắng ra âm thanh, thiết kiếm tâm. Người rốt cục xuất hiện. Lão phu năm đó cùng ngươi hảo hữu chí giao, ngươi vì sao hướng ta xuất thủ? Trung thần nghĩa sĩ không thể song toàn, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Hừ, năm đó ngươi ta đã từng nghiên cứu kiếm đạo. Ngươi nói ngươi ngộ ra nhân kiếm đạo, chỉ là mình thiên kiếm đạo, không được lại tu. Bây giờ ta thay ngươi tìm truyền nhân, ngay tại ngươi ngộ đạo cái sơn động kia, giúp hắn thành đạo. Vỗ nhẹ nhẹ một chút kiếm đồng bả vai. Đem hắn đẩy đi ra, Hải Ngao khiêu khích nói, bây giờ ngươi thiên kiếm nói đối với người kiếm đạo, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, ngươi cũng rất muốn biết đi. Vậy liền đến cùng hắn thử một chút, ngươi bằng tâm sáng tạo kiếm đạo mạnh hơn, vẫn là đi theo thiên đế lĩnh ngộ kiếm đạo càng hơn một bậc đi. Keng! Một đạo long cong ngâm phát ra, kiếm đồng trong tay nâng lên một thanh đen nhánh trường kiếm, bình tĩnh chỉ hắn nói, ta là ma kiếm, ngươi là thiên kiếm, tại cha ta cùng thiên đế quyết thắng bại trước. Chúng ta tới trước cái trước đánh đi. Ha ha ha, tốt, kiếm đạo chỉ có một vị trưởng đạo giả, đã chúng ta đều là kiếm đạo đế quân, bất luận như thế nào, đều muốn đánh. Khẽ cười một tiếng, kiếm đế chiến ý giạt rào, một bước chân, liền bỗng nhiên hướng kiếm đồng phóng đi. Kiếm đồng cũng không nhượng bộ chút nào, nhất kiếm phi tiên, chớp mắt tới gần, hai thanh trường kiếm, trong nháy mắt đan xen vào nhau. Bất quá giây lát mà thôi, đã là mấy ngàn kiếm giao phong. Bạch. Hai người đứng thẳng, phân biệt đến đối phương chỗ, không nói không động. Sau một khắc, ầm ầm một tiếng bạo liệt, toàn bộ bầu trời đều nổ bể ra đến, nhất thời biến thành một đỉnh đen nhánh không gian, lại cũng không nhìn thấy nhật nguyệt tinh quang. Sợ hãi cả kinh, mọi người hoảng hốt, những cái kia hoàng vực tu giả càng là cùng nhau lui lại không tiến lên một bước. Bọn họ ngược lại không phải là sợ hãi, chỉ là trong lòng minh bạch, giờ này khắc này. Bọn họ đã không giúp được cái gì, có thể hay không ngăn cản thiên đế, thì xem bọn hắn. Một mảnh thụ diệp theo gió phiêu đãng, chậm rãi rơi vào hai người bên trong ở giữa, kiếm đồng cùng kiếm đế đều không động, chờ cây kia diệp rơi xuống mặt đất trong tích tắc, mới cuối cùng một cái lắc mình, không thấy tăm hơi. Ngay sau đó, đinh đinh đang đang chói tai phong minh, vang vọng ở trong thiên địa các ngõ ngách, lại là duy chỉ có không nhìn thấy hai người thân ảnh. Cũng chỉ có ngũ thánh thú cùng tám vị chuẩn đế. Có thể nhìn thấy bọn họ kiếm khí giao thoa, lùi tới ngang dọc. Không khỏi hưng phấn mà xoa xoa bàn tay, cái kia tám vị chuẩn đế cũng có chút ngứa tay, nhìn về phía đối diện ngũ đại thánh thú, cười lớn một tiếng, kêu gào nói, nghe đồn thánh thú lực lượng có thể so với đế quân, bây giờ chúng ta vừa mới xưng đế, mong rằng chư vị chỉ giáo một phen, chẳng biết có được không. Các ngươi, lông mày nhíu lại, Côn Bằng nhất thời khinh thường bĩu môi, chỉ sợ còn không có tư cách này đi. Sắc mặt hơi trầm xuống, tóc đỏ nam cười lạnh, có hay không tư cách này, thử một chút thì biết. Đụng, mạnh mẽ thực sự chân, tóc đỏ nam lúc này hướng Côn Bằng phóng đi, còn lại mấy người cũng liền liền đuổi theo. Mỉm cười lấy lắc lắc đầu, Côn Bằng ngũ thánh thú liếc nhìn nhau, cùng nhau nghênh tiếp. Kết quả là, ngũ thú tám người lúc này va vào nhau, cuồng bạo năng lượng bay ra bốn phía các ngõ ngách. Bất quá, làm cho người mở rộng tầm mắt là, chỉ là một chiêu mà thôi. Cái kia tám cái trang bức không thành chuẩn đế liền tất cả đều bị đánh ngã xuống đất, dâng trào máu tươi, ngăn không được phun ra mà ra.
Sao, làm sao có thể? Trong mắt không khỏi hung hăng co lại, mọi người hoảng hốt, chúng ta đã là đế quân, vì sao dễ dàng như vậy liền bị thánh thú đánh bại? Nhếch miệng cười một tiếng, Côn Bằng khinh thường bĩu môi, cái gì đế quân, bất quá ngụy đế mà thôi. Muốn xưng đế, nào có dễ dàng như vậy? Phải biết, phàm là đế quân, đều là tại bản đạo phía trên lĩnh hội nhiều năm, thành làm một đời đạo tổ, mới có thể thành đạo. Các ngươi tu là kiếm đạo, các ngươi thể nội đế cảnh đại đạo, lại là còn lại đế quân tất cả, căn bản cùng các ngươi không hợp, các ngươi lại há có thể phát huy ra đế cảnh đại đạo chánh thức lực lượng. Điều đó không có khả năng, thiên đế nói, chỉ cần nắm giữ đế cảnh đại đạo, thì có thể trở thành đế quân, sao lại thế? Hắn lừa các ngươi, không phải vậy lời nói, chính hắn bị tình cổ gây thương tích, không thể du tẩu thế gian, như thế nào có thể để các ngươi khăng khăng một mực vì hắn làm việc đâu? Lời nói các ngươi tại phàm giai cũng hẳn là đạp vào đỉnh phong nhân vật, như thế nào bên trong điểm ấy đường nhỏ. Ai, thật sự là tham lam che đậy các ngươi hai mắt a, ha ha ha. Cười nhạo lấy dao động cái đầu, Côn Bằng từ chối cho ý kiến. Cái kia tám vị chuẩn đế, cũng là lộ ra vẻ không hiểu, trong mắt chỗ sâu, đều là mê mang. Chính lúc này, lại một tiếng vang thật lớn tuôn ra, hai đạo nhân ảnh lần nữa tách ra, đứng lặng không chung. Chỉ bất quá kiếm đồng cầm kiếm mà đứng, uy phong lẫm liệt, kiếm đế lại là cánh tay nhiễm lên một tia hồng hà. Cúi đầu nhìn xem trên cánh tay róc rách máu chảy, kiếm đế lại nhìn về phía kiếm đồng, lộ ra vui vẻ nụ cười, ngươi thắng, từ nay về sau, ngươi là kiếm đế. Không, ngươi để cho ta, chậm rãi lắc đầu, kiếm đồng mắt mang nghi hoặc, vì cái gì? Nếu là ngươi xuất toàn lực, ta chưa chắc là đối thủ của ngươi. Không nói gì. Kiếm đế quay đầu nhìn về phía Hải Ngao, lại chỉ là trầm mặc. Kiếm tâm. Thế mà, đúng lúc này, một đạo quát lạnh đột nhiên vang lên, một cái to lớn trong mắt màu vàng óng, đột nhiên xuất hiện trên 9 tầng trời, người cuối cùng vẫn lựa chọn nhân đạo. Trong mắt ngăn không được co rụt lại, Côn Bằng liên tục lui về phía sau mấy bước, cả kinh nói, thiên đế. Thiên đế, ta lúc đầu thiếu Hải Ngao, ta lại không muốn phản bội ngươi. Bây giờ ta thua ở lúc trước Sở Ngộ Nhân kiếm dưới đường, cũng nhưng không tiếc. Ta liền biết, người kiếm đạo đã không là thuần túy thiên kiếm, nếu không lúc trước hắn không có khả năng đưa ngươi đế đạo cũng khống chế lại. Cho nên những năm gần đây, biết rõ người kiếm đạo không ai bằng, những thứ này phế nhân ta cũng không có để ngươi chỉ dạy. Hiện tại xem ra, lúc trước thật sự là cử chỉ sáng suốt. Phế nhân, không khỏi sững sờ. Những cái kia chuẩn đế nhìn hướng lên bầu trời, thiên đế đại nhân, chúng ta tại ngài trong mắt, cũng là phế nhân. Hừ, đương nhiên, bất quá cái này so với hắn con kiến hôi, đã rất tốt. Hiện tại các ngươi đã giúp không ta cái gì, đế đạo tại các ngươi thể nội, quả thực cũng là lãng phí, cùng một chỗ đều trở về đi. Thương mang lạnh uống, vang vọng thương khung, chúng người thân thể lắc một cái, nhất thời không tự chủ được cùng nhau bay lên không trung. Tám vị chuẩn đế kêu sợ hãi liên tục, lại là chớp mắt biến mất tại cái kia cự đồng tử bên trong. Kiếm đế mặt không biểu tình, thân thể cũng từng bước một bị hút hướng cái kia cự nhãn, Hải Ngao gặp này, tay mắt lanh lẹ, vội vàng đi vào bên cạnh hắn, kéo lại hắn thủ đoạn, hét lớn, thiết kiếm tâm, cho ta nói rõ, cái gì gọi là còn lão phu tình. Ta là thiên đế thiên kiếm, vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn, duy nhất có thể làm, đem ta nói truyền xuống. Đến mức người kia có thể hay không mười đạo quy nhất, xem thiên ý. Phốc, đầu ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí, lúc này đem Hải Ngao đánh lui, kiếm đế cứ như vậy bị hút vào to lớn trong ánh mắt. Chỉ là gần biến mất trước, khóe miệng của hắn lại là nhếch lên vui vẻ đường cong, Hải Ngao huynh, vĩnh biệt, hy vọng ngươi không biết bị diệt thế đi tới. Thiết kiếm tâm, Hải Ngao gào rú, một con mắt đồng tử tại không ở rung động, nhưng là rốt cuộc nghe không được kiếm đế thanh âm. Hắn tính cả hắn nói, đều bị thiên đế không minh đại đạo hấp thu. Hiu. Cùng lúc đó, tiếng xé gió vang, cái kia kính nguyệt tiểu trúc nhất thời vỡ ra, một đạo màu trắng thân ảnh bỗng dưng bay đến tất cả mọi người trước mặt, một chân thực sự trên đỉnh núi, bế nghễ lấy liếc nhìn hướng phía dưới ngũ thú một kiếm, khóe miệng một phát, quát to, lũ súc sinh, phách lối nửa ngày, bổn tọa đến cùng các ngươi chơi đùa. Thiên đế. Thần sắc đại biến. Côn Bằng ngửa đầu nhìn lấy cái kia quen thuộc bóng người, da mặt ngăn không được co rút lấy, ngươi thế mà rời đi kính nguyệt tiểu trúc, chẳng lẽ ngươi tình cổ đã giải? Nhếch miệng cười một tiếng, thiên đế khinh thường bĩu môi, tình đế tình đạo sớm đã rơi vào trong tay của ta,
bằng vào ta lực lượng, hội không giải được tình cổ sao? Chỉ là các ngươi những con ruồi này quá phiền, ta vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa những cái kia đế đạo, các ngươi thì tìm tới cửa, bất đắc dĩ, chỉ có trước giải quyết các ngươi. Chỉ là, các ngươi muốn từng cái phía trên, vẫn là cùng tiến lên đâu. Vạch vạch ngón tay, kiếm đế mặt mũi tràn đầy giễu cợt. Rear mép nhẹ nhàng run run, Côn Bằng cũng là bật cười một tiếng nói, đối mặt thiên đế nhân vật như vậy, muốn là đơn đả độc đấu, ngược lại quá có sai lầm đế quân uy nghiêm. Dối trá, ngửa mặt lên trời cười ha hả, thiên đế liếc xéo Côn Bằng liếc một chút, lão gia hỏa, người vẫn là như trước kia một dạng. Không, là so với trước kia đến, trên thân nhân loại bã càng nặng. Muốn quần ẩu thì quần ẩu, nói lời vô dụng làm gì, tới đi. Siêu, chỉ là một cái dậm chân, thiên đế thân thể một cái hoảng hốt, liền một đến xuất hiện tại ngũ thú trung gian. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, ngũ thú cùng nhau hoảng hốt. Bọn họ thế mà không có nửa phần phát giác. Sau đó vội vàng xuất thủ, kim viêm, thanh viêm, kỳ lân kính. Tất cả đều hướng lên trời đế vỗ tới. Thế nhưng là thiên đế đối với cái này, lại là không chút phật lòng, thân thể nhoáng một cái, nhất thời hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất không thấy gì nữa, đợi lúc xuất hiện lần nữa, đã là đi vào tiểu tam tử trên không, lộ ra dày đặc răng trắng, thần uy làm người ta sợ hãi, ngươi chính là kỳ lân chi tử a, ha ha ha. Xin lỗi, cha ngươi là ta giết, mà lại càng xin lỗi là, ngươi cũng đem chết trên tay ta phía trên. Đụng, một đầu ngón tay hướng cổ tam thông phía sau lưng đâm một cái, lại phảng phất mấy chục tòa đại sơn đè xuống giống như, cổ tam thông nhất thời bị ép xuống lòng đất, cả vùng cũng theo đó vỡ ra. Phốc, một miệng đỏ thẫm máu nước phun ra, cổ tam thông khuôn mặt nhất thời trắng bệch xuống tới. Đây là, ảnh đế ẩn trốn chi thuật, còn có bá đế vô tận thần lực. Mi mắt hung hăng run run, Côn Bằng nhất thời quá sợ hãi, hắn đã đem cái này nhị đế đế đạo luyện hóa, nắm giữ nhị đế thần thông. Không tệ, hiện tại cho dù không dùng không minh thần đồng, cùng các ngươi vật lộn, bản đế cũng không cần tốn nhiều sức. Cười quỷ dị cười, thiên đế cao ngạo địa ngẩng đầu lên. Siêu! Thế nhưng là đúng lúc này, một đạo đen nhánh kiếm mang đột ngột đến lóe qua, thẳng đến đầu hắn. Con ngươi một nghiêng, nhẹ liếc liếc một chút. Thiên đế hai ngón khép lại, nhẹ nhàng hướng bên cạnh bắn ra, đụng một tiếng, hắc mang nổ tung, một đạo kiếm sức lực chớp mắt vào tới kiếm đồng trước mặt, lúc này đem hắn đánh bay ra ngoài, té xuống đất. Đầu vai vị trí, đã máu tươi phun trào, chảy một chỗ. Đế binh mạnh như thế thân thể, thế mà cũng bị kích thương. T. Ngăn không được hít sâu một hơi, Côn Bằng đã sợ đến sợ mất mật, đây cũng không phải là kiếm đế kiếm đạo. Hắn kiếm đạo không có khả năng có dạng này uy lực. Coi như hắn tự mình sử kiếm, cũng sẽ không dễ dàng như thế đem kiếm đồng thảm bại đến trình độ như vậy. Ha ha ha, không tệ, cái này không phải kiếm đế kiếm đạo, nhưng cũng là hắn kiếm đạo. Các ngươi phải biết, ta là hấp thu Trác Phàm Thiên Ma đại hóa quyết công lực người, bao quát hắn diệt thế kiếm đạo, ta cũng đã lĩnh hội. Mà Thiên Ma đại hóa quyết to nhất công dụng, chính là đem vạn đạo dung một. Kiếm đế kiếm đạo. Thêm Trác Phàm kiếm đạo, cũng chính là thiên kiếm cùng ma kiếm hợp nhất, lại thêm bổn tọa tự mình sử xuất, liền trở thành bổn tọa trên tay cái này mạnh nhất một kiếm. Hiện tại ta muốn giết các ngươi, thủ đoạn quá nhiều a, ha ha ha. Sắc mặt trở thành âm trầm rất nhiều, Côn Bằng bọn người cảm giác, hiện tại kiếm đế so trước kia càng đáng sợ. Cho dù không có xuất lực, căn bản chính là trò đùa tiến hành, cũng có thể đem bọn hắn như là kiến hôi nghiền chết. Hít một hơi thật sâu. Côn Bằng chăm chú nhìn thiên đế không thả, hét lớn, thánh thú nguyên thân, nghịch chuyển kiền khôn trận. Tiếng nói vừa ra, Côn Bằng đã là một tiếng tê minh, hiện ra bản thân chân thân, kình thiên Côn Bằng, chiều cao 100 trượng, bay lượn cửu thiên. Long tổ, hải ngao, tước nhi bọn họ, cũng theo hóa thành thú thân. Cổ tam thông miễn cưỡng đứng lên, thân thể lắc một cái, đồng dạng hóa thành kỳ lân. Trong chốc lát, thánh thú gào thét, chấn kinh thương khung. Dẫn tới thiên địa rung động, những cái kia hoàng vực tu giả càng là bịt lấy lỗ tai, co càng chạy trốn, không tham dự nữa cái này cao thủ quyết đấu. Chỉ có thiên đế, vẫn như cũ lạnh lẽo nhìn lấy bọn hắn, mặt mũi tràn đầy xem thường, từ chối cho ý kiến. Siêu siêu siêu, to lớn thân hình, cũng rất linh hoạt, năm cái thánh thú, làm thành một vòng, đem thiên đế toàn bộ vây quanh ở bên trong, không ngừng xoay tròn. Sức mạnh cường hãn, hình thành một cái vòng xoáy. Đem thiên đế bao khỏa bên trong,
không cho động một phân một hào. Nhìn lấy đây hết thảy, thiên đế cũng là bình tĩnh tự nhiên, khóe miệng vĩnh viễn mang theo trào phúng. Răng rắc, ngũ quang thập sắc thánh thú chi lực, tại thiên đế chán gầm thét. Chợt, nhưng nghe từng đạo vỡ vụn âm thanh vang lên, một cỗ cực kỳ khủng bố màu đen lực lượng, nhất thời xuất hiện tại thiên đế trước mắt. Đây là... Hắc, không tệ, cũng là ngươi vẫn muốn được đến diệt thế chi lực, lần này chúng ta một hơi tặng cho ngươi. Khóe miệng xẹt qua huyết tinh hàn mang, Côn Bằng hét lớn lên tiếng. Còn lại bốn thú cũng là mắt hiện băng lãnh, chăm chú nhìn hắn không thả, trong mắt lóe hy vọng chi sắc. Hy vọng cái này liên hợp ngũ đại thánh thú hợp lực, ngưng tụ ra tiếp cận vô thượng đỉnh phong lực lượng, có thể trọng thương hắn. Không khỏi hiển nhiên, thiên đế đối với cái này lại là từ chối cho ý kiến. Diệt thế chi lực a, ha, nếu là thượng cổ lúc sau nhìn thấy cái này, bổn tọa sẽ rất hưng phấn. Chỉ tiếc hiện tại, ta đã không cần đến nó. Diệt thế lôi viêm đồng. Ông, đáng sợ sự tình phát sinh, thiên đế mắt trái bên trong vụt sáng qua đen nhánh lôi viêm, phải đồng tử bốn nói vầng sáng màu vàng óng, rạng rỡ phát sáng, lôi viêm hư không chấn. Rầm, cuồng bạo năng lượng, liên tiếp địa vỡ ra, đồng dạng là diệt thế chi lực. Ngũ thánh thú lâm thời hợp thành lực lượng cùng thiên đế cái kia sớm đã thành thục lực lượng lẫn nhau đối chung, lúc này hình thành một cỗ không gì sánh kịp sóng xung kích, trong nháy mắt liền đem ngũ thú cho đánh bay ra ngoài. Khủng bố màu đen phát triển mạnh mẽ, chỗ đi qua, lúc này hóa thành hư vô. Một số chưa kịp chạy rất xa hoàng vực cường giả, cũng là chớp mắt bốc hơi không thấy. Bất quá sát cái kia công phu, 10.000 dặm xa, lại không có chút sinh cơ có thể nói. Run rẩy thân thể chỉ thiên đế, Côn Bằng khóe môi nhếch lên máu tươi, lộ ra có chút suy yếu, đây là Trác Phàm diệt thế lôi viêm đồng, ngươi. Ngươi, đúng vậy a, ta vừa mới không phải nói a, hắn tất cả mọi thứ, đều bị ta hấp thu. Khóe miệng xẹt qua một đạo chế nhạo, thiên đế thở dài một hơi, lại nói ta cái này đệ đệ a, cuối cùng vì ca ca hắn làm chuyện tốt. Thế mà có thể đem phần này diệt thế lực lượng, mang về. Cũng không uổng phí ta nhiều năm ẩn nhẫn, giữ lại hắn con cờ này cho tới hôm nay. Mà phần này lực lượng, lại là thuộc về các ngươi năm cái thánh thú. Như vậy hiện tại, ta liền dùng phần này lực lượng, thành toàn các ngươi, đưa các ngươi quy thiên, cũng coi là lá dụng về cội, ha. Trong mắt lóe lên một đạo tà dị, thiên đế chợt hét lớn, vậy trước tiên theo ngươi bắt đầu đi, giảo hoạt Côn Bằng, lôi viêm phá không. Bạch, khủng bố lôi viêm. Hóa thành mấy chục trượng bán kính đen nhánh viêm trụ, đột ngột đến hướng Côn Bằng cái kia thân thể khổng lồ bắn tới, chớp mắt đã áp sát. Thấy tình cảnh này, Côn Bằng hoảng hốt, một trái tim nhất thời chìm xuống phía dưới đi. Xong, kết quả là, vẫn là muốn chết trong tay thiên đế. Đụng! Thế mà, ngay tại cái kia viêm trụ sắp đánh tới hắn trên thân lúc, lại là chợt nổ tung, tứ tán vẩy ra. Đôi mắt hơi hơi lắc một cái, thiên đế nhất thời dừng lại. Chăm chú chằm chằm đi. Chờ lôi viêm tản ra, xuất hiện ở trước mặt hắn, lại là một cái quen thuộc bóng người. Một bộ áo trắng, nghênh phong phiêu đãng, một bàn tay nhẹ nhàng duỗi tại phía trước, ngăn lại cái kia khủng bố viêm trụ về sau, lại chậm rãi rơi xuống, lộ ra cái kia cùng thiên đế không khác nhau chút nào hai cái tròng mắt. Phụ thân, Cổ Tam Thông cùng Tước Nhi gặp, chưa phát giác đại hỉ, ào ào kêu lên. Côn Bằng nhìn thấy, cũng là nhịn không được kêu to, Trác Phàm, người rốt cục trở về. Không, hắn không phải Trác Phàm. Thế mà, thiên đế tại thật sâu dò xét hắn liếc một chút về sau, lại là suy cười một tiếng, lắc lắc đầu, đệ đệ, người mượn luân hồi đại đạo cùng Trác Phàm cái kia tia tàn hồn, lại phục sinh. Chỉ là lần này, người là hữu tình thiên đạo, vẫn là tịch diệt đại đạo đâu. Trên mặt một chút biểu lộ đều không có, Trác Phàm mắt bên trong bình tĩnh địa giống như hồ nước. Nhìn thiên đế một chút, lại là lộ ra một tia mỉm cười, lắc lắc đầu nói, thiên đế đại nhân, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta là Trác Phàm, cũng không phải là lệnh đệ. Ta tu không phải thiên đạo, mà là ma đạo. Ngươi hiện tại lực lượng, chẳng lẽ không phải ta cái kia đệ đệ hữu tình thiên đạo. Mi mắt lắc một cái, thiên đế trong mắt nghi hoặc, cho dù các ngươi là trước sau thế quan hệ, nói cho cùng cũng không là cùng một người. Có một cái trở về, tất nhiên có một cái biến mất. Ta thằng ngốc kia đệ đệ nói qua hội trở về ngăn cản ta, làm sao lại biến mất? Mà phần này lực lượng, lại làm sao có thể bị ngươi được đến? Mỉm cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, ngươi nói không sai, hắn biến mất, mà ta trở về,
chỉ vì hắn cảm thấy ta càng có thể ngăn cản ngươi, cho dù ngươi đạt tới vô thượng cảnh, hắn không thể làm gì lúc, cũng chỉ có ta tài năng ngăn cản. Ngươi cái này có ý tứ gì? Ta nói là, vô thượng cảnh tương đương với trong truyền thuyết thần. Có thể thần ma đối lập, có thể đem thần đuổi xuống thần vị, chỉ có ma. Nhếch miệng lên, Trác Phàm nhìn lên trời xanh, buồn bã nói, thần diệt thế, phải trả thế gian thư thái. Nhưng ma từ người bên trong đến, cũng sẽ không để cho ngươi làm như thế. Thần ma từ vừa mới bắt đầu thì là đối lập, đây chính là thiên ý. Tuy nhiên cửu U sư phụ nói là hắn đem đế đạo cho lệnh đệ, nhưng ta lại cảm thấy, từ nơi sâu xa, lệnh đệ lập xuống ngăn trở ngươi diệt thế chi nguyện, mới đọa nhập ma đạo, biến thành hiện tại ta. Hừ, vậy ngươi lại dựa vào cái gì ngăn trở ta? Chỉ là ma đạo, làm sao có thể đạp vào vô thượng cảnh? Cái này a, khóe miệng xẹt qua vui vẻ, Trác Phàm khoan thai lầm bầm, ta cũng không thể nói, nhưng tựa như ta chạm đến một cánh cửa khác, từ xưa đến nay, tất cả mọi người không có sờ qua cánh cửa, bao quát ngươi cùng lệnh đệ cũng giống vậy, ha ha ha. Ra mặt lắc một cái, thiên đế thật sâu liếc hắn một cái, một cánh cửa khác. Hừ, nói vớ nói vẩn, liền vô thượng cảnh đều không đạt được, hiện tại bất quá chuẩn vô thượng mà thôi, nói thế nào càng cao cổ hơn vực. Trác Phàm, ta không biết người đạo cùng đệ đệ ta hữu tình thiên đạo có khác biệt gì, nhưng nghe thiên đạo vô tình, đại thế đã định. Đợi ta đạp vào vô thượng thời điểm, chính là diệt thế cơ hội. Bây giờ người đem luân hồi đại đạo cũng lấy ra, chính hợp ý ta. Ông, vừa dứt lời, trên trời cái kia to lớn trong mắt lần nữa sinh ra, đem sau cùng một đạo, giao ra a, Trác Phàm. Oanh, khủng bố uy áp buông xuống khắp nơi, tại chỗ tất cả mọi người. Chợt cảm thấy thân thể trầm xuống, hai chân dường như quán duyên bàn, khó có thể di động mảy may. Sau một khắc, toàn bộ mặt đất bắt đầu răng rắc vỡ vụn, sông núi vỡ nát, bay chảy quay lại, tất cả mọi thứ, đều dường như phản trọng lực giống như, bay lên trên chỉ đi qua. Sau đó ẩn vào cái kia to lớn thiên nhãn, biến mất không thấy gì nữa. Trác Phàm cùng ngũ đại thánh thú cũng là như thế, cảm thấy một cỗ cường hãn hấp lực. Muốn đem bọn hắn hoàn toàn hút vào cái kia đáng sợ trong lỗ hống. Một tay che trời. Có điều rất nhanh, Trác Phàm song trường hợp lại, từng đạo mây ngũ sắc liền tại trong lòng bàn tay phiêu giật ra pha trộn ánh sáng, sau đó hướng lên bỗng nhiên nhất cử. Bạch, mây ngũ sắc thẳng trên 9 tầng trời, cấp tốc khuếch tán ra đến, càng biến càng lớn, chỉ bất quá trong nháy mắt, liền đem cái kia kim sắc thiên đồng hoàn toàn che chắn lên. Cái kia cuồn cuộn quỷ dị lực lượng, cũng là bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước bị hút lên trời đồ vật, lần nữa bịch bịch lại rơi xuống, năm cái thánh thú càng là rơi thất điên bát đảo. Nhưng đáy lòng lại là đã may mắn vừa sợ dị, Trác Phàm bây giờ thực lực, coi là thật không kém thiên đế, cư nhiên như thế tùy tiện thì tiêu trừ hắn không minh thần đồng. Xem ra 10 đạo lực lượng chính đang từ từ xuyên vào hắn huyết nhục bên trong, phát huy thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, trận chiến này có phần thắng. Đụng. Thế mà, bọn họ đáy lòng vừa mới phát lên một tia hy vọng, liền bỗng nhiên ngửi một đạo tiếng vang ầm vang bạo phát. Khí thế cường hãn hình thành một cỗ không gì sánh kịp vòi rồng, trong nháy mắt khuếch tán hướng bốn phía. Bọn họ còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, cái kia dài trăm trượng thân thể đã bị nhấc lên bay ra ngoài, té ra hơn một dặm địa tài miễn cưỡng dừng lại. Chờ bọn họ lại nâng lên đầu, hướng về phía trước nhìn lên, lại là chính gặp cái kia gió bão trung tâm bên trong. Thiên đế cùng Trác Phàm hai người, đã đối tại một quyền, song quyền chặt chống đỡ, trong mắt bắn ra lấy hừng hực chiến ý. Đây là, bá đế bá quyền. To lớn đôi mắt ngăn không được run run, Côn Bằng dài ra một luồng lương khí, thở dài, thật sự là lực lượng kinh khủng, mà lại hai người cùng làm bá quyền, quả thực tương đương với hai cái bá đế tại tranh phong đồng dạng. Không, lấy bọn họ bây giờ chuẩn vô thượng thực lực, coi như bá đế tại thế cũng khó có thể với tới. Khó trách vừa mới chỉ là dư âm, thì tùy tiện đem chúng ta ngũ thú đánh bay. Nghe được lời này, dư thánh thú cũng là ngưng trọng gật gật đầu, cổ tam thông mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn về phía hai người rằng co không xong quyền phong, không khỏi thấp thỏm nói, như vậy phụ thân cùng thiên đế, ai sẽ thắng đâu. Cái này, khó có thể phán đoán. Mi mắt lắc một cái, Côn Bằng thở phào một hơi, lắc lắc đầu, chỉ là chăm chú nhìn hai người phương hướng, trên ót đã phủ đầy mồ hôi lạnh. Hai cái như sắt thép quyền đầu đối diện lẫn nhau, phát ra trận trận xương bạo, Trác Phàm cùng thiên đế hai người lẫn nhau nhìn lấy, lại là không nói lời nào.
qua giây lát, nhưng mỗi ngày đế thân tử lắc một cái, một cỗ ám kình bỗng dưng từ trên nắm tay phát ra, đụng một tiếng, trong nháy mắt liền đem Trác Phàm đánh bay ra ngoài. T. Không khỏi cùng nhau hít sâu một hơi, Côn Bằng các loại thú nhất thời nâng lên cự đầu to, kêu lên, đồng dạng là chư thiên thập đạo, Trác Phàm thế mà rơi xuống hạ phong. Hừ hừ, đó là đương nhiên, 10 đạo lực lượng cuối cùng tinh hoa đều tại đại đạo đế cảnh phía trên. Bây giờ đế cảnh đều tại ta trên tay, hắn coi như được đến cái kia mấy lão già truyền thừa, lại làm sao có thể so ra mà vượt bổn tọa. Đụng. Một bước chân, nhất thời đem mặt đất dẫm đạp đi xuống vạn mét chi sâu, thiên đế như mũi tên rời cung, đuổi sát sau bay Trác Phàm không thả, cười to liên tục, lũ súc sinh, các ngươi coi là để hắn đến thập đế truyền thừa có thể quản thúc bản đế sao. Hừ hừ, cuối cùng chỉ là thành toàn bản đế mà thôi. Bạch. Một cái lắc mình, trong nháy mắt đi vào Trác Phàm trước mặt, thiên đế nhất chảo dò ra, thẳng đến trái tim vị trí, đem lớn nhất sau luân hồi đại đạo cho ta, người con cờ này cũng liền hoàn thành sứ mệnh. Hưu. Một cái hoảng hốt, Trác Phàm trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, tiêu tán không thấy. Ảnh đế ảnh độn. Lông mày nhíu lại, thiên đế nhếch nhếch miệng, cười khẩy nói, đừng có lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, 10 đạo thần thông ta so ngươi rõ ràng, ngươi trốn không ra ta lòng bàn tay. Siêu. Vừa dứt lời, thiên đế cũng là trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, mọi người liền gặp, tại đằng đẵng vân không bên trong, hai đạo bóng đen không ngừng tại không trung lấp lóe giao nhau, quấn quanh ở cùng một chỗ, một hồi tránh nhập vết nứt không gian, một hồi lại bại lộ tại ban ngày ban mặt phía dưới, ngươi truy ta đi, rất là kịch liệt. Trác Phàm liên tục chuyển đổi mấy cái phương hướng, đều khó mà thoát khỏi thiên đế truy đuổi, ngược lại bị hắn càng dính càng chặt, mi mắt cũng không nhìn được thật sâu nhăn lại tới. Sốt cục, hắn không tại trốn ảnh bên trong, hiện ra chân thân, chỉ là tại thiên đế cái bóng muốn phụ tới lúc, dưới chân lại là thực sự lên kỳ dị tốc độ, bất quá mấy cái hoảng hốt, liền xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Lông mày nhíu lại, thiên đế một cái vụt sáng, cũng là hiện chân thân, dưới chân đồng dạng thực sự lên kỳ diệu tốc độ, thoáng qua đuổi kịp, hừ hừ hừ, đồng đế thiên vân bước, người muốn theo ta chơi chơi trốn tìm sao. Chỉ tiếc a, những lão gia hỏa kia truyền cho ngươi thần thông, bản đế đã tất cả đều luyện hóa, người vô luận như thế nào đều nghỉ muốn chạy trốn ra lòng bàn tay ta. Người luyện hóa chỉ là bọn họ đế đạo, nhưng bọn hắn ngưng tụ đại đạo mưu trí lịch trình, người lại hoàn toàn không biết gì cả. Làm sao có thể minh bạch bọn họ cái này một chiêu một thức bên trong, ẩn chứa tâm cảnh là như thế nào? Vậy thì thế nào, ta chỉ cần bọn họ đế đạo là được, liền có thể đột phá vô thượng đỉnh phong, làm sao cần để ý tới, chỉ là nhân đạo, như thế nào ngưng tụ? Chính là bởi vì ngươi không biết, cho nên cũng sẽ không hiểu, nhân đạo đến tột cùng vì sao? Nhân tâm khi nào từ thiện biến ác, cốt nhục tương tàn, lại khi nào từ ác biến thiện, hung hãn không sợ chết? Tựa như chôn ở này từng đống thi hài, giống như con kiến hôi bọn họ, vì sao biết rõ vô dụng, nhưng như cũng có can đảm lấy chính mình mệnh, phản kháng ngươi ngày này đế. Phiêu hốt bóng người, dần dần chậm lại, Trác Phàm khuôn mặt quỷ dị giống như bình tĩnh, sâu xa nói, ngươi cái gì cũng không biết, cho dù được đến 10 đạo, luyện hóa chỉ là bọn họ lực lượng, cũng không phải là bọn họ lời nói. Phốc, thừa dịp này thời cơ, thiên đế cuối cùng trong nháy mắt lấn đến gần Trác Phàm trước người. Tinh cương giống như thiết chảo một thanh cắm vào hắn lồng ngực, trong mắt tản ra vẻ hưng phấn. Nhìn về phía Trác Phàm, mặt mũi tràn đầy thắng lợi nụ cười, bổn tọa muốn cũng là phần này lực lượng, đến mức những cái kia con kiến hôi tâm cảnh, bổn tọa không cần thiết đi trải nghiệm, ha ha ha. Bạch, hung hăng đưa tay theo Trác Phàm thể nội rút ra, lại là không có bất kỳ cái gì huyết sắc, chỉ có một đạo thất thải hào quang trong tay hắn tản ra diễm lệ ánh sáng. Hỏng bét, đó là luân hồi đại đạo. Cái này rốt cục bị hắn cầm tới. Trong mắt ngăn không được máy động, Côn Bằng mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, một trái tim nhất thời tuyệt vọng xuống tới, bây giờ hắn 10 đạo nơi tay, liền có thể đạp vào vô thượng, nắm giữ diệt thế chi năng, hết thảy đều xong. Bịch một tiếng, ngã rơi xuống đất, Côn Bằng dường như lực khí toàn thân đều bị rút hết giống như, sụi lơ một mảnh, còn lại mấy cái thú, cũng là khó có thể tin nhìn về phía chỗ đó, hoàn toàn ngây người. Cái thế giới này muốn hủy diệt. Chỉ có Trác Phàm, yên tĩnh mà nhìn xem trước mặt thiên đế, trên mặt vẫn như cũ giếng cổ không gợn sóng, không có chút nào hào quang, thậm chí, còn có chút thương tiếc vẻ thiên đế, ngươi nhập ma. Ma. Lông mày nhíu lại,
Thiên đế cười tà nói, bổn tọa chính là không minh đại đạo trưởng đạo giả, há có thể bị ma đạo xâm nhiễm. Nếu như ta nhập ma, tất nhiên trong lòng sinh ma, cái kia ta tâm ma lại ở đâu? Tham vì ma, cuồng vọng vì ma, tự đại vì ma. Ngươi tâm ma rất nhiều, chỉ là thế gian không người dọn dẹp ngươi, cho nên ta tới thu thập. Mi mắt lắc một cái, thiên đế thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, nhất thời sùi cười ra tiếng, ngươi chừng trị ta. Hừ hừ, chuyện cười. Ngươi một thế này đều là ta quân cờ, ngươi đạo là từ ta nhập môn, ngươi một mực tại tìm 10 đạo, bây giờ đều trong tay ta, bao quát cái này luân hồi đại đạo cũng giống vậy. Nói, thiên đế ngẩng đầu nhìn xem bầu trời phía trên cái kia thất thải hào quang, đang dần dần tiêu tán, to lớn thiên đồng, lần nữa đem uy áp buông xuống nhân gian, liền ngăn không được chế nhạo nói, ha ha ha, hiện tại liền ngươi bằng luân hồi đại đạo thiết chí luân hồi thiên màn cũng tiêu tán. Toàn bộ thiên địa, duy ta độc tôn, ngươi còn thế nào trừng trị ta? Thiên đế, ma đạo luôn luôn tuân theo ác nhân tự có ác nhân chỉ quy tắc thép, đại ma ăn tiểu ma, càng hung ma hội thôn vệ đại ma. Nếu là thế gian xuất hiện 5 người có thể hàng phục ác ma, vậy liền cái kia ta xuất thủ. Dù sao ta là, thiên hạ vạn ma, do ta quản lý. Chăm chú nhìn hắn không thả, Trác Phàm một mặt nghiêm túc, đây là ta chức trách cùng sứ mệnh, sau cùng ta lại khuyến cáo ngươi một lần. Thu tay lại đi. Lạnh lùng theo dõi hắn không thả, thiên đế cười nhạo càng sâu, người điên a, ta là thiên đế, càng là phải diệt thế vô thượng chí tôn, người một cái ma hoàng quản được đến trên đầu ta. Lại nói cái này 10 đạo. Những vật này người cầm lấy đi liền tốt, ta không có vấn đề, người muốn leo lên vô thượng cũng tốt, ta cũng không quan tâm, dù sao ta kinh lịch 32 thế, vốn cũng không phải là tìm đến những vật này. Hít một hơi thật sâu. Trác Phàm khóe miệng xẹt qua thần bí nụ cười, tại luân hồi thiên trì, ta mới ý thức tới chính mình thật đang muốn đổ vật là cái gì, cũng minh bạch ta cùng ngươi nhân duyên. Ngươi, cũng không phải đối thủ của ta để ngươi làm cái này đế vũ đại lục chúa tể, nếu không. Nếu không như thế nào? Hung hăng vùng cánh tay bàng, thiên đế nhất thời tức giận cười nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, bây giờ ngươi khắp nơi rơi xuống hạ phong, còn dám cùng ta phô trương thanh thế. Đây đều là ta năm đó dạy ngươi dạy còn lại, đừng đến một bộ này. Bây giờ bản đế cách tránh thức đại đạo, chỉ thiếu chút nữa. Một bước này, ai cũng ngăn cản không ta. Vừa dứt lời, thiên đế nhất thời cầm trong tay mây ngũ sắc toàn bộ ném vào trong miệng, đảo mắt nuốt vào. Trác Phàm thì bình tĩnh như vậy nhìn lấy, cái gì cũng không làm. Ông! Chợt, trên trời cái kia to lớn kim đồng đột nhiên phát ra cường hãn ba động. Chói mắt ánh vàng không ngừng hướng bốn phía phát tán, khí thế khủng bố từng đạo tăng cường. Thiên đế cũng là đóng chặt hai con ngươi, toàn thân cao thấp một cỗ kỳ dị năng lượng lưu chuyển quanh thân, đầu đầy trường phong không gió tung bay, đồng dạng phát ra đạo đạo đen nhánh lộng lẫy, lộ ra vạn phần tà mị. Xoạt! Rốt cục, trên trời cự đồng tử sau cùng chấn động mạnh một cái về sau, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Côn Bằng bọn người gặp này, chưa phát giác kỳ quái. Nhưng là sau một khắc, lại là một đạo vô hình ba động lóe qua, chính bầu trời thế mà hoàn toàn biến thành mênh mông màu tái nhợt, 13 đạo chói mắt vầng sáng màu bạc, tại toàn bộ 9 ngày lóe ra. Không minh thần đồng tầng thứ 13, Thái hư đồng sinh. Tung bay tóc dài chậm rãi rơi xuống, lại là không còn đen nhánh, ngược lại biến thành chói mắt bạc sáng chói. Thiên đế chậm rãi mở ra hai con ngươi, ánh mắt đã cùng người khác không khác, đen trắng rõ ràng. Lại không tử lôi kim nhãn cùng không minh thần đồng phân chia, chỉ là tại hắn cái chán trung gian, lại là một đến lại mở liếc một chút, toàn bộ trắng bệch, 13 đạo ngân quang, cùng bầu trời giống như đúc. Cái này, dọa đến thối đều mềm, Côn Bằng nằm ngửa trên mặt đất, một trái tim ngăn không được phát run, xong, ánh mắt hắn thế mà hoàn toàn biến thành bầu trời. Toàn bộ thiên địa đã tại hắn trưởng khống bên trong, đây chính là vô thượng đại đạo, thiên địa nơi tay. Tất cả chúng ta, rốt cuộc không có người có thể ngăn cản hắn. Nghe được lời này, còn lại cá nhân cũng là từng cái sắc mặt như cho tàn, tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Chỉ có Trác Phàm, vẫn như cũ bình tĩnh phải là quỷ dị như vậy, liền giờ này khắc này đã nắm giữ sức mạnh vô thượng thiên đế, nhìn thấy hắn phần này diện mạo, cũng là không khỏi trong lòng có chút bất an. Thế nào, ngươi không sợ sao? Thu tay lại a, nếu như ngươi còn muốn ngốc ở cái thế giới này lời nói. Hừ hừ, giờ này khắc này ngươi còn tại mạnh miệng. Cười lạnh, thiên đế khinh thường bĩu môi, đệ đệ a, giá trị này thời cơ,
bổn tọa sau cùng bảo ngươi một tiếng đệ đệ. Ngươi cũng đã biết, phi huynh cái này vô thượng thiên đồng là cái gì không? Dương mắt nhẹ liếc một cái hắn, Trác Phàm thản nhiên nói, thái hư đồng, thái hư sang thế. Không tệ, không hổ là sờ đến vô thượng cánh cửa người, cũng cảm nhận được a. Mỉm cười, thiên đế cao ngạo địa ngẩng đầu lên, cái này không giống với diệt thế lôi viêm, cũng không phải không minh thần đồng. Nó sẽ đem toàn bộ thế giới tiêu tán, xây lại tạo một cái tinh khiết thế giới, không có bất kỳ cái gì vẩn đục thế giới, hỗn độn lại mở. Có thể nói, trên thế giới không có bất kỳ vật gì, bao quát người diệt thế lôi viêm ở bên trong, là không thể bị nó tiêu tán. Thì giống như vậy. 3. Một cái búng tay, trên 9 tầng trời ngân mang nhất thời lấp lóe, một cả ngọn núi, hoa một chút, liền toàn đều biến mất không thấy gì nữa, liền một tia cho đều không có, dường như chưa từng có ở cái thế giới này xuất hiện qua đồng dạng. Khóe miệng ngăn không được run run, Côn Bằng bọn người dọa đến một trái tim đều nhanh đụng tới. Trác Phàm gặp này, không nói một lời, chẳng qua là nhìn không được thở dài nói, cái thế giới này còn chưa tới tiêu vong thời điểm, ngươi làm như thế, tương đương nghịch thiên mà đi, không có kết quả tốt. Cái thế giới này cái kia sinh cái kia diệt, là từ ngươi quản sao? Khinh thường bĩu môi, thiên đế cao ngạo địa ngẩng đầu lên, từ giờ trở đi, cái thế giới này sinh tử đều để ta tới trưởng khống. Như vậy thì ấn thượng cổ lúc sau kế hoạch như vậy, sáng thế trọng sinh đi. Ta muốn để cái này vẩn đục thế giới biến mất, sáng tạo một cái tinh khiết thế giới, ha ha ha. Cười to một tiếng, thiên đế cái chán cái kia thái hư đồng đột một đến sáng lên, trên 9 tầng trời ngân mang, cũng tại hô ứng lẫn nhau lấy, phát ra chói mắt ánh sáng. Từng đạo ngân sắc ánh sáng, dường như lụa mỏng giống như phiêu đãng ở trong thiên địa, rơi vào sơn phong, biển xuyên, dòng suối nhỏ ở giữa, mà phàm là bị cái kia lụa mỏng bao trùm, liền hưu một chút, tất cả đều tiêu tán vô tung. Côn Bằng bọn người gặp này, quá sợ hãi, vội vàng tiêu trừ to lớn thân hình, hóa là thân người, bốn phía ẩn núp, tuyệt đối đừng bị cái kia ngân quang soi sáng, không phải vậy thì chết chắc. Thế nhưng là, thế gian vạn vật từng kiện biến mất, lại chỗ nào có thể có bọn họ ẩn núp chi địa đâu. Có khi bọn họ vừa trốn đến trong một cái sơn động, trong nháy mắt, toàn bộ sơn đô không, không khỏi bọn họ còn phải bốn lui loạn tránh, tìm lánh nạn địa. Nhìn lấy đây hết thảy, thiên đế ngăn không được cười to lên, trong mắt đều là chế nhạo. Đây chính là con kiến hôi a, liền chính mình vận mệnh đều trưởng khống không cỏ rác. Trác Phàm mắt lạnh nhìn đây hết thảy, giữ im lặng, thẳng đến một chùm ngân quang bay tới hắn trên thân, hắn toàn bộ thân thể cũng bắt đầu tiêu tán không thấy. Quay đầu nhìn về phía hắn, thiên đế lộ ra nụ cười đắc ý, đệ đệ, vĩnh biệt. Theo thượng cổ đến bây giờ, đi qua nhiều năm như vậy, thế giới kết cục y nguyên không thay đổi. Đừng khách khí, chúng ta sẽ còn gặp lại. Khóe miệng xẹt qua tà dị tiếu dung, Trác Phàm dần dần biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng là hắn sau cùng lưu lại câu nói kia, lại là để thiên đế cảm thấy lại là thoát động. Hắn cái này vệt nụ cười, đến tột cùng có ý tứ gì? Một phương diện khác, Lạc Gia Thành trong trạch viện, tất cả chiến sĩ đều đi ngăn cản thiên đế. Chỉ có Lạc Vân Thường cùng Sở Khuynh Thành các loại nữ, bên ngoài thắp hương cầu nguyện. Chợt, bầu trời biến nhan sắc, từ cửu thiên rơi xuống ngân mang, đem ánh mắt chiếu tới tất cả mọi thứ, mặc kệ là người vẫn là vật, đều tiêu tán địa hoàn toàn không có tung tích. Thấy tình cảnh này, mọi người chưa phát giác kinh hãi, Lạc Vân Thường khuôn mặt giật mình lo lắng, cũng đã nhịn không được lắc lắc đầu, thở dài, nhìn đến vẫn là thất bại, diệt thế ngày đến. Khuynh Thành, Trác Phàm hắn. Hắn không có việc gì. Yên tĩnh địa nhìn lên bầu trời, Sở Khuynh Thành thành kính cầu nguyện, thân thể bất động, mắt bên trong nhìn lấy cái kia đạo đạo ngân mang thoáng hiện, lại là chớp động lên dị dạng ánh sáng, từng đạo đã từng một đoạn ký ức, ở trước mắt từng cái hiển hiện, Vân Thường tỷ, ta tốt như nhớ tới trước kia sự tình, nguyên lai chúng ta tại phàm giai vẫn tại cùng một chỗ. Đều phải diệt thế, có làm được cái gì? Than nhẹ một tiếng, Lạc Vân Thường bất đắc dĩ lắc đầu. Khóe miệng một phát, Sở Khuynh Thành bỗng dưng cười rộ lên, là vui vẻ như vậy hạnh phúc, đương nhiên hữu dụng, cho dù sống chết cách xa nhau, nhưng tình nghĩa không thay đổi. Ta tại phàm giai tìm hắn như vậy lâu, hắn tại thánh vực cũng tìm ta lâu như vậy, nguyên lai ta không tại, hắn cũng sẽ tìm ta. Chỉ cần biết rằng điểm ấy, cho dù chỉ có một phút đồng hồ nhớ lại đây hết thảy, cũng đầy đủ. Nói, Sở Khuynh Thành cười nhắm mắt lại, một hạnh phúc nước mắt, trượt xuống khuôn mặt. Đinh! Thế mà,
Ngay tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, nước mắt kia chớp động lên thất thải hào quang, chợt phi thượng cửu thiên, phút chốc không thấy tăm hơi. Cho dù bị những cái kia ngân mang chiếu rọi, y nguyên cứng chắc, không có giảm bớt một phân một hào. Siêu! Rất nhanh, lệ kia châu bay đến thiên đế trên đỉnh đầu. Mi mắt lắc một cái, thiên đế quay đầu nhìn về phía chỗ đó, lại là mặt hiện kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, đây là vật gì, vì sao xuất hiện ở đây? Nói, thiên đế trong mắt tản mát ra càng thêm hào quang óng ánh, cái kia đạo đạo ngân quang cũng là không ngừng đem lệ kia châu bao khỏa. Nhưng là kỳ quái sự tình phát sinh, có thể đem thiên hạ vạn vật tan đi thái hư đồng, thế mà không làm gì được liếc một chút nước mắt. Thấy tình cảnh này, thiên đế nhất thời sợ hãi kinh hãi. Cái này, đến tột cùng là vật gì? Mười đạo quy vị, nguồn gốc quy nguyên, thiên địa một đường, duy ta trường tồn. Oanh! Không lý do, một đạo dị thường thanh âm quen thuộc, vang vọng tại toàn bộ trên 9 tầng trời. Thiên đế nghe đến, nhất thời thân thể chấn động, quá sợ hãi, trác phàm. Làm sao có thể, hắn đã bị tan đi, làm sao còn có thanh âm hắn? Ngay tại bốn phía ẩn núp Côn Bằng bọn họ sững sờ, cũng là bỗng dưng quay đầu, nhìn hướng về bầu trời, lại là chính gặp một cỗ kỳ dị năng lượng, chính lấy lệ kia châu làm trung tâm, đang cuộn trào mãnh liệt địa tụ tập. Đồng thời, Trác Phàm hét lớn, giống như hồng trung đại lữ, lần nữa vang vọng đất trời ở giữa. Chư thiên thập đạo, đệ nhất thiên đạo, không minh đại đạo, thâu tóm thiên hạ, trong sáng càn khôn, quý vị. Ông! Một đạo chấn động vang lên. Lệ kia châu bên cạnh xuất hiện một đạo thất thải hào quang, lại chính là không minh đại đạo đế cảnh đại đạo. Thân thể ngăn không được chấn động, thiên đế giật nảy cả mình, làm sao có thể, không minh đại đạo tại trong cơ thể ta, vì sao trên trời lại xuất hiện một cái? Chẳng lẽ nói, hắn cũng ngưng tụ một cái đồng dạng đế đạo sao? Thế nhưng là còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, Trác Phàm hét lớn đã là vang lên lần nữa. Chư thiên thập đạo, đệ nhị nhân đạo. Bất bại phách đạo, quyền chấn thương khung, bất bại thiên địa, quý vị. Chư thiên thập đạo, đệ tam nhân đạo, cửu u ma đạo, hải nạp bách xuyên, hiểu rõ nhân luân, quý vị. Chư thiên thập đạo, đệ tứ nhân đạo, thiết huyết kiếm đạo, kiếm chỉ thương khung, trung thần nghĩa sĩ song toàn, quý vị. Chư thiên thập đạo, đệ ngũ nhân đạo, ám dạ tinh đạo, tinh thần liên tỏa, đại ái vô cương, quý vị. Chư thiên thập đạo, đệ lục nhân đạo. Âm ti minh đạo, sinh tử không lo, vô bi không nhiễu, quý vị. Chư thiên thập đạo, đệ thất nhân đạo, tàng nặc ảnh đạo, quang ám chi gian, chuyển nhảy bồi hồi, quý vị. Chư thiên thập đạo, đệ bát nhân đạo, luân hồi đại đạo, quá khứ hậu thế, hết thảy đều không, quý vị. Chư thiên thập đạo, đệ cửu nhân đạo, trí tình đại đạo, âm dương tương hợp, tình vang chín tầng trời, quý vị. Chư thiên thập đạo, đệ thập nhân đạo. Bình phàm đại đạo, đem tâm quy ẩn, đến chân trí thuần, quý vị. Ong ong ong. Theo từng tiếng hét lớn vang lên, lệ kia châu xung quanh cũng xuất hiện thập đại đế đạo đạo cảnh, tản mát ra mãnh liệt thất thải hào quang. Sau một khắc, nhưng nghe ầm ầm tiếng vang, chấn động thiên địa, mười đạo ánh sáng bỗng dưng phát tán, nhất thời liền đem trọn cái bầu trời xé rách, cái kia đầy trời ngân quang, cũng đột ngột đến biến mất không thấy gì nữa. Một miệng đỏ thẫm ngửa mặt lên trời phun ra, thiên đế bá thiên phát ra, khó có thể tin nhìn lên bầu trời cái kia ánh sáng rực rỡ, giận dữ hét không, không có khả năng, ta đã là vô thượng chí tôn, làm sao còn sẽ xuất hiện loại sự tình này? Chư thiên thập đạo, tại sao lại ra hiện ra tại đó? Ta rõ ràng đã tất cả đều luyện hóa. Ta đã sớm nói, người luyện hóa chỉ là 10 đạo chi quả, cũng không phải là 10 đạo bản thân. Dung hội 10 đạo người. Tự nhiên có thể tùy thời tương đạo cảnh ngưng tụ. Lúc này, trên 9 tầng trời vang lên lần nữa Trác Phàm lạnh nhạt thanh âm, thiên đế, lúc trước ta đã khuyên qua ngươi, đã ngươi khư khư cố chấp, ta liền không thể lại đem ngươi lưu trên thế gian. 10 đạo hợp nhất, càn khôn nhất trưởng. Vừa dứt lời, 10 đạo mây ngũ sắc nhất thời làm thành một vòng, chuyển lên. Sau đó phạch một cái, hình thành một cái bàn tay lớn 7 màu, hung hăng hướng lên trời đế đầu vỗ tới. Trong mắt ngăn không được hung hăng co lại, thiên đế không muốn tin tưởng địa hung hăng dao động cái đầu, không, không có khả năng, ta đã là vô thượng chí tôn, ngươi không thể nào đánh bại ta, thái hư đồng. Giống to một tiếng, thiên đế trên trán lần nữa mở mắt, từng đạo ngân quang ngăn không được hướng phía trên bắn ra đi.
Thế nhưng là những thứ này có thể đem thế gian hết thảy sự vật tan đi lực lượng, đụng phải cái kia bàn tay lớn bảy màu, lại là căn bản không có nửa phần tác dụng. Rốt cục, tại thiên đế gần như tuyệt vọng ánh mắt bên trong, đụng một tiếng, bị bàn tay khổng lồ kia hung hăng đập ở trên người, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà bàn tay khổng lồ kia, cũng theo biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi thứ, dường như một giấc mộng giống như, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra giống như. Hít một hơi thật sâu, Côn Bằng một mặt giật mình lo lắng bỏ lên, nhìn chung quanh một chút, riêng là cái kia lần nữa trở nên trong sáng bầu trời, cuối cùng lộ ra mỉm cười nụ cười, cuối cùng kết thúc, chỉ là. Trác Phàm người khác đâu? Phụ thân, người ở đâu? Cổ Tam Thông cùng kiếm đồng bọn họ đứng dậy, cũng là tìm kiếm khắp nơi, lại là căn bản không thấy bóng dáng. Tí tách tí tách tí tách. Lúc này trên bầu trời bay xuống mưa lâm thâm, bất quá cùng bình thường mưa khác biệt. Những thứ này mưa đúng là mang theo thất thải hào quang, thấm vào lấy khắp nơi. Phốc phốc phốc, từng tiếng trầm đục phát ra, đất dưới mặt đất, từng cái khô cạn cánh tay duỗi ra, từng cái quen thuộc thân thể từ bên trong chui ra. Cổ Tam Thông thấy một lần, không khỏi giật mình, Lạc Vân Hải, Lệ Lão, Đan Lão, các ngươi không phải đã chết à, tại sao lại? À, chúng ta chết sao? Gãi đầu một cái, mọi người liếc nhìn nhau, đều là rất là kỳ lạ, lại nói. Chúng ta đây là ở đâu? Vừa mới đang làm gì? Nhìn lẫn nhau, Cổ Tam Thông mấy người cũng là kỳ quái, các ngươi không phải cùng thiên. Thiên cái gì? Đúng thế, thiên cái gì? Gãi đầu một cái, Cổ Tam Thông cũng là có chút hoảng hốt, quay đầu nhìn về phía Tước Nhi cùng kiếm đồng nói, chúng ta là tới làm gì? Nhìn hai bên một chút, tất cả mọi người là một mặt mê mang, giống như đều quên phát sinh cái gì. Tựa hồ có người tên thì trong lòng bọn họ. Nhưng bọn hắn làm sao cũng nhớ không nổi tới. Bất quá đã nghĩ không ra, mọi người cũng liền không thèm quan tâm hắn, vô cùng cao hứng địa trở về còn trung gian phần kia trống không, lại là không có người lại để ý tới. Cổ Tam Thông các loại thánh thú cùng Lạc Gia quan hệ vẫn như cũ rất tốt, Đan Thanh Sinh bọn họ cũng vẫn là đảm đương Lạc Gia cung phụng, có khi còn sẽ nói đùa, vì sao bọn họ mạnh như vậy thực lực, hội cam tâm tại Lạc Gia ở lại đâu. Bất quá đã quen thuộc. Tất cả mọi người cười ha ha một tiếng, không đi xoắn xuýt. Chỉ là bọn hắn trong lòng một mực có một cái trống chỗ, tựa hồ một người bóng người, tại trong đầu của bọn họ hoàn toàn biến mất. Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ đại lục, đều lại không người này ghi chép. Trác Phàm hoàn toàn biến mất tại thế gian này, biến mất tại mọi người trong hồi ức. Thiên đế, lúc trước ván cờ, chúng ta một ván nữa đi. Một cái trắng xóa trong thế giới. Trác Phàm ngồi tại một chương trên mặt ghế đá, trước mặt là một phương bàn cờ, một mặt mỉm cười nhìn về phía chính mặt mũi tràn đầy đề phòng đi tới thiên đế. Nhìn hai bên một chút, thiên đế hết sức cẩn thận, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Người thế giới, khóe miệng một phát, Trác Phàm giới thiệu nói, ngươi không phải một mực muốn sáng thế trọng sinh sao? Đây chính là thế giới lúc đầu hình dạng, không có cái gì, người đại có thể phát huy sức sáng tạo, thỏa thích vẽ xấu, như thế nào? Đôi mắt hơi hơi suyệt suyệt, thiên đế chăm chú nhìn Trác Phàm, cắn răng nói, ta không muốn ở chỗ này, ta muốn về đế vũ đại lục, đó mới là ta thế giới. Ngươi không thể quay về, ta đã đem hai người chúng ta tất cả dấu vết, đều xóa đi. Ngươi ở nơi đó, là cái hoàn toàn không tồn tại người. Mặc kệ là sách cổ, vẫn là mọi người trí nhớ, đều chỉ có thượng cổ cửu đế, không có ngươi ngày này đế vị tử. Đương nhiên, cũng không có ta Trác quản gia tục danh tồn tại. Trong mắt ngăn không được co rụt lại, thiên đế kinh hãi, ngươi thế mà có thể đem một người dấu vết, theo một cái thế giới lặng yên không một tiếng động xóa đi. Ngươi, đến tột cùng đã đạt tới như thế nào cảnh giới? Cái kia không trọng yếu, đến đánh ván cờ đi. Thản nhiên cười, Trác Phàm chỉ bàn cờ. Một mặt nghi ngờ nhìn lấy hắn, thiên đế lại không có trước kia khí thế, đành phải ngồi tại đối diện, bắt đầu cùng Trác Phàm đánh cờ. Lúc này Trác Phàm, bình tĩnh dị thường. Mỗi một khỏa tử đô tương đương bình thường, cũng không cái gì kỳ chiêu diệu bước. Nhưng là thiên đế cũng là vô luận như thế nào bố cục, đều không thể thắng được. Đương nhiên, Trác Phàm cũng thắng không, cái này mãi mãi cũng là cái thế hòa không phân thắng bại. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới đáng sợ nhất. Trong thiên hạ tối cao tài đánh cờ, không phải muốn thắng thì thắng, muốn bại thì bại, mà chính là vĩnh viễn có thể theo đúng tay bảo trì thế hòa không phân thắng bại. Duy trì cái này thăng bằng, mới là khó khăn nhất đến.
Mi mắt nhẹ nhàng run run, thiên đế trong tay vuốt ve quân cờ, cuối cùng buông lỏng tay, ném lên mặt đất, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi thắng. Khách khí, chỉ là thế hòa không phân thắng bại. Thế hòa không phân thắng bại cũng là ngươi thắng. Thở dài một hơi, thiên đế nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt mang theo hồ nghi, ta có chút nghi vấn muốn hỏi ngươi, không biết có thể giảng hay không. Cứ nói đừng ngại. Ngươi đạo, đến tột cùng là cái gì? Trong mắt mang theo hy vọng, thiên đế chăm chú nhìn hắn nói, theo ngươi xuất hiện tại ta trước người lúc, ta liền đã cảm giác được, ngươi cùng ta đệ đệ nói không như vậy. Đồng dạng là tình, lại là khác biệt tình, cái kia đến tột cùng là cái gì? Mỉm cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, hắn so ta vĩ đại, hắn là đại tình đại ái, ta chỉ bất quá tiểu tình tiểu ái mà thôi. Tiểu tình tiểu ái, cũng có thể thành đạo, đánh bại ta. Lại nói, thế gian chi tình, phần lớn nhỏ sao? Nhếch miệng lên, Trác Phàm khẽ liếc hắn liếc một chút. Thân thể chấn động, thiên đế hơi biến sắc mặt. Bật cười khoát khoát tay, Trác Phàm chậm rãi đứng dậy, thiên đế, bao quát còn lại cửu đế cũng giống vậy, quá nắm mê. Giữa thiên địa hết thảy căn cứ bản thân hắn quy tắc vận hành, nào có đại ái tiểu ái, đại tình tiểu tình. Tình cũng là tình, từ nhân tâm bản nguyên nhất sinh ra, không có phức tạp như vậy. Cho ngươi một môn công pháp, phàm nhân sở học, có lẽ tại trong mắt các ngươi không đáng giá nhắc tới, nhưng lại chính là các ngươi những thứ này đế quân thiếu hụt. Nói, Trác Phàm nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo tin tức đã là nhất thời tiến vào trong đầu hắn. Bản chân quyết. Nhíu mày. Thiên đế thì thào lên tiếng, trở về nguồn gốc, hòa vào trời chỗ, thiên nhân hợp nhất, thành tựu đại đạo. Trác Phàm, chẳng lẽ ngươi? Bỗng nhiên ngẩng đầu, thiên đế kêu sợ hãi liên tục, nhưng là trước mặt đã lại không Trác Phàm bóng người, chỉ có hắn một người, sắc mặt giật mình lo lắng, xa nhìn trắng xóa bầu trời, ngơ ngác tự nói, thiên địa nhân tam đạo hợp nhất, chấp trưởng càn khôn, vô thượng phía trên, thiên địa cảnh. Trong mắt chớp động lên hy vọng, thiên đế một mực ngước nhìn thương khung. Thẳng đến chỗ sâu nhất, vẫn như cũ không thấy đáy. Thế nhưng là trên 9 tầng trời, trắng xóa hoàn toàn vũ khí bên ngoài, Trác Phàm lại là trong tay kéo lấy một cái từ trắng xóa khí lưu bao phủ tiểu cầu, trong mắt mang theo ý cười, hướng về phía trước hất lên, liền ném tới một mảnh bầu trời đêm vô tận bên trong. Bá bá bá! Hắn quanh người, đồng dạng là những tiểu cầu này, đang không ngừng lấp lóe qua lại đen nhánh bên trong. Chỉ bất quá có tiểu cầu là thuần trắng. Có biến đến có chút u ám lên, có thì là đã đen nhánh. Trác Phàm đối xử lạnh nhạt quét mắt đây hết thảy, nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay, hướng về phía trước bắn ra. Phốc phốc phốc, liên tiếp trầm đục phát ra, mấy chục cái hắc khí lượn lờ tiểu cầu, liền tất cả đều tiêu tán vô tung. Xin lỗi, không phải ta phải diệt thế, chỉ là các ngươi thế giới đã đi đến phần cuối, biến thành tu la địa ngục, ta mới chịu thay thiên tiêu trừ. Nhếch miệng lên. Trác Phàm vừa nhìn về phía còn lại khó có thể tính toán tiểu cầu, riêng là một cái có chút u ám tiểu cầu thở dài, ai, đế vũ đại lục, tuy nhiên không đến diệt thế thời cơ, nhưng cũng dần dần đi hướng diệt vong. Dao động cái đầu, Trác Phàm lăng không hư đạp, tại đen nhánh trong không gian một đường dò xét, thỉnh thoảng sờ sờ những cái kia tràn ngập sinh khí bi trắng, thỉnh thoảng đạn diệt hắc khí vần quanh hắc cầu, thì đi tiếp như vậy. Ngàn năm sau, đế vũ đại lục kinh lịch mấy lần biến đổi. Quần hùng xuất hiện lớp lớp, hình thành cát cứ chi thế. Mặc dù không có hình thành thánh sơn lũng đoạn, nhưng cũng biến thành các đại thế lực địa vị ngang nhau cục diện. Bên trong to nhất một thế lực, chính là Lạc Gia. Bởi vì cùng thánh thú quan hệ thân mật, trong gia tộc còn có một cái thần bí kiếm đế tọa chấn, có thể nói là trong thiên hạ ai cũng không dám trêu chọc thế lực bá chủ. Mà cũng may mắn Lạc Gia một mực nhân nghĩa vi hoài, tuy nhiên mạnh, nhưng không lấy mạnh hiếp yếu, ngược lại chủ trì công đạo. Ngược lại là có phần được lòng người. Nhưng dù vậy, tại cường giả này thiên hạ bên trong, người yếu ớt hay là miễn không bi thảm tao ngộ. Đứng lại, đừng chạy, mau đưa linh thạch giao ra. Đây là chúng ta dùng đến mua thực vật, quỷ tài giao ra đâu. Che lấp giữa rừng núi, một lớn một nhỏ hai thiếu nữ không ngừng phi nước đại, nhìn qua một cái đại khái 8, 9 tuổi, một cái khác cũng liền 10 tuổi trên dưới, lại là đi chân trần chạy, trên mặt đều là đen xám. Ba, chợt, hai nữ một cái lảo đảo, vấp ngã xuống đất, đằng sau 5-6 cái hơn 10 tuổi nam hài đuổi kịp, thấy tình cảnh này, ngăn không được lộ ra nụ cười thô bỉ, hắc hắc hắc. Chạy a, các ngươi ngược lại là chạy a. Đừng tới đây, không phải vậy ta đối với ngươi không khách khí.
hơi lớn điểm nữ hài nhìn thấy bọn họ tới, lúc này đứng lên, đem muội muội hộ tại sau lưng, trên mặt tràn đầy quật cường, ta thế nhưng là tụ khí bát trọng, các ngươi tới, cẩn thận các ngươi mạng chó. Thế mà, nghe được câu này, những người kia lại là cười càng lớn tiếng, ha ha ha. Tụ khí bát trọng, ta thật là sợ a. Lời nói chúng ta là tu vi gì a? Lão đại, chúng ta đều là đoán cốt cảnh, coi như kém cỏi nhất, cũng đoán cốt tam trọng. Ra mặt lắc một cái, hai vị thiếu nữ nhất thời trì trệ, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Những cái kia nam hài lại là càng thêm làm càng cười to, phất phất tay nói, người tới, đem các nàng cho ta bắt về, bán vào kỹ viện, cũng có thể kiếm lời mười mấy cái linh thạch, ha ha ha. Tốt, không muốn. Mọi người một tiếng cười vang, liền muốn tiến lên, hai tỷ muội vội vã khoát tay, dọa đến vội vàng cuộn mình một đoàn. Ba. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một tiếng thanh thúy gõ chỉ tiếng vang lên, những người kia bỗng dưng trì trệ, lại là rốt cuộc không động đậy, dường như thời gian đình chỉ một dạng, bọn họ vẫn là như thế gian tà nụ cười, nhưng lại giống điêu khắc đứng im bất động. Từng bước một chậm chạp cước bộ, đi vào hai người trước người, Trác Phàm gặp hai tỷ muội vẫn như cũ ôm đầu, co rúm lại không ngừng, không khỏi mỉm cười, nói khẽ các ngươi không cần sợ, bọn họ đã sẽ không đả thương lấy các ngươi. Bỗng dưng trì trệ, hai nữ hài nhi thả tay xuống, gặp quả là thế, lại nhìn thấy Trác Phàm đó cùng thiện khuôn mặt, lúc này lộ ra vẻ mặt vui cười, liền vội vàng khom người cảm tạ. Các ngươi tên gọi là gì? Trong lòng đã rõ ràng, Trác Phàm lại là vẫn như cũ hỏi. Nhìn lẫn nhau, cái kia lớn tuổi nữ hài lập tức báo danh nói, ta gọi Tiểu Vũ, đây là muội muội ta, Tiểu Sương. Ngự Vũ, Sương Nhi. Nhẹ giọng lầm bầm, Trác Phàm duỗi ra hai tay. Cười nói, đi theo ta đi, bái ta làm thầy như thế nào? Bái sư. Không khỏi khẽ giật mình, hai người nhìn lẫn nhau về sau, Tiểu Vũ thăm thẳm hỏi, có ăn sao? Có, đương nhiên là có, mà lại các ngươi về sau rốt cuộc không cần bị khi dễ. Vậy quá tốt, đồ nhi bái kiến sư phụ. Hai nữ hài nhi yêu cầu rất đơn giản, nghe đến Trác Phàm trả lời chắc chắn, lập tức quỳ xuống lễ bái. Mỉm cười, Trác Phàm dắt hai nữ tay. Quay người lại, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó những cái kia nam hài lại có thể động, chỉ là bọn hắn nhào tới lúc, lại là nhất thời phốc cái hư không, không khỏi đầy đầu mê hoặc. A, người đâu, làm sao không thấy? Có quỷ a. Một phương diện khác, một cái lụi bại xóm nghèo trước, Sở Khuynh Thành yên tĩnh đứng ở nơi này bất động. Nhếch miệng lên, luôn luôn treo ngọt ngào mỉm cười. Cách đó không xa hai cái cô gái trẻ tuổi gặp này. Thỉnh thoảng tất tất dẫn dẫn thảo luận, sư tổ nàng lão nhân gia làm sao ưa thích ở chỗ này ẩn cư, còn đem nghiêm chỉnh mảnh phá nhà bao xuống đến, không biết cái gì đam mê. Tại một số danh sơn đại xuyên thanh tu, không phải càng tốt sao? Ai biết, bọn người đi. Chờ ai vậy? Ta nghĩ là chờ ta đi. Chợt, hai nữ tử bên người vang lên một đạo thăm thẳm giọng nam, hai người chưa phát giác giật mình, nhất thời dọa đến lui lại. Lại chính gặp Trác Phàm cái kia một mặt vô tội khuôn mặt lại chẳng biết lúc nào đứng tại các nàng bên người. Ngươi là ai, lúc nào đến nơi đây? Không được quá đáng, lui ra. Thế mà, các nàng hai người vừa lên tiếng, Sở Khuynh Thành cũng đã hét lớn một tiếng, mắng chửi nói. Hai người giật mình, quay đầu nhìn lại chính gặp bọn họ vị này bình thường băng xương một dạng sư tổ, giờ này khắc này lại là lộ ra dị dạng khuôn mặt, trong sự kích động còn mang theo một tia oán trách. Trong mắt lệ quang tại mặt trời chiếu rọi, lộ ra càng thêm rõ ràng. Biết bên trong có cố sự, hai người không quấy rầy, nhanh chóng nhanh rời đi. Trác Phàm cười khổ một tiếng, tiến lên hai bước, thở dài, nghĩ không ra ngàn năm, ta tiêu trừ tất cả mọi người trí nhớ, duy chỉ có ngươi còn nhớ rõ ta. Ta liền biết, 1000 năm trước, tất cả mọi người quên ngươi, là ngươi dở trò quỷ. Đúng vậy a, dù sao ta không có khả năng lại ở bên cạnh họ. Quên đối tất cả mọi người tốt nhất. Nhưng là ta lại không quên. Có lẽ là bởi vì ngươi lệ kia, còn trong lòng ta. Mỉm cười gật gật đầu, Trác Phàm thở phào một hơi, có lẽ là thiên ý a, tất cả mọi người lấy là thiên đế đệ đệ chuyển thế là vì tìm kiếm đế cảnh đại đạo ngăn cản thiên đế. Nhưng trên thực tế, không có ai biết, hắn chính thức tìm kiếm, là hắn lúc trước chặt đứt tình căn, mà ngươi chính là ta tình căn. Cái kia chính là nói, ngươi hội dẫn ta đi. Đương nhiên, một cái dậm chân, mãnh liệt nhào tới, Sở Khuynh Thành chăm chú bảo trụ Trác Phàm,
kích động đến hai mắt đẫm lệ, cái kia ngươi dẫn ta ở đâu? Ai, cả đời khổ cực mệnh a, dẫn ngươi đi chủ nhà làm thuê. Chủ gia, không khỏi sững sờ, Sở Khuynh Thành ngạc nhiên nói, ngươi vừa đang làm gì? Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm lộ ra thần bí nụ cười, vẫn là nghề cũ, quản gia, thiên địa đại quản gia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chuyện đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm.